Mấu chốt chính là phải có quan hệ tốt với người cấp dưỡng, nếu không cho dù là nhét thêm, người cấp dưỡng cũng không cho đồ ăn, chẳng phải là công toi sao. Hơn nữa còn đắc tội với người phía sau, thật chẳng đáng. Bởi vậy mọi người có hoạt động thì hoạt động, đều làm trong bóng tối. Trong thành ủy thành phố Tần Đường mà nói, có hai người có khả năng cạnh tranh vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy nhất. Thứ nhất là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân Tạ Truyện Thắng, người còn lại là phó trưởng ban ban tuyên giáo thành ủy An Bằng Hữu. Tạ Truyện Thắng thì không cần phải nói, là dòng chính của Trương Quốc Vĩ, còn An Bằng Hữu thời điểm năm đó đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng chính trị ở huyện, Trương Quốc Vĩ đảm nhiệm chủ tịch huyện, bởi vậy lập trường của An Bằng Hữu liền không cần nói cũng biết. Cũng không biết là ai đưa ra tin tức, nói là trọng điểm quan sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ là Tạ Truyện Thắng và An Bằng Hữu. Tin tức vừa truyền ra, liền không ít người đến văn phòng của Tạ Truyện Thắng và An Bằng Hữu tìm hiểu thông tin. Hai người đều hử hử hả hả, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, giống như là thật sự ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lập tức sẽ tìm bọn họ nói chuyện vậy. Thậm chí sau khi khu công nghệ cao cấp hiện đại thăng cấp, chỉ tiêu tăng thêm hai phó giám đốc sở mới, cũng đã có ứng cử viên bước đầu, một là Diệp Hoành Hạo, và một là Chu Trạm Giới. Diệp Hoành Hạo là chủ tịch quận Bắc Lộ, năm nay 40 tuổi. Chu Trạm Giới là bí thư huyện ủy huyện Ngọc, năm nay 45 tuổi. Những người hiểu chuyện đều biết rõ, Diệp Hoành Hạo là người nhậm chức thư ký đầu tiên cho Trương Quốc Vĩ. Chu Trạm Giới thì khi Trương Quốc Vĩ còn đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ Tần Đường, từ một gã trưởng phòng bình thường được Trương Quốc Vĩ đề bạt một chút liền nhảy vọt lên tận chức phó chủ tịch huyện. Trải qua vài năm tôi luyện, gã nhiều lần đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch huyện, ủy viên thường vụ, chủ tịch huyện, thẳng đến hiện tại là bí thư huyện ủy. Ba vị trí phó giám đốc sở, mà bốn người tranh giành, hơn nữa tất cả bốn người đều là dòng chính của Trương Quốc Vĩ. Rốt cuộc thế lực của Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường rất kinh người, hay là vừa hay kinh nghiệm lý lịch của cả bốn người đều xếp phía trước tất cả cán bộ cấp cục trưởng của toàn thành phố, thì không được biết rồi. Nhưng tin đồn vừa phát ra, cũng từ đó lại nghiệm chứng được thực lực của Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường. Có thể nói tùy tiện đọc ra mấy cán bộ trung tầng cấp cục trưởng chủ yếu thì đến hơn phân nửa là người do Trương Quốc Vĩ trực tiếp hoặc gián tiếp đề bạt. Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường nếu nói có 102 có lẽ hơi chút khoa trương, nhưng nói gã được nhiều người ủng hộ thì là vô cùng chuẩn xác. Không ít người phỏng đoán, không biết bí thư Hạ có thể nắm trong tay cục diện của lần điều chỉnh nhân sự này hay không. Nếu không thể, thì khả năng về sau còn muốn tạo uy danh và đè ép lên đầu Trương Quốc Vĩ sẽ không lớn. Về chuyện nhân sự, bí thư cho dù không thể nói 102, cũng không đến nỗi bị ức hiếp đến mức tất cả đều do thị trưởng đề xuất. Dù rằng rất nhiều người biết rõ, đại biểu được đề danh cũng không nhất định sẽ được thông qua, huống chi chỉ là tin đồn thôi. Tuy nhiên chắc là có người thừa dịp bí thư Hạ đi vắng để cố ý quấy rối mà thôi, để sau khi trở về bí thư Hạ mất mặt. Tuy nhiên khiến tất cả mọi người đều không ngờ được chính là, Hạ Tưởng vừa về đến Tần Đường, trước hết mời toàn thể cán bộ họp đại hội, tuyên bố khu công nghiệp khai thác, phát triển kỹ thuật cao cấp hiện đại Tần Đường chính thức được Ủy ban Kế hoạch và Phát triển phê duyệt thăng cấp lên khu công nghiệp quốc gia. Bởi vì Hạ Tưởng tự mình mang theo công văn phê duyệt từ Ủy ban Kế hoạch và Phát triển về, nên không cần phải nói cũng biết là công lao của bí thư Hạ. Tháng thứ ba kể từ khi ở Tần Đường, Hạ Tưởng chính thức khai hỏa phát pháo thứ nhất, làm một việc lớn thật tốt cho Tần Đường, rốt cục cũng thành công chấm dứt công việc xin phê duyệt phức tạp của Tần Đường đã hơn một năm chưa được, bởi vậy, uy danh của Hạ Tưởng tăng lên rất nhiều. Trong đại hội, Trương Quốc Vĩ nói chuyện phát biểu sôi nổi rào rạt, lại nhắc lại công tác của bí thư Hạ khi đến Tần Đường, là may mắn của nhân dân Tần Đường, đối với cá nhân gã mà nói, cũng rất khích lệ. Gã càng thêm tán thưởng việc bí thư Hạ giải quyết vẹn toàn công việc xin phê duyệt của khu công nghệ cao hiện đại, và kêu gọi toàn thể cán bộ phải triệt để học tập tinh thần công tác của bí thư Hạ, ra sức cống hiến vì sự phát triển của Tần Đường. Ưu điểm lớn nhất của Trương Quốc Vĩ chính là làm ra vẻ bề ngoài rất khéo, làm cho người ta chẳng những tìm không ra khuyết điểm của gã, còn khiến người ngoài xem ra, gã làm đúng bổn phận của một thị trưởng, cũng tôn trọng đúng mực đối với bí thư, mà bản thân gã cũng khiêm tốn và nhún nhường. Sau này, công việc cụ thể để khu công nghiệp thăng cấp quốc gia sẽ do Nam Hân Vũ ủy viên thường vụ phó thị trưởng chủ quản cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ Nhâm Hải Phong giải quyết, đệ trình văn bản báo cáo lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tiến hành thông báo công việc liên quan dựa theo quy định, thời điểm chính thức lên cấp, lãnh đạo ở tỉnh ủy sẽ tham dự nghi thức.
việc mấu chốt trước mắt chính là muốn báo cáo xin phê duyệt hai vị trí phó giám đốc Sở lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cùng lúc đó, Hạ Tưởng lập tức mời họp các bí thư để nghiên cứu điều chỉnh công việc nhân sự. Đều nghĩ rằng trước tiên bí thư Hạ sẽ thảo luận chọn người đề xuất vào hai vị trí phó giám đốc Sở. Tuy rằng phó giám đốc Sở là do tỉnh ủy bổ nhiệm, nhưng bởi vì khu công nghệ cao hiện đại ở Tần Đường, trên cơ bản tỉnh ủy sẽ tôn trọng ứng cử viên mà thành ủy thành phố Tần Đường đề xuất. Không ngờ bí thư Hạ nghiên cứu đầu tiên chính là ứng cử viên cho vị trí cục trưởng cục giáo dục. Một loạt sáo động nhân sự Tần Đường, chính thức mở màn. Chương 1127, tình tiết thành bại, mở màn. Hội nghị công việc bí thư tổng cộng đã thông báo 5 người tham gia, bí thư thành ủy Hạ Tưởng, thị trưởng Trương Quốc Vĩ, phó bí thư thành ủy Phạm Tiến, trưởng ban tổ chức cán bộ Nhâm Hải Phong và trưởng ban thư ký thành ủy Phạm Thu Duệ. Ngoại trừ Trương Quốc Vĩ ra, tất cả mọi người đến đông đủ, Trương Quốc Vĩ lại sĩ diện, chậm chạp không đến. Hạ Tưởng sắc mặt không thay đổi, tuy nhiên trong ánh mắt có một ít gì đó đầy thâm ý, hắn liền không đợi Trương Quốc Vĩ nữa. Chúng ta thương lượng trước, Hải Phong, nói qua đề cử của ban tổ chức. Nhâm Hải Phong khó xử nói. Có nên chờ thị trưởng Trương một chút không? Phạm Tiến cũng gật đầu hưởng ứng. Tôi đề nghị, hay là chờ thị trưởng Trương một chút? Hạ Tưởng cũng không có phản đối. Được, thế thì chờ. Dường như một chút cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt thoải mái mà xem tài liệu. Lại đợi khoảng 10 phút, Trương Quốc Vĩ mới khoan thai đến muộn, vừa vào cửa liền lại chắp tay. Thật không phải với các vị, vừa mới xảy ra chút việc, gọi điện thoại cả buổi, đã đợi lâu, mời các vị lãnh đạo phê bình. Dùng một câu hình dung chính là ăn khá béo, giả bộ khá giống. Bởi vì vừa rồi có người gửi tin tức cho Hạ Tưởng, Trương Quốc Vĩ rõ ràng ở văn phòng ngồi nhàn hút thuốc uống trà, điện thoại cũng không kêu, còn muốn giả bộ bề bộn nhiều việc, y cho rằng Hạ Tưởng sẽ tuyệt không biết thủ đoạn y. Hạ Tưởng thấy Trương Quốc Vĩ tiến vào, khẽ gật đầu. Quốc Vĩ, các anh thương lượng trước, tôi có chút việc xin đi trước. Bí thư có việc dù lớn hay nhỏ, đều là chuyện quan trọng, cũng sẽ không cụ thể nói cho mọi người là chuyện gì. Chỉ cần cho mọi người chờ liền bước đi. Vừa nói xong, Hạ Tưởng liền đứng dậy đi ra. Sau khi đi ra, hắn đi thẳng lên lầu, đi đến tầng trên cùng của tòa nhà thành ủy. Có một cái cầu thang nối thẳng lên sân thượng. Đứng ở trên sân thượng, có thể nhìn được toàn bộ Tần Đường, khiến cho người ta lòng dạ trống trải. Hạ Tưởng một người trông về phía xa Tần Đường, tuy rằng gió lạnh đến xương, ngược lại khiến hắn càng cảm thấy được tỉnh táo không ít. Phía trước tuy rằng rõ ràng, nhưng dưới chân đường lại vô cùng mờ ảo, một lớp lại một lớp sương mù che giấu con đường nhấp nhô và bụi gai, càng che giấu địa lôi chôn dưới mặt đất. Khi họp Trương Quốc Vĩ có thói quen cố tình tỏ vẻ đến muộn, bề ngoài là một vấn đề nhỏ, nhưng trên thực tế lại một lần là sự miệt thị đối với sự quyền uy của bí thư. Anh chấp lời của y sẽ làm y cảm thấy thân làm bí thư mà không đủ rộng lượng, không chấp lời y sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, thật sự là làm cho người ta căm tức. Hạ Tưởng vừa có kiềm chế lại có tính nhẫn nại cũng không thể chịu đựng được Trương Quốc Vĩ nhiều lần ngấm ngầm khiêu khích. Có lẽ Trương Quốc Vĩ đã có thói quen đến muộn cho thấy y không giống ai, có lẽ hai bí thư trước đây cũng quen với thói tỏ vẻ của Trương Quốc Vĩ, nhưng Hạ Tưởng không thể, Phương Tiến Giang nhậm chức cái liền từ chức, Ngả Thành Văn cũng tâm không ở Tần Đường, chỉ làm ván cầu sau đó xoay người rời đi, hắn cần ở Tần Đường thành lập nền móng, phải phá cục. Phải bày ra sự tồn tại người đầu tiên làm bí thư thành ủy ở Tần Đường, không dậm tắt uy phong của Trương Quốc Vĩ không được, cho dù là một số tình tiết đến muộn của y cũng không thể tùy ý để y tiếp tục phát huy. Trên quan trường, những ví dụ về tình tiết quyết định thành bại không sao kể nổi, Hạ Tưởng muốn từ cơ bản xoay chuyển cục diện của Tần Đường thì phải nhìn xa trông rộng, đặt chân từ chỗ nhỏ. Là người mở đầu thảo luận vấn đề nhân sự hôm nay, bỏ mặc Trương Quốc Vĩ nửa tiếng, khiến y cũng nhấm nháp mùi vị của sự lạnh lẽo. Trương Quốc Vĩ quả thật cảm thấy xấu hổ, y vừa bước vào cửa bí thư lại có việc đi ra ngoài, nói là để mọi người tiếp tục thảo luận, bí thư không ở đó, thảo luận vấn đề nhân sự gì. Mấy người liền anh nhìn tôi nhìn anh, đều hiểu rõ rằng bí thư Hạ là cố ý gạt bỏ thị trưởng Trương, nhưng hiểu được vẫn là hiểu được, lại không thể làm rõ, cũng chỉ có thể chờ, ai cũng không chịu mở miệng nói ra lời đầu tiên. Lương Thu Duệ còn ở, y là thân tín của bí thư Hạ, ai ở sau lưng khiêu chiến với quyền uy của bí thư, khẳng định sẽ truyền tới tai bí thư Hạ, ai cũng không dám bởi vì một chút việc nhỏ mà khiến bí thư không vui, huống chi sự tình hôm nay vốn là thị trưởng Trương sai trước.
Cũng là mọi người đều quen với việc trước kia thị trưởng Trương khoan thai đến chậm, nhưng bây giờ mới giật mình tỉnh lại, làm nhân vật số 2, khiến nhân vật số 1 trở chính là Phạm Húy kiêng kỵ, trước kia không biết, bây giờ bị Bí Thư Hạ ném xuống trước mặt mọi người, mới làm cho người ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói đến cũng là bởi vì đều quen với sự uy phong và lên mặt Trương Quốc Vĩ, hiện tại Bí Thư Hạ phải thu quyền, tự nhiên phải chỉ tật xấu của thị trưởng Trương. Trương Quốc Vĩ ý thức được Hạ Tưởng cố ý quang y, trong lòng rất không thoải mái, vốn định mở miệng làm dịu đi không khí một chút, vừa thấy mấy người đều xa sầm mặt, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, y chỉ biết là y có sai sót rất rõ ràng, nói cái gì đều là dư thừa, nhưng đều ngồi không nói lời nào càng xấu hổ, đành phải tìm lời để nói. Bí Thư Hạ đến Tần Đường, quả thật vì Tần Đường mang đến khí tượng mới, tin tưởng Tần Đường dưới sự dẫn dắt của Bí Thư Hạ, có thể tiếp tục nhanh chóng đi lên, và đi trên nấc thang mới. Trương Quốc Vĩ nhắc tới những lời nói trống không, Nhâm Hải Phong liền phụ họa vài câu. Nhâm Hải Phong có chút thất vọng, thị trưởng Trương không có chủ động nhắc tới vấn đề nhân sự, vẫn là dưới sự uy nghiêm của Bí Thư Hạ làm ra nhượng bộ, không dám tiếp tục khiêu chiến quyền phát ngôn của Bí Thư Hạ trên mặt quyền nhân sự. Nhưng thật ra Phạm Tiến lại không tiếp lời Trương Quốc Vĩ, không ngờ chủ động nhắc tới vấn đề nhân sự. Nếu Bí Thư Hạ cho chúng ta thảo luận vấn đề nhân sự trước, chúng ta trước hết thương lượng một chút, sau khi tập hợp ý kiến tốt, lại do Bí Thư Hạ quyết định. Nhâm Hải Phong nghĩ thầm, Phạm Tiến cũng muốn khiêu chiến với quyền uy của Bí Thư Hạ trong vấn đề nhân sự, y là thật không rõ hoặc là giả bộ hồ đồ, Bí Thư không ở đây, thương lượng ra kết quả thì có ích lợi gì, Bí Thư dùng một câu, không thích hợp lắm, liền phủ quyết kết quả rồi, không phải người mù đốt đèn sao. Lương Thu Duệ có chút bất mãn nhìn Phạm Tiến liếc mắt một cái, trong lòng không thể chờ được nữa nhảy ra vô cùng chán ghét. Phạm Tiến khi ngả thành văn đảm nhiệm bí thư, liền không ít lần trong vấn đề nhân sự khoa tay múa chân. Thân là phó bí thư chủ quản nhân sự, ở vấn đề nhân sự khoa tay múa chân cũng là bình thường, nhưng vấn đề là có thể khoa tay múa chân vào cán bộ ban tổ chức, nhưng khoa tay múa chân vào nhân vật số một chính là vượt quyền rồi. Hay là chờ bí thư hạ trở về rồi thảo luận tiếp đi. Lương Thu Duệ ôn hòa nói một câu. Bộ trưởng Nhâm, ngài nghĩ sao? Nhâm Hải Phong bị Lương Thu Duệ làm khó, đành nói. Trưởng ban thư ký nói đúng. Không ngờ Trương Quốc Vĩ không biết sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nói. Bí thư Phạm nói cũng đúng, chúng ta trước hết đưa ra một danh sách, chờ bí thư hạ đến đây lại cụ thể thảo luận, nếu không làm chỉ ngồi cũng là lãng phí thời gian. Lương Thu Duệ và Nhâm Hải Phong liếc nhau. Hai người tuy rằng phe phái không giống nhau, nhưng cho ra kết luận cũng là giống nhau, nếu thị trưởng Trương thực sự cùng Bí Thư Phạm liên kết, tình cảnh của Bí Thư Hạ sẽ không đẹp nữa. Trên thực tế gần như mỗi thành phố cấp 3, giữa nhân vật số 1, số 2 đều đã có hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn, nếu nhân vật số 1, số 2 mọi chuyện đạt được nhận thức chung, người phía dưới cũng vốn không có cơ hội đứng thành hàng và lựa chọn rồi, cũng không theo đuổi được ích lợi lớn nhất rồi. Thật ra về cơ bản mà nói, phía dưới mọi người hy vọng nhân vật số 1, số 2 bất hòa, như vậy mới có thể làm cho bọn họ có cơ hội có được cái lợi lớn hơn nữa. Nguy hiểm và thời cơ cùng tồn tại, nguy hiểm càng lớn, thời cơ càng lớn, người trong quan trường, không có một mặt mạo hiểm, vĩnh viễn không thể ngồi vào địa vị cao. Bí thư Hạ không có ở đó, thị trưởng Trương và bí thư Phạm liền là lớn nhất, bọn họ có được nhận thức chung, Nhâm Hải Phong mặc nhận, Lương Thu Duệ đành phải phụ họa. Nhâm Hải Phong liền đưa ra danh sách ứng cử viên cục trưởng cục giáo dục. Qua ban tổ chức khảo hạch, những đồng chí dưới đây phù hợp với điều kiện đề bạt, định ứng cử làm cục trưởng cục giáo dục thành phố, phó cục trưởng cục giáo dục thành phố Lương Chính Ngọ, cục trưởng cục quản lý đất đai La Chính Nguyên, cục trưởng cục tài chính Vương Trường Viễn, phó trưởng ban thư ký thành ủy Diệp Phàm. Theo thông lệ, một vị trí cục trưởng, đề danh 4 ứng cử viên cũng không nhiều, nhưng không phải là ở số lượng. Mà là ở trong 4 ứng cử viên này, Lương Chính Ngọ là Trương Quốc Vĩ đề cử, La Chính Nguyên và Vương Trường Nguyên là do Bí Thư Hạ đề cử, Diệp Phàm còn lại là Phạm Tiến đề cử. Sự đề cử của Bí Thư Phạm và thị trưởng Trương coi như không tồi, ứng cử viên đều tiến thêm một bước lên phía trước, mà Bí Thư Hạ đề cử còn có chút ý vị sâu xa, cục quản lý đất đai cũng tốt, cục tài chính cũng tốt, người nào không mạnh hơn nhiều so với cục giáo dục. Lại khiến hai cục trưởng của hai cục quan trọng điều chuyển ngang đến cục giáo dục đảm nhiệm cục trưởng, chính là có ý điều chuyển ngang ngầm rồi. Vấn đề còn là ở chỗ, hai cục trưởng cục quản lý đất đai và cục tài chính, tất cả đều là thân tín của Trương Quốc Vĩ.
Dụng ý của Bí thư Hạ không cần nói cũng biết, hai cục trưởng Cục Quản lý Đất đai và Cục Tài chính, phải động đến một người, đem một trong hai người chuyển đi, nhất định sẽ trống ra một ghế vị trí cục trưởng quan trọng, đến lúc đó hắn lại đề danh người của chính mình vào đó, tương đương một chút bản sống nhất đại bàn kỳ, vốn thế cục Tần Đường luôn chặt chẽ, lại đột nhiên mở ra một lỗ hổng không nhỏ. Sách lược điều chỉnh nhân sự rất cao minh, cái cần chính là nhân dịp điều chỉnh vị trí cục trưởng Cục Giáo dục, dốc sức điều động mang tính tích cực của vô số phó cục trưởng bị Trương Quốc Vĩ gạt bỏ ra bên ngoài, thử nghĩ, nếu chỉ đề cử một phó cục trong nội bộ Cục Giáo dục làm cục trưởng, chỉ giống như động đến mỗi cục giáo dục, động tính quá nhỏ. Nhưng từ một cục khác điều một cục trưởng sang, chẳng khác nào một lúc động đến nhân sự của hai cục. Hơn nữa lại lần nữa trống thêm một ghế cục trưởng, tương đương mượn một vị trí ghế trống của một cục trưởng, điều chỉnh vị trí của hai cục trưởng, một mũi tên trúng hai đích. Không thể không nói, hành động này của Bí thư Hạ rất chuẩn xác mà nắm được chừng mực, hơn nữa khẳng định sẽ chèn ép được thị trưởng Trương vô cùng khó chịu. Cứ nói kỳ thật danh sách đề cử của ban tổ chức cán bộ, 4 người, chính là thể hiện mấy ý đồ lãnh đạo chủ yếu của 3 người đứng đầu thành ủy. Trương Quốc Vĩ trước đó cũng đã sớm biết được danh sách, nhưng Phạm Tiến cũng không vô cùng rõ ràng hạ tưởng lại một lúc đề danh hai cục trưởng Cục Quản lý Đất đai và Cục Tài chính, thủ đoạn còn có điểm quá mức sắc bén, y giật mình không nhỏ, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ lại khôi phục tất cả tự tin nắm vững trong tay, bất động thanh sắc, phát biểu 3 cái nhìn về đề cử của ban tổ chức cán bộ. Thứ nhất, vị trí cục trưởng Cục Giáo dục rất trọng yếu, thích hợp đề bạt từ nội bộ. Thứ hai, công việc của hai đồng chí La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn không cần phải điều chỉnh, để cho bọn họ đến Cục Giáo dục, không thích hợp lắm. Thứ ba, cá nhân tôi phục tùng quyết định của hội nghị thường vụ. Trương Quốc Vĩ thái độ rất kiên quyết, ngụ ý chính là y sẽ kiên quyết phản đối đề cử của Hạ Tưởng. Thái độ Trương Quốc Vĩ trong dự đoán, Hạ Tưởng muốn động bánh ngọt của y, y tự nhiên sẽ bảo vệ không thôi, thậm chí có thể múa may đại đao liều chết phản kích. Phạm Tiến còn chưa kịp phát biểu ý kiến, thì thấy ở cửa bóng người chợt lóe, Hạ Tưởng đã trở lại. Chương 1128, được mất ở tâm, lâu dài ở người. Vừa vào cửa, Hạ Tưởng liền vẻ mặt thoải mái hỏi. Thế nào, đã đưa ra một chương trình chưa? Bí thư Hạ trở về thật là đúng lúc, Phạm Tiến âm thầm cười khổ, nếu y và thị trưởng Trương, trưởng ban Nhâm đạt được nhận thức chung, đồng thời làm cho Lương Thu Duệ không có lời nào để nói là lúc Bí thư Hạ mới trở về. Sự việc liền gần ngã ngũ rồi, Bí thư Hạ có cứng rắn, cũng không thể một phiếu phủ quyết ý kiến của 3 vị ủy viên thường vụ cấp quan trọng tê. Nhưng hiện tại, hắn cho thị trưởng Trương nếm mùi đủ rồi, trước lúc bọn họ còn chưa hết sức thảo luận nhiệt liệt liền kịp thời hiện thân. Rõ ràng là muốn trấn thủ ở vị trí đầu, thủ đoạn khéo léo không cho mấy người đạt được thống nhất trước. Thực sự một bộ dáng, Phạm Tiến không thể không âm thầm lắc đầu, một bí thư Hạ giỏi giang. Nhưng thủ đoạn của Hạ Tưởng càng khéo léo, Phạm Tiến lại càng nóng lòng. Y kỳ thật cũng không muốn cùng Trương Quốc Vĩ liên kết, bởi vì Trương Quốc Vĩ đối nhân xử thế mặt ngoài hào khí, trên thực tế khi sự tình liên quan lợi ích, cũng không buông tay nửa phần, vô cùng so đo được mất. Hơn nữa lại dùng người không khách quan, lại thích nhất đùa bỡn quyền mưu bài bố lòng người, hợp tác với y, và lột da hổ không có gì khác biệt. Nhưng lúc này tình thế lại phải tạm thời liên kết với Trương Quốc Vĩ, bởi như y phân tích, Hạ Tưởng ở Tần Đường khả năng cũng là không ở lâu, vẫn là đè không được đầu Trương Quốc Vĩ, bởi vậy nếu y và Hạ Tưởng gắn lại với nhau, mạo hiểm quá lớn. Hơn nữa nếu như giữa Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ duy trì trung lập, có khả năng hai bên thất bại. Dưới sự cân nhắc lợi hại, cùng Trương Quốc Vĩ theo như nhu cầu từng người liền thành lựa chọn hợp thời nhất. Tuy nhiên hôm nay cách Hạ Tưởng bỏ mặc Trương Quốc Vĩ khiến Phạm Tiến trong lòng chợt thình lình nảy ra một ý nghĩ, nếu chẳng may Bí thư Hạ thật sự thủ đoạn cao siêu cuối cùng thành công chèn ép Trương Quốc Vĩ, hơn nữa cuối cùng nắm đại cục trong tay, y chẳng phải là cũng sẽ bị Hạ Tưởng chèn ép. Bí thư nếu vừa mạnh mẽ, cứng rắn lại có thủ đoạn, và sau khi nắm đại cục trong tay, muốn tiến hành kiềm chế đối với y đều không phải là việc khó. Tuy nói hiện tại Bí thư Hạ còn chưa đoàn kết đại bộ phận ủy viên thường vụ, nhưng nếu Bí thư Hạ có thể ở vấn đề nhân sự lần này chiếm thế thượng phong, tin tưởng có thể ở trung gian khiến ủy viên thường vụ dao động nghiêng lập trường về phía hắn. Hạ Bí thư có thể thắng ngay từ trận đầu hay không, là ở một lần hành động này. Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, Lương Thu Duệ liền tranh lời nói đầu của Trương Quốc Vĩ. Vừa nãy thị trưởng Trương mở đầu, còn chưa có đi vào thảo luận, vừa lúc Bí thư Hạ đã trở lại,
có thể nối tiếp chủ đề vừa rồi để tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Trương Quốc Vĩ vốn đang muốn nói chuyện, lại bị Lương Thu Duệ tranh trước, y đã bị nghẹn một chút, há miệng thở dốc, lại nuốt trở vào, tuy nhiên trên mặt không có không vui, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hạ Tưởng tự nhiên biết ngụ ý của Lương Thu Duệ, liền tiếp tục nói. Vừa rồi đề nghị của thị trưởng Trương là gì? Trương Quốc Vĩ trong lòng tức giận, Hạ Tưởng rõ ràng là muốn trên khí thế đè y một đầu, đầu tiên là bỏ mặt y một hồi, lại mượn lời nói đoạt của Lương Thu Duệ, hiện tại lại bảo y lặp lại đề nghị vừa rồi, quả thực chính là phương pháp đả kích liên hồi khí thế của y. Lần đầu tiên lãnh hội thủ pháp hùng hổ dọa người của Hạ Tưởng, y đối với hội nghị hôm nay đáng lẽ có thể hoàn toàn dựa theo suy tưởng của y tiến hành thuận lợi hay không, đã bị giảm bớt khả năng này. Trương Quốc Vĩ cố gắng kiềm chế tính khí lặp lại đề nghị vừa rồi của y một lần nữa. Hạ Tưởng nghe xong, không tỏ thái độ, nhìn về phía Phạm Tiến. Bí thư Phạm là ý kiến gì? Phạm Tiến bộ dạng lão luyện thành thục. Thị trưởng Trương nói, vị trí cục trưởng cục giáo dục rất mấu chốt, thích hợp đề cử trong nội bộ, trên nguyên tắc tôi cũng tán thành. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phạm công tác ở thành ủy nhiều năm, bản thân y cũng liên hệ cục giáo dục. Đối với hệ thống giáo dục có hiểu biết sâu xa, y đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục cũng rất thích hợp. Tôi cho rằng do La Chính Nguyên đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục càng thích hợp hơn tí. Lương Thu Duệ tự nhiên sẽ thuận theo ý đồ của Hạ Tưởng. Cục trưởng La ở cục quản lý đất đai nhiều năm, có kinh nghiệm công tác phong phú, đối nhân xử thế đứng đắn, tác phong vững vàng, nếu anh ta đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục, chắc chắn sẽ mang đến cho hệ thống giáo dục Tần Đường một tình thế hoàn toàn mới. Hệ thống giáo dục Tần Đường đã lạc hậu không ít so với toàn tỉnh, không so sánh với thành phố Yến, chính là so sánh với thành phố có nền kinh tế kém xa thành phố Tần Đường Thủy Hằng, chúng ta cũng kém nhiều lắm. Bởi vậy, hệ thống giáo dục tất yếu để đồng chí La Chính Nguyên người dũng cảm khai thác tinh thần chủ trì toàn bộ công việc, mới có thể thay đổi hiện trạng giáo dục lạc hậu của Tần Đường. Trình độ giáo dục thành phố Thủy Hằng nổi tiếng toàn tỉnh, Lương Thu Duệ so sánh Tần Đường và Thủy Hằng, tự nhiên tương phản liền mãnh liệt. Tỷ lệ lên lớp của thành phố Thủy Hằng đứng thứ nhất toàn tỉnh, ngay cả thành phố Yến tốt nhất nhì cũng không thể sánh với thành phố Thủy Hằng. Hơn nữa thành phố Thủy Hằng gần như hàng năm đều có trạng nguyên đỗ đại học, về sau còn khiến cho cả nước chấn động, bởi vì nó thực thi hình thức được quản lý nhà giam hóa, có người khen ngợi, có người chỉ trích, chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng cũng không ảnh hưởng tỷ lệ lên lớp của thành phố Thủy Hằng chỉ cao không thấp. Lương Thu Duệ phát biểu cũng nắm được trọng điểm, La Chính Nguyên quả thật rất có quyết đoán. Quản lý được cục quản lý đất đai gọn gàng ngăn nắp, công việc khai triển rất tốt, đương nhiên cũng không tách rời với sự ủng hộ to lớn của Trương Quốc Vĩ. Ai nói cũng có lý của mình, Hạ Tưởng gật gật đầu. Cách nhìn của Thu Duệ rất có lý, ban tổ chức cán bộ đề cử đồng chí La Chính Nguyên, rất tinh mắt. Rõ ràng là ý đồ của chính Hạ Tưởng, lại nói thành công lao của ban tổ chức cán bộ, dù Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến trong lòng đều hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đều vẫn là không tự chủ liếc mắt về phía Nhâm Hải Phong một cái. Nhâm Hải Phong rõ ràng là không làm việc gì trái với lương tâm, bị bí thư Hạ điểm một cái, bị bí thư Phạm nhìn một cái, dĩ nhiên chẳng biết tại sao có chút chột dạ, dường như y và bí thư Hạ âm thầm đạt được giao dịch gì đó. Nhiệm Hải Phong nói thử xem. Hạ Tưởng lại gọi Nhiệm Hải Phong, thái độ vô cùng hòa ái. Nhiệm Hải Phong biết tuy rằng y là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng ở giữa đám đông đang ngồi, kỳ thật quyền phát ngôn chỉ so với Lương Thu Duệ mạnh hơn một chút, liền cứng nhắc nói. Hai đồng chí La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn đều ở vị trí công việc của mình có cống hiến xuất sắc, tôi cho rằng, chuyển bất kỳ ai trong bọn họ đến cục giáo dục, đều có thể sẽ dẫn đến một loạt dung chuyển, bởi vậy sau khi tổng hợp so sánh, hay là đề bạt từ bên trong nội bộ cục giáo dục càng phù hợp với ích lợi đại cục. Hạ Tưởng có hứng thú hỏi một câu. Đồng chí Nhâm Hải Phong nói cụ thể đi. Đồng chí La Chính Nguyên rời khỏi cục quản lý đất đai, đồng chí Vương Trường Viễn rời khỏi cục tài chính, sẽ có dung chuyển gì? Nhâm Hải Phong vốn chỉ bàn về việc mà nói, Hạ Tưởng muốn khiến y nói cụ thể, y cũng chỉ đành nói. Hai vị đồng chí ở cục quản lý đất đai và cục tài chính đều là đức cao vọng trọng, dưới sự dẫn dắt của họ, các hạng công tác của cục quản lý đất đai và cục tài chính được khai triển vô cùng thuận lợi. Hạ Tưởng khoát tay, ngắt lời Nhâm Hải Phong. Đồng chí Hải Phong không cần có kết luận trước, anh làm sao liền kết luận hai vị đồng chí Chính Nguyên và Trường Viễn không thể ở vị trí mới tiếp tục làm ra thành tích lớn hơn nữa. Anh đây là phủ nhận hai vị đồng chí, là ước đoán chủ quan.
chẳng lẽ nói, đồng chí Chính Nguyên cũng chỉ có thể làm tốt cục trưởng cục quản lý đất đai, đồng chí Trường Viễn chỉ có thể làm tốt cục trưởng cục tài chính. Các đồng chí, chúng ta phải hết sức tin tưởng cán bộ lãnh đạo chúng ta, dù là cương vị công tác không giống nhau đều có thể làm ra cống hiến lớn hơn nữa. Nếu nói những lời nói trên của Hạ Tưởng chỉ là lời nói khách sáo, cũng không có trực tiếp đánh vào, kế tiếp còn nói một tràng, liền làm cho Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến khiếp sợ tại chỗ. Tổng hợp ý kiến của các đồng chí, tôi lại có một ý tưởng không chín chắn, nói ra trước để các đồng chí tham khảo một chút. Hạ Tưởng còn hướng về Trương Quốc Vĩ khẽ gật đầu ra hiệu, mới nói. Đồng chí Diệp Phàm đảm nhiệm Cục trưởng Cục Giáo dục, đồng chí La Chính Nguyên đảm nhiệm Cục trưởng Cục Tài chính, đồng chí Hồ Thư Dương đảm nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, đồng chí Lương Chính Ngọ đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai. Trương Quốc Vĩ sợ ngây người, sự mạnh bạo thật lớn của Bí Thư Hạ, một lúc điều chỉnh mấy vị trí mấu chốt, hơn nữa muốn nắm trong tay Cục Quản lý Đất đai, lòng ham muốn không nhỏ, vân vân, tạm không nói đến ý đồ Bí Thư Hạ có thể được thực hiện hay không. La Chính Nguyên từ Cục Quản lý Đất đai đến Cục Tài chính, coi như một bước không tồi, nhưng Vương Trường Viễn làm sao bây giờ? Vương Trường Viễn nhường vị trí của Cục Tài chính, chẳng lẽ tuổi trẻ thì nghỉ ngơi rồi? Vương Trường Viễn là một trong những thân tín của y, Hạ Tưởng nếu muốn không dùng đến Vương Trường Viễn, y nhất định đấu đến cùng với Hạ Tưởng. Đồng chí Vương Trường Viễn sắp xếp như thế nào? Nhâm Hải Phong nói ra nghi vấn thay Trương Quốc Vĩ. Khu công nghệ kỹ thuật hiện đại sẽ tăng thêm hai phó giám đốc sở, Vương Trường Viễn là một. Hạ Tưởng vẻ mặt biểu hiện ung dung. Phạm Tiến trong lòng một lúc liền gợn lên sóng lớn, chút nữa đập bàn khen ngợi, hay, thật sự là một chiêu cao minh. Diệp Phàm là người của y, Diệp Phàm đảm nhiệm Cục trưởng Cục Giáo dục, y tất nhiên giơ hai tay đồng ý. La Chính Nguyên từ Cục Quản lý Đất đai điều chỉnh đến Cục Tài chính, điều chuyển ngang ngầm thăng chức, Trương Quốc Vĩ cũng sẽ không phản đối. Lương Chính Ngọ từ Phó Cục trưởng Cục Giáo dục điều chuyển ngang đến Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, cấp bậc không thay đổi, quyền lực bành trướng, nói vậy Trương Quốc Vĩ cũng coi như vừa lòng. Chỉ có điều Vương Trường Viễn từ Cục Tài chính thăng tới Phó Giám đốc Sở Khu Công nghệ Hiện đại, ở mặt ngoài cấp bậc thăng, trên thực tế thực quyền giảm mạnh, bề ngoài là thăng nhưng là ngầm giáng chức. Thị trưởng Trương có cường thịnh cũng không có khả năng chú ý đến mọi mặt, chỉ cần là người của y đều được chiếm cứ địa vị cao. Đề nghị của Bí Thư kỳ thật đã cấp đủ sĩ diện cho thị trưởng Trương. Mà Bí Thư Hạ ở lần điều chỉnh nhân sự này, lại được ưu đãi nào? Đầu tiên Bí Thư Hạ đem Cục Quản lý Đất đai nắm trong tay, tiếp theo Lương Chính Ngọ đi rồi ghế chống Phó Cục trưởng Cục Giáo dục, khẳng định sẽ do Bí Thư Hạ một lời mà định, ai còn không biết xấu hổ mà tranh với hắn. Mặt khác dù là La Chính Nguyên điều nhiệm Cục trưởng Cục Tài chính, hay là Vương Trường Viễn thăng tới Phó Giám đốc Sở, đều là Bí Thư Hạ đề cử. La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn có là người của Trương Quốc Vĩ, cũng sẽ hiểu được quy tắc quan trường, Bí Thư Hạ đối với bọn họ có ơn dìu dắt, nhất định tự mình tiến đến tỏ lòng biết ơn, mặc kệ bọn họ thật tâm hay không, sự tình khẳng định sẽ được làm công khai. Nhưng cụ thể trong âm thầm bọn họ sẽ có bao nhiêu thật tâm cảm tạ Bí Thư Hạ trong lòng không rõ, thị trưởng Trương cũng chưa xê chắc vô cùng lo lắng, liền một lòng nhận định La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn còn có thể theo sát y. Có thể nói, hành động này của Bí Thư Hạ sẽ thành công mở một khe hở giữa La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn cùng với Trương Quốc Vĩ, dù nhỏ, nhưng là vì tương lai mà chôn xuống mọi khả năng. Phạm Tiến tự ỷ vào năm tháng ở quan trường dài hơn so với Hạ Tưởng, lại tự nhận luôn luôn cùng xoay chuyển tại thành ủy, ở trên mặt dùng người khẳng định so với Hạ Tưởng cũng có nhận thức tâm đắc, cũng có thủ đoạn, không ngờ hôm nay cục thứ nhất, Hạ Tưởng sau khi chỉ ra ý tưởng bốn lạng bạt ngàn cân. Y không khỏi không âm thầm khâm phục và chấn động, Bí Thư Hạ, so với trong tưởng tượng của y cũng có tiềm lực của nhân vật số 1. Ở mặt ngoài Bí Thư Hạ nhượng bộ không nhỏ, trên thực tế lợi ích thực tế âm thầm cũng không ít, chính cái gọi là được mất trong lòng, lâu dài ở người, cái Bí Thư Hạ so đo không phải được mất nhất thời, mà là kế sách đạo lý lâu dài không ép buộc lòng người. Liền xem thị trưởng Trương sẽ lựa chọn như thế nào. Phạm Tiến đem ánh mắt hướng về phía Trương Quốc Vĩ. Chương 1129, phương án điều chỉnh, liên quan tới lợi ích. Trương Quốc Vĩ thật sự chọn lựa khó khăn. Phải thừa nhận chính là, Hạ Tưởng chơi đàn huyền cầm đánh ra khúc nhạc rất cổ động lòng người, vừa khiến Trương Quốc Vĩ cảm xúc dâng trào, lại cảm thấy vô cùng quyết đoán, bởi vì giữa được và mất, luôn làm cho người ta mắc kẹt nửa vời đến mức khó chịu. Khó chịu là đúng rồi, Hạ Tưởng cần chính là Trương Quốc Vĩ ở thế khó xử.
Nếu Trương Quốc Vĩ quá sảng khoái, khẳng định là hắn chịu thiệt quá nhiều. Nếu Trương Quốc Vĩ bị làm khó nhiều, chính là lòng ham muốn của y khá lớn. Lòng ham muốn của hắn không lớn không nhỏ, khiến Trương Quốc Vĩ muốn không đồng ý, lại cảm thấy khó chịu. Nếu đồng ý, lại tâm ý khó bình. Cái cần chính là khiến cho anh cười, khiến cho anh khóc, khiến cho anh cảm thấy chưa đủ. Quá vẹn toàn, không có phần linh động, cúa không vẹn toàn, không có lực lôi cuốn. Trương Quốc Vĩ bị thủ đoạn của Hạ Tưởng làm cho do dự, y vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ cưỡng ép thúc đẩy đề cử, y liền áp dụng sách lược không cứng không mềm đấu lại, dù sao hội nghị bí thư y chiếm thế thượng phong, hơn nữa trên hội nghị thường vụ, Hạ Tưởng càng không có phần thắng. Không ngờ Hạ Tưởng chỉ thẳng căn nguyên, trực tiếp làm nổi lên lòng ham muốn của y, đem bánh ngọt phân thật sự đều đều, Phạm Tiến có một miếng, y có một miếng, Hạ Tưởng cũng để lại một miếng, hơn nữa nhìn từ phân lượng, miếng của y vẫn là miếng lớn nhất. Nhưng vấn đề là, muốn nhượng ra một vị trí cục trưởng cục quản lý đất đai, thật sự là đau lòng. Còn may, bí thư Hạ không có trực tiếp muốn vị trí cục trưởng cục tài chính, nếu không sự tình hôm nay sẽ không có đường thương lược, dùng một vị trí cục trưởng cục quản lý đất đai, đổi lấy vẫn là người của chính mình đảm nhiệm cục trưởng cục tài chính, lại có một người thăng tới phó giám đốc sở, hơn nữa lương chính ngọ cũng không có tay không. Nói cách khác ba ứng viên y đề cử đều có đạt được, y còn có thể làm sư tử há miệng thế nào nữa. Trong quan trường sự tình vốn chính là anh mồng một tôi 15, đều lui một bước, hơn nữa bí thư Hạ bày ra 10 phần thành ý. Trương Quốc Vĩ ít nhất vừa lòng 7 phần. Nhưng còn có 3 phần không quá vừa lòng, không cần nói khác, mà là chỉ cảm thấy chỗ nào đó không quá thích hợp. Vương Trường Viễn đến khu công nghệ đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc sở, chỉ sợ bản thân Vương Trường Viễn không tình nguyện lắm. Tuy nhiên theo đại cục mà nói, luôn phải có tiến có lui, có trên có dưới mới được. Trương Quốc Vĩ do dự một lát, cuối cùng đã mở miệng. Phương án điều chỉnh của bí thư Hạ suy xét vô cùng chu toàn, trên nguyên tắc tôi không có ý kiến, nhưng bởi vì đề cập đến hai cục trưởng, cần làm công tác với đương sự, lại thêm, chỉ tiêu hai phó giám đốc sở khu công nghệ hiện đại, ở tỉnh có an bài khác hay không? Hạ Tưởng rõ rồi. Trương Quốc Vĩ lo lắng để bạt phó giám đốc sở của Vương Trường Viễn sẽ thất bại, đồng thời lại theo chỉ tiêu phó giám đốc sở của người khác. May mà, thị trưởng Trương không có lòng tham đến mức ngay vị trí trưởng ban tuyên giáo cũng hỏi đến. Tuy rằng trưởng ban tuyên giáo cũng là phó giám đốc sở, nhưng bởi vì là ủy viên thường vụ, sẽ vào trong ban, phân lượng nặng hơn so với phó giám đốc sở khu công nghệ cao cấp hiện đại. Trên thực tế, sau khi tỉnh ủy định ra ứng viên, dựa theo lệ thường cũng sẽ tượng trưng trưng cầu một chút ý kiến của thành ủy thành phố Tần Đường. Nhưng tương đối mà nói, sẽ nghe ý kiến bí thư thành ủy nhiều hơn. Hai chỉ tiêu phó giám đốc sở của khu công nghệ cao cấp hiện đại, tinh thần chỉ thị của phó bí thư Mai là, tỉnh sẽ hết sức tôn trọng ứng viên đề cử của ủy ban thành phố Tần Đường. Khu công nghệ cao cấp hiện đại nâng cấp thành khu công nghệ quốc gia, là kết quả cố gắng của Tần Đường, hai phó giám đốc sở do ủy ban thành phố Tần Đường quyết định là lẽ đương nhiên. Tuy là phó giám đốc sở, nhưng chỉ là nhậm chức khu công nghệ cao cấp hiện đại, cũng không phải phó thị trưởng, trao quyền cho cấp dưới đã ở trong tình lý. Lời nói của Hạ Tưởng cũng không cho Trương Quốc Vĩ ăn một viên thuốc an thần, hắn còn nói. Có phải bàn lại không? Phạm Tiến hơi sốt ruột, dù y vẫn là giả vờ không chút hoang mang, nhưng giọng điệu đã rõ ràng có ý vội vàng sao động. Không thể kéo dài tiếp nữa, vị trí cục trưởng cục giáo dục vẫn để ghế trống. Sẽ làm người ta nói xấu, cũng không lợi cho khai triển công tác giáo dục. Đề cử của Hạ Tưởng, Phạm Tiến được lợi không nhỏ, y lo lắng chính là đêm dài lắm mộng, nếu chẳng may Trương Quốc Vĩ thuyết phục không được Vương Trường Viễn, bị Vương Trường Viễn hoặc La Chính Nguyên lại thuyết phục sang tâm tư khác, sự tình liền có khả năng có sự thay đổi không thể đoán trước. Thậm chí làm không tốt hy sinh cuối cùng, chính là lợi ích của y. Trương Quốc Vĩ nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Phạm Tiến một cái. Y cũng rõ ràng giữa y và Phạm Tiến tạm thời liên kết không bền chắc, không nghĩ tới không bền chắc tới mức bí thư Hạ chỉ tung ra một mồi Phạm Tiến liền vội vàng theo vào. Cũng phải, đối với mỗi người trong quan trường mà nói, một ngai vàng trống giá trị tuyệt đối đáng được tranh tới mức đầu rơi máu chảy. Lương Thu Duệ thấy bí thư Hạ xu thế có nắm vững tiết tấu, cũng phụ họa Phạm Tiến nói. Vị trí cục trưởng không xác định, người phía dưới đều không thể an tâm công tác, cục giáo dục hiện tại lòng người không vững. Mấy người liền đều nhìn về phía Hạ Tưởng, ngay đến Trương Quốc Vĩ cũng cho rằng Hạ Tưởng khả năng sẽ mượn cơ hội đánh nhịp định ra nhạc dạo, sau đó đệ trình hội nghị thường vụ, không ngờ Hạ Tưởng lại nói. Thị trưởng Trương nói cũng có đạo lý,
nên làm công tác tư tưởng cho hai vị đồng chí La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn trước. Hội nghị công việc bí thư tuy rằng cuối cùng không có đạt thành chung nhận thức, nhưng tổng thể mà nói vẫn là định ra quan điểm cơ bản, phương án điều chỉnh của bí thư Hạ chiếu cố tới ích lợi nhiều người, bình ổn, rõ ràng là nghiêng về một hướng bí thư Hạ. Buổi chiều, Phạm Tiến liền lấy báo cáo công việc làm lý do, đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, lấy công tác tư tưởng của cán bộ hiện nay tỉ mỉ thật tâm báo cáo Hạ Tưởng, dụng ý rất rõ ràng, bày tỏ thêm thiện ý. Hạ Tưởng chưa hề có nhiều biểu hiện, tuy nhiên khi Phạm Tiến nói tới phương án điều chỉnh nhân sự, vẫn là không giấu vết mà khen ngợi Diệp Phàm vài câu, liền càng làm cho Phạm Tiến kiên định quyết tâm ủng hộ phương án điều chỉnh. Quả thật, Hạ Tưởng cũng sẽ không cho rằng chỉ bằng một lần điều chỉnh nhân sự nho nhỏ, có thể đem Phạm Tiến lôi kéo lại, cái hắn cần không phải lôi kéo, là phân hóa, đầu tiên phải hóa giải giữa Phạm Tiến và Trương Quốc Vĩ có khả năng tạo thành đồng minh, tiếp theo, lại hết khả năng lợi dụng xung đột quan hệ và mâu thuẫn lợi hại, đem mang lưới thế lực vốn có phá tan, sau đó lại một lần nữa tổ hợp. Cái cần không phải thay đổi nhân sự, mà là lòng người dao động, có thêm một lựa chọn liền có thêm một loại khả năng. Cái cần cũng không phải đem Trương Quốc Vĩ tổ chức đến chắc như thùng sắt nước không ngấm qua phá tan hoàn toàn, muốn hoàn toàn phá tan cần hao tâm tốn sức, hơn nữa cũng quá thô bạo một chút, cái cần chỉ là đem thùng sắt khoan một lỗ nhỏ, một khi nước bên trong ngấm ra, thế lực khổ tâm tổ chức liền mở ra chỗ hổng. Cùng lúc đó, bởi vì phương án điều chỉnh ở hội nghị công việc bí thư không đạt thành chung nhận thức, tin đồn không biết như thế nào liền truyền ra ngoài, cục trưởng các cục cùng lúc tiến đến tìm Hạ Tưởng báo cáo công tác, phó cục trưởng cùng với nhân vật số 1, số 2 các quận huyện, nối liền không dứt, buổi tối đến nhà tặng lễ cũng là nhiều đếm không xuể. Hạ Tưởng không nề phiền, nhưng có chút đại cục mấu chốt và nhân vật số 1, số 2 khu huyện, quá lãnh đạm cũng không được, cũng chỉ đành kiên trì chịu đựng tiếp đãi. Đừng nhìn hắn là bí thư thành ủy, nhưng vừa muốn cho lãnh đạo cấp trên tín nhiệm và tán thưởng, vừa muốn khiến đồng sự tin phục và phối hợp công tác, càng muốn cho cấp dưới kính phục và phục tùng mệnh. Nhất định phải làm được cung kính với cấp trên, tôn trọng với cùng cấp, đối với cấp dưới ân uy cùng có. Ba cấp nào cũng đều rất quan trọng, cấp trên không tán thưởng, chức vụ không thể lên chức. Cùng cấp không phối hợp, công tác không thể khai triển. Cấp dưới không phục theo, ý đồ không được thực hiện. Cũng may còn có Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ giúp hắn ngăn một bộ phận cấp dưới cấp bậc không cao, hắn trên cơ bản chỉ tiếp kiến phó cục trưởng trung tầng trở lên, coi như ứng phó được. Điều chỉnh nhân sự là phiền toái và mài mòn người nhất, Trương Quốc Vĩ nói là phải làm công tác với La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn, lại liên tiếp mấy ngày không có tin tức, Hạ Tưởng cũng không gấp, dù sao quyền chủ động hiện tại nắm giữ ở trong tay hắn, nhưng phương án một ngày không thực hiện, thì Phạm Tiến liền một ngày không chắc chắn, từ sáng đến tối chạy đến phòng làm việc của Hạ Tưởng, đương nhiên, y cũng chạy đến văn phòng Trương Quốc Vĩ không ít. Sau đó, chính là nguyên đán rồi. Trước nguyên đán một ngày, ai cũng đều cho rằng trên vấn đề nhân sự không có tin tức truyền ra, lại đột nhiên từ tỉnh ủy truyền đến một tin tức không lớn không nhỏ, qua tỉnh ủy đồng ý, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phê chuẩn thành phố Tần Đường thêm mới 2 chỉ tiêu phó giám đốc sở, ứng viên cụ thể mời thành ủy thành phố Tần Đường mau chóng báo lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trên cơ bản có thể xác định chính là, 2 chỉ tiêu phó giám đốc sở, trao quyền cho cấp dưới đã đến thành ủy thành phố Tần Đường, ứng viên cụ thể do thành ủy thành phố Tần Đường quyết định. Một viên đá gợn lên ngàn tầng sóng, phó giám đốc sở là cấp bậc ít nhiều cục trưởng tha thiết ước mơ, dù có lẽ chỉ hạn chế ở khu công nghệ cao cấp hiện đại, nhưng người trong quan trường coi cấp bậc là cuộc sống, có thể giải quyết cấp bậc, chẳng sợ quyền lực nhỏ, cũng có ý nghĩa là có không gian phát triển lớn hơn nữa. Gần đây trụ sở thành ủy Tần Đường cùng với trong nhà các ủy viên thường vụ, tất cả đều là khách đến tặng lễ, nhưng trên thực tế quyền quyết định cuối cùng nằm ở bí thư Hạ và thị trưởng Trương, đặc biệt thị trưởng Trương. Người đi tới nhà thị trưởng Trương so với người đi tới nhà bí thư Hạ, nhiều hơn gấp đôi. Có người hiểu chuyện trải qua so sánh cho ra kết luận, thị trưởng Trương ở Tần Đường, vẫn là mạng lưới quan hệ sâu rộng hơn so với bí thư Hạ, hơn nữa theo khía cạnh của người khác cũng nói rõ, tuyệt đại đa số tầng lớp trung tầng của Tần Đường, vẫn là tin tưởng sức ảnh hưởng của thị trưởng Trương ở thành ủy, xác thực mà nói, là tin tưởng quyền phát ngôn của thị trưởng Trương trong vấn đề nhân sự. Đối với hiện trạng Tần Đường hiện nay, Hạ Tưởng có tỉnh táo nhận thức, cũng không cần phải tức giận hoặc sầu lo vì nó, Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường tổ chức mười mấy năm, tích lũy mạng lưới quan hệ và thành lập mạng lưới quan hệ, không có khả năng bị hắn một trận phá tan. Ý đồ khắp nơi, cũng cần thủ đoạn phi thường,
Hạ Tưởng trong lòng đại kế đã định, chỉ chờ sau nguyên đán, chính thức lên chương trình. Lúc tan ca, Hạ Tưởng nhận được một cuộc điện thoại rất là bất ngờ, Ngưu Lâm Quảng trực tiếp gọi điện thoại tới văn phòng hắn. Bí thư Hạ, tôi là Ngưu Lâm Quảng, tin rằng ngài cũng nghe nói qua tôi. Hôm nay gọi điện thoại tới, không việc gì khác, chính là muốn mời bí thư Hạ cùng nhau ngồi lại, mời bí thư Hạ nể mặt, cho thị dân bình thường chúng tôi một cơ hội tiếp cận lãnh đạo. Lời nói của Ngưu Lâm Quảng vô cùng tự đại, để lộ ra một ý tứ chân thật đáng tin, thậm chí còn có ý tứ từ trên cao nhìn xuống. Hạ Tưởng giọng điệu thản nhiên đáp. Hóa ra là chủ tịch Ngưu. Chủ tịch Ngưu thật ngại quá, gần đây bận quá, thật sự không có thời gian. Chờ có thời gian, tôi mời anh được rồi. Bí thư Hạ, không xa cách như thế chứ, phải xâm nhập quần chúng mới khai triển tốt công tác. Ngưu Lâm Quảng tiếp tục theo đuổi không bỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi cũng vậy, một lòng thành tâm muốn kết giao với bí thư Hạ, ngài đi đến bên dưới, mới có thể càng hiểu thêm tiếng lòng của quần chúng. Hạ Tưởng tuy rằng không biết Ngưu Lâm Quảng tính toán cái gì, nhưng hiện tại không cần phải có nhiều tiếp xúc với y, liền một miệng từ chối. Chủ tịch Ngưu, thật có lỗi, tôi còn có việc, tạm như vậy đã. Nói chung, một thương nhân mời bí thư thành ủy ăn cơm, chẳng những cần cung cần kính, còn cần hiểu lễ phép, lời nói của Hạ Tưởng đã biểu lộ ý tứ không hề muốn tiếp tục nói chuyện, Ngưu Lâm Quảng lại vẫn như cũ không ngắt điện thoại, còn day dưa nói. Bí thư Hạ, nói như vậy, không nể mặt chút nào sao? Chương 1130, bất chắc lại bắt đầu tai họa lại đến. Hạ Tưởng nghe xong rất không thoải mái, trong lời nói Ngưu Lâm Văn rõ ràng có hàm ý đe dọa. Nghĩ lại, thấy không cần phải tranh luận những vô vị cùng y, liền thẳng tay dập điện thoại. Sau đó, Hạ Tưởng cũng không để sự việc trong lòng, bởi vì hôm sau đã là nguyên đán, có rất nhiều việc cần làm. Nhưng tới ngày thứ ba, hắn lại ngoài ý muốn nghe được một tin tức giật gân. Mạnh Thiên Nguyên bị Chu Minh Nhã chính thức khởi tố ra tòa án, tố cáo gã cưỡng dâm. Chu Minh Nhã là ai? Là em gái của Phó Thị trưởng Thường trực Chu Minh Hoành. Mạnh Thiên Nguyên là ai? Là ủy viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc thành phố, nhà doanh nghiệp ngôi sao của thành phố Tần Đường. Hai người một thì chưa chồng, một còn độc thân. Trong trường hợp yêu đương bình thường làm sao xảy ra chuyện cưỡng dâm? Hơn nữa cho dù xảy ra sự cố, hai bên đương sự chắc chắn cũng biết sĩ diện. Chu Minh Nhã phải chú ý đến thanh danh, Chu Minh Hoành đường đường là Phó Thị trưởng Thường trực, đương nhiên cũng sẽ cố gắng che giấu tai tiếng. Dù sao chuyện xấu trong gia đình không thể đưa ra ngoài. Hơn nữa Mạnh Thiên Nguyên cũng sẽ không mặc kệ khi Chu Minh Nhã tố cáo y. Với y mà nói, thanh danh quan trọng hơn so với tiền tài. Nhưng sự việc vẫn náo loạn. Khẳng định có gì mà người khác không biết bên trong. Liên tưởng đến lần trước lúc ăn cơm, Mạnh Thiên Nguyên trong lúc vô tình nói đã từng một lần cùng Chu Minh Nhã. Lúc ấy Hạ Tưởng vẫn chưa để ý, không nghĩ tới, thật đúng là có sự việc lớn xảy ra. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn không quá chú tâm lắm, hắn tin tưởng Mạnh Thiên Nguyên sẽ xử lý việc này ổn thỏa. Dù sao đều là người từng trải, nam nữ quan hệ dẫn tới thông dâm cưỡng dâm, v, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, phát triển với tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng không ngờ dẫn đến một sự kiện đối kháng rầm rộ. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán quả thực ngắn, Hạ Tưởng giới thiệu cho Phó Tiên Tiên và Nam Hân Vũ làm quen với nhau, để Nam Hân Vũ chịu trách nhiệm về việc làm thủ tục cho Phó Tiên Tiên đầu tư. Nam Hân Vũ vô cùng phấn chấn, bí thư Hạ đối với cô càng tín nhiệm, cô lại càng tự tin. Phó Tiên Tiên cũng rất vui. Bởi vì cô thấy Nam Hân Vũ mặc dù coi như đoan trang, nhưng tuổi tác lớn hơn một chút, cô liền thấy rất vui, còn thừa dịp Nam Hân Vũ không chú ý, nói nhỏ bên tai Hạ Tưởng một câu. Thị trưởng Nam không phải mẫu người anh ưa thích, em yên tâm rồi, anh chỉ thích em gái, không thích chị gái. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, cũng may Nam Hân Vũ không phát hiện ra chút nào, mới khiến hắn thở phào một cái. Tuy nhiên ánh mắt Phó Tiên Tiên cũng thực độc. Những chuyện này ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới, thận trọng suy nghĩ thật đúng là những người con gái quanh hắn, không có người nào lớn tuổi hơn hắn. Vốn định nán lại ở Tần Đường một ngày đêm, lại đi Thiên Trạch gặp mặt Tào Biệt Huân. Liên Nhược Hạm cùng Vệ Tân vẫn ở Mỹ chưa trở về. Sự việc hơi lộn xộn, đoán chừng cần thời gian một tháng. May là bệnh tình Vệ Tân cũng không xuất hiện tình trạng mới, cũng khiến Hạ Tưởng yên tâm nhiều. Vệ Tân vốn định trở về trước thời hạn. Liên Nhược Hạm không cho,
cứ đòi vệ tân ở bên cạnh cô, vệ tân cũng chỉ biết bằng lòng. Hạ Tưởng trên đường đi tới Thiên Trạch, lúc đi ngang qua Bắc Kinh, bất ngờ nhận được điện thoại của Mai Thái Bình hẹn gặp mặt hắn. Còn nói là Khâu Tự Phong cũng ở đó. Hai nhân vật cấp cao quan trọng hẹn gặp, Hạ Tưởng không thể không đi. Gọi điện thoại cho Tào Biệt Huân xin phép, kết quả Tào Biệt Huân nói hắn không tới cũng rất tốt, làm hắn bị nghẹn không lời nào để nói. Thực ra hắn cũng biết cô bé Huân ngoài miệng nói thế thôi, là không muốn hắn chạy nhiều cực khổ. Gặp được Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong, không ngờ là Cổ Thu Thật cũng ở đó. Cổ Thu Thật tính tình rất tốt, vừa thấy Hạ Tưởng liền rất thân mật mà bắt tay hắn. Bí thư Hạ, chúng ta lại gặp mặt, là thế giới quá nhỏ bé, hay là lòng người quá nhỏ đây? Lời nói của Cổ Thu Thật có ý ngầm, Hạ Tưởng cười ha hả. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nói chuyện rất thoải mái, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, Cổ Thu Thật cũng không vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Sau khi ngồi xuống, trước hết là nói chuyện trà sau đó tán gẫu chuyện thời tiết. Dù sao cũng không nên vừa đến đã nói chuyện chính sự. Trên thực tế Hạ Tưởng cũng biết rõ, bây giờ giao tình giữa Cổ Thu Thật và hắn cũng rất ít, cũng không có nhiều chuyện chính sự để nói. Có đôi khi chỉ là gặp mặt lôi kéo nói chuyện tào lao. Nói ít đề tài không quan trọng, chính là giao lưu tăng thêm tình cảm. Bởi vì với cấp bậc của Hạ Tưởng công việc quấn quanh mình, lại với cấp bậc của Cổ Thu Thật trăm công ngàn việc, tuyệt đối không có nhàn hạ để uống trà tán gẫu cả ngày. Cổ Thu Thật chỉ ngồi hơn 10 phút đồng hồ thì đứng dậy cáo từ. Từ đầu chí cuối không nói một câu về việc chính sự nào. Nhưng Hạ Tưởng lại hiểu rõ, Cổ Thu Thật lần này tới, tuyệt đối không chỉ đơn giản là ngồi như vậy. Có đôi khi ngoài bản lĩnh không chỉ nằm trong lời nói, y chỉ cần ra mặt, cũng đã bao hàm rất nhiều dụng ý thâm sâu. Cổ Thu Thật đi rồi, Mai Thái Bình mới cười ha hả. Không nói gạt cậu, Hạ Tưởng, lúc tôi gọi điện cho cậu, vừa lúc bí thư Cổ cũng ở bên cạnh. Nói đã từng gặp gỡ cậu một lần, vừa đúng lúc cùng nhau ngồi. Hóa ra là Cổ Thu Thật chủ động đề xuất gặp mặt. Đúng là rất có hàm ý sâu xa bên trong. Hạ Tưởng cũng nghe ra Mai Thái Bình có ý tìm hiểu, cười lắc lắc đầu. Tôi đoán bí thư Cổ cũng là tranh thủ có được nửa ngày nhàn hạ, đến đây trò chuyện cùng chúng ta một chút. Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng bỏ qua không đề cập tới, cũng biết có một số việc nói rõ ràng lại không tốt, liền chuyển hướng nói với Khâu Tự Phong. Tự Phong, anh và Hạ Tưởng sao lại không nói chuyện? Khâu Tự Phong hôm nay quả thật nói rất ít, suốt từ đầu luôn trầm lặng không nói. Dường như tâm sự ngổn ngang trăm mối. Gã cười cười. Tôi ở thành phố Bảo cũng gặp những khó khăn như Hạ Bí Thư gặp phải ở Tần Đường. Áp lực công việc rất lớn, có chút đau đầu. Mai Thái Bình chỉ cười, cũng không tiếp lời Khâu Tự Phong. Xem ra hắn với Khâu Tự Phong gặp gỡ cũng không quan trọng. Lại nói với Hạ Tưởng. Ở tỉnh còn chưa bắt đầu nghiên cứu vấn đề chọn người kế tục trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường. Bởi vì đồng chí Trần Thiên Thu còn chưa chính thức đệ trình báo cáo. Tuy nhiên ban tổ chức cán bộ đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị đề cử. Chủ tịch tỉnh Tôn cũng rất quan tâm chuyện này, nhưng trái lại dường như bí thư Phạm lại không quá thích. Chủ tịch tỉnh Tôn quan tâm đến việc này đã nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng. Quan tâm là một chuyện, chỉ quan tâm không đề cử còn được, vừa đề cử, liền phiền phức. Nhưng càng không muốn phiền phức lại càng nhiều. Mai Thái Bình còn nói. Chủ tịch tỉnh Tôn tìm tôi nói chuyện, nói ám chỉ phó trưởng ban thư ký ủy ban Ngô Ký Căn làm việc thật sự cần cù chăm chỉ. Luôn luôn làm tốt công việc liên hệ của phòng tin tức ủy ban nhân dân tỉnh. Có thể xứng đáng tăng thêm trọng trách. Đối với Ngô Ký Căn, Hạ Tưởng chỉ nghe tên chưa gặp, càng không biết cách đối nhân xử thế và năng lực của y. Đoán chừng sau khi Tôn Tập Dân nhậm chức, y và Tôn Tập Dân đi lại gần gũi. Tôn Tập Dân thì mong muốn nhân cơ hội này sắp xếp Ngô Ký Căn xuống địa phương. Tuy rằng Tôn Tập Dân cơ sở chưa ổn định lại còn có ý tham gia việc điều chỉnh nhân sự, có thể động chạm vào phần kiêng kỵ của Phạm Duệ Hằng. Nhưng xét một cách công bằng, Tôn Tập Dân đề nghị Ngô Ký Căn giữ chức trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường cũng không tính quá mức. Bởi vì Ngô Ký Căn bản thân là phó giám đốc cấp sở, xuống Tần Đường là điều chuyển ngang. Bình thường. Trừ trường hợp lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh không điều ra bên ngoài, nếu điều ra bên ngoài, sẽ được nâng lên một cấp hoặc nửa cấp. Tuy nhiên Hạ Tưởng trong lòng biết, những ngày tháng của Tôn Tập Dân ở tỉnh Yến cũng không dễ sống. Gã ám chỉ với Mai Thái Bình chịu cho gã thể diện mới là lạ.
Hơn nữa Mai Thái Bình sắp rời khỏi tỉnh Yến, lại càng không thể hiện lập trường trong cuộc đấu đá giữa Tôn Tập Dân và Phạm Duệ Hằng. Nếu không ngoài dự đoán, Tôn Tập Dân còn có thể thông qua một con đường nào đó để gợi ý với Mã Tiêu. Hạ Tưởng hiểu Mai Thái Bình nói cho hắn hành động của Tôn Tập Dân, là muốn bảo vệ vắn hắn, liền nói. Cảm ơn Bí Thư Mai quan tâm. Khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của tôi sẽ hoàn toàn tuân theo sắp xếp của tỉnh ủy. Ngụ ý chính là hắn sẽ không công khai ủng hộ bất kỳ một đề cử nào. Sẽ không để Tôn Tập Dân biết lập trường của y trong việc chọn người, chính là thể hiện thái độ không quan tâm, đỡ phải bị Tôn Tập Dân thủ oán. Mai Thái Bình biết Hạ Tưởng có thể tiếp thu ý đồ của gã hoàn toàn, kín đáo mỉm cười. Trà ở đây cũng không tệ lắm, tinh khiết tự nhiên, không có lưu lại thuốc trừ sâu. Đều là làm ra bằng phương pháp thủ công, hãy nếm thử chút đi. Hạ Tưởng một mặt uống trà, một mặt nghĩ, may mà hai phó giám đốc của khu công nghệ mới Tần Đường còn có thể tự quyết định, không thì lại càng nhiều phiền phức. Ai dè ý nghĩ trong đầu vừa mới bắt đầu, Mai Thái Bình cũng dường như mới nhớ tới, lại không chút để ý nói là. Đúng rồi, Chủ tịch tỉnh Tôn hình như đối với chỉ tiêu hai phó giám đốc sở khu công nghệ mới Tần Đường rất có hứng thú. Lưu Trình còn đặc biệt đến ban tổ chức cán bộ để hỏi. Lưu Trình là thư ký của Tôn Tập Dân. Gã hỏi thăm, là đại diện cho Tôn Tập Dân ở phía sau. Hạ Tưởng nhức đầu rồi. Chủ tịch tỉnh Tôn mới tới tỉnh Yến, không thể giữ quy củ, tay cũng muốn vươn quá dài rồi. Kỳ thực cũng không tính là dài, chủ tịch tỉnh muốn sắp đặt mấy phó giám đốc sở, thì cũng nằm trong quyền hạn. Nhưng chủ tịch tỉnh Tôn rõ ràng ngoài điều kiện có ý đồ muốn lôi kéo hắn, lại đối với sự việc của Tần Đường sốt sắng quá mức, chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản là muốn nhúng tay vào việc điều chỉnh nhân sự của Tần Đường. Nói khó nghe một chút, không chừng là muốn buộc hắn vào khuôn khổ, để hắn chủ động đến dựa dẫm. Chương 1131, lòng người khó đoán, không chịu suy xét. Khâu Tự Phong cũng đoán ra mánh khóe, lắc đầu cười. Bí thư Hạ, chủ tịch tỉnh Tôn đối với cậu rất có hứng thú. Cậu thật đúng là thơm như cái bánh bao. Hạ Tưởng nửa đùa nửa thật cả giận nói. Gọi là Bí thư Hạ cái gì? Gọi tên tôi đi. Khâu Tự Phong cười ha hả. Cậu Hạ Tưởng này, nổi giận với tôi thì được cái gì? Có bản lĩnh thì cậu nói chủ tịch tỉnh Tôn, nói rằng cậu lập trường kiên định. Đừng nói tôi, anh cũng có lúc khó khăn. Hạ Tưởng cũng cười. Chủ tịch tỉnh Tôn đã có ý cùng Bí thư Phạm giữ khoảng cách nhất định. Vậy cũng không phải chỉ có Tần Đường nằm trong tầm ngắm của gã. Còn có thành phố Bảo, Đan Thành, V, Tự Phong, anh là Bí thư Thành ủy thành phố Bảo. Cũng có lúc xếp chung hàng. Hạ Tưởng nói một chút cũng không giả. Thành phố Bảo là một trong năm thành phố lớn về kinh tế ở tỉnh Yến. Hơn nữa quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Phạm Duệ Hằng cũng không mật thiết, hoàn toàn có thể là đối tượng để Tôn Tập Dân lôi kéo. Nếu nói chủ tịch tỉnh cùng với bí thư tỉnh ủy muốn đối kháng lẫn nhau, một là phải xem ai được nhiều ủy viên thường vụ ủng hộ hơn, hai là phải xem nhân vật số 1, số 2 của thành phố cấp 3 ở phía dưới nghiêng về bí thư hay là ủng hộ chủ tịch tỉnh. Quan trọng nhất là lập trường của mấy thành phố lớn. Khâu Tự Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực ra tôi vẫn thích thái độ đối nhân xử thế của chủ tịch tỉnh Tống, nhất cử nhất động đều nắm vững trong tay. So sánh với Tôn Tập Dân vội vã và hung hăng, Tống Chiêu Độ quả thực chín chắn có phong độ, luôn luôn tự tin nắm vững trong tay. Dù rằng thể hiện ra ngoài gã dường như vẫn bị Phạm Duệ Hằng chèn ép. Trên thực tế lúc mâu thuẫn, chỉ cần gã kiên trì, Phạm Duệ Hằng đều nhượng bộ thỏa đáng. Biểu hiện Tống Chiêu Độ ở tỉnh Yến tiếng tăm rất nổi. Lúc gần kết thúc cuộc gặp, Tự Phong bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đột ngột hỏi một câu. Hạ Tưởng, Ngưu Lâm Quảng có phải muốn mời cậu đi ăn cơm không? Hạ Tưởng sửng sốt, tốt thôi, một Ngưu Lâm Quảng, thật đúng là tiếng tăm không nhỏ, mọi người đều biết. Thậm chí ngay cả một việc nhỏ mời hắn đi ăn cơm cũng truyền tới tai Khâu Tự Phong. Không thể không nói, trong đó tất có nội tình. Anh Tự Phong cũng biết Ngưu Lâm Quảng. Hạ Tưởng hỏi lại một câu, còn nói. Đúng là muốn mời tôi đi ăn cơm, tuy nhiên nghe ra dường như mời tôi ăn cơm giống như y nể mặt tôi vậy. Lâm Quảng mấy năm nay thế lực hơi sơ sài, kiểu người đó nói buông rất khó, cậu cũng đừng chấp nhặt với y. Khâu Tự Phong dường như có hàm ý khuyên giải. Kỳ thực sau khi quen biết Lâm Quảng cậu sẽ nhận ra, y cũng là một người bạn trọng tình nghĩa. Hạ Tưởng ngầm kinh ngạc. Nghe giọng điệu, có thể thấy quan hệ của Ngưu Lâm Quảng và Khâu Tự Phong chắc chắn rất thân thiết.
chẳng lẽ hậu trường của Ngưu Lâm Quảng là nhà họ Khâu? Mai Thái Bình ở bên cạnh thể hiện vẻ mặt bình tĩnh, không nói xen vào, hiển nhiên cũng không có ý muốn giải thích rõ ràng. Khâu Tự Phong nhìn ra thắc mắc của Hạ Tưởng, cười giải bày. Đừng hiểu lầm, tôi và Ngưu Lâm Quảng chỉ là có duyên vài lần. Cảm thấy tính tình y cũng không tệ, nên thay y nói lời công bằng mà thôi. Hạ Tưởng cười cười, không hỏi nhiều nữa, trong lòng lại đặt một dấu hỏi thật lớn. Vài lần có duyên đã làm cho Khâu Tự Phong mở lời giảng hòa. Khâu Tự Phong không phải người bình thường, y xuất thân có thân phận, bất kỳ việc gì cũng không tùy tiện mở lời. Chỉ cần mở miệng, tất nhiên phải có lợi ích liên quan. Trở về Tần Đường, vừa về tới nhà thì có người tới gõ cửa. Vừa mở cửa không ngờ là Tiểu Quỳ. Phía sau Tiểu Quỳ là Lương Thu Duệ. Đối với Tiểu Quỳ, cảm giác của Hạ Tưởng rất phức tạp. Nói cho cùng cô là một cô bé đáng thương, nhưng nói lại thì các cô gái hiện tại không ham hư vinh liệu có mấy người. Hơn nữa các nữ sinh viên đời sau chạy theo tự do, đến nỗi đưa ra khẩu hiệu tự do xin bao bọc. Có thể hết sức lợi dụng ưu thế thân thể để đổi lấy lợi ích. Trước kia còn có cô gái có thể giữ vững. Hiện tại, đại bộ phận đều quỳ gối trước tiền tài và quyền thế. Có một câu nói rất hay, đàn ông không thể nói là trung thành. Trung thành bởi vì quá kém. Phụ nữ không thể nói là trung trinh. Trung trinh là vì đã không có âm nhận được chưa đủ. Đối với trung thành và trung trinh, mỗi người đều có quan điểm của mình. Người trong quan trường cũng như vậy. Với quyền lợi trước mắt, nên đi theo lãnh đạo trước kia hay nên tùy thời mà điều chỉnh phương hướng, thỏa hiệp theo một hướng lợi ích mới. Mỗi người đều có thể có lựa chọn của bản thân. Trương Quốc Vĩ trong vấn đề sắp xếp công tác cho La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn chậm chạp không trả lời. Không phải làm việc không tốt nên không thông qua, mà là Trương Quốc Vĩ trong lòng không tự tin. Gã lo lắng là người thân tín mà gã tin cậy nhất một ngày kia cũng sẽ phản bội gã. Cho dù không hoàn toàn phản bội, cũng có thể không hề trọn vẹn một lòng với gã. Bởi vậy gã cố tình kéo dài thời gian, chính là muốn nhìn một chút La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn ai là người đi tìm Hạ Tưởng, muốn thể hiện ở trước mặt Hạ Tưởng. Cũng may, La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn đều có tính kiên trì chịu đựng. Hai người đều không chủ động tiếp xúc với Hạ Tưởng, trong báo cáo công tác cũng có thái độ chỉ làm việc công. Hạ Tưởng lại càng không gấp, điều chỉnh nhân sự có gấp cũng không được, cũng không phải hắn lên chức, hắn mới là một bàn tay khổng lồ nắm giữ vận mệnh người khác. Hơn nữa trong tay hắn còn có quân át chủ bài khác. Không giơ tay đánh vào người có khuôn mặt tươi cười, cho dù với Tiểu Quỳ trong lòng có tức giận, Hạ Tưởng vẫn không đành lòng để cô ngoài cửa, huống hồ còn có Lương Thu Duệ, nên để cho hai người vào. Tiểu Quỳ cầm một cái túi sách thổ cẩm, điểm này khiến Hạ Tưởng cảm thấy một chút gần gũi. Đầu năm nay có người dùng túi sách đan tặng làm quà, cũng là của hiếm, bên trong hẳn là không ít đồ trang điểm. Xem chừng rất nặng, cô mang phải rất vất vả, vừa vào cửa không phân bua bỏ vào bếp. Từ trong bếp đi ra, Tiểu Quỳ vành mắt đỏ, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Nhà của Hạ Tưởng cô rất quen thuộc, bỗng chốc nhớ tới thời gian trước, trong lòng hối tiếc không kịp. Tuy là cũng không thể hoàn toàn trách cô, nhưng nếu lúc ấy cô kịp thời tiết lộ với Bí Thư Hạ, cũng không đến mức bị Bí Thư Hạ đuổi ra khỏi nhà. Tuy rằng hiện tại Nam Hân Vũ được Hạ Tưởng sắp xếp vào văn phòng Ủy ban Nhân dân, lên làm một công chức. Nhưng cô trước sau cảm thấy thẹn với Bí Thư Hạ, cũng vì mình ngày trước ý nghĩ có chút sốc nổi mà cảm thấy xấu hổ. Hạ Tưởng lại dường như đã quên hết những chuyện ngày trước, nhiệt tình đón tiếp Lương Thu Duệ và Tiểu Quỳ. Lương Thu Duệ thấy Hạ Tưởng ở một mình, xúc động nói. Bí Thư Hạ, với đời sống của anh tôi vẫn quan tâm chưa đủ. Sao có thể để anh một mình dọn dẹp nhà cửa? Trong nhà không ai dọn dẹp phòng và nấu cơm, chuyện này thực sự không phải. Ý tôi là, Tiểu Quỳ hiện tại đi làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, cách nơi này của anh cũng không xa. Ngày thường để cô ấy đến dọn dẹp phòng ốc một chút, khi nào cần để cô ấy nấu cơm. Anh nghĩ sao? Hạ Tưởng vốn định một mực khước từ, vừa thấy Tiểu Quỳ căng thẳng đến vã cả mồ hôi, đôi mắt nhìn hắn mong chờ, thì lại nghĩ dù sao cũng không xa, đồng ý thì đồng ý. Có khi người khác thực sự có lòng, từ chối toàn bộ cũng không tốt, liền nói. Tiểu Quỳ tay chân rất nhanh nhẹn, để cô ấy làm những việc như thu dọn nhà cửa, nấu cơm, tôi cũng yên tâm. Nhưng tôi cần phải trả lương, cứ tính thời gian trả phí. Nếu không lấy tiền, tôi không đồng ý. Dạ. Tiểu Quỳ vội vã gật đầu. Em thu phí, em thu phí. Lương Thu Duệ hài lòng mỉm cười.
sai lầm chỗ nào sẽ tự chữa chỗ đó. Bắt đầu từ giây phút Bí Thư Hạ chấp nhận Tiểu Quỳ, thì cũng như lại lần nữa chấp nhận y, y đương nhiên trong lòng rất vui vẻ. Lại ngồi chốc lát, Lương Thu Duệ và Tiểu Quỳ liền cáo từ. Đi tới cửa, Tiểu Quỳ bỗng nhiên lại nói một câu. Bí Thư Hạ, có một câu không biết có nên nói hay không. Lần trước cái người phụ nữ ác đấy cũng không biết vì sao có, đã gọi điện cho tôi mắng tôi một trận. Còn nói tôi sau này cẩn thận một chút, gặp tôi một lần đánh tôi một lần. Tiến bước Tiểu Quỳ và Lương Thu Duệ, Hạ tưởng một mình suy nghĩ sự việc cả buổi. Không ngờ Trương Thần Phương lại như vậy, sự việc qua rồi không cho quát, chẳng lẽ nói cô ỷ vào hậu trường của Mưu Lâm Quảng. Còn muốn tung hoành ngang dọc ở Tần Đường sao? Trong lòng liền có một chút lo âu, chẳng lẽ một ngày nào đó sẽ phải cùng Mưu Lâm Quảng đấu súng đối kháng một hồi. Lúc định bụng đi ngủ, lại nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, Vương Trường gọi điện thoại. Với suy đoán của Hạ Tưởng, là Chính Nguyên hoặc Vương Trường Viễn, phải có một người gọi điện thoại tới. Vài ngày này trôi qua vẫn lặng yên không một tiếng động, ngay cả hắn cũng ngầm khâm phục sự kiên nhẫn của La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn. Kế hoạch điều chỉnh cơ bản đã có phương hướng, nhưng có thể hình thành quyết định cuối cùng hay không, còn có một khoảng cách phải đi. Cho dù là La Chính Nguyên hay là Vương Trường Viễn, lúc đứng trước bước ngoặt tiền đồ to lớn, tuyệt nhiên có thể không động lòng thì thật sự là cao nhân rồi. Vương Trường Viễn gọi điện là trong dự liệu, chỉ có điều thời gian ngoài ý nghĩ. Bí Thư Hạ, tôi là Vương Trường Vũ, rất xin lỗi đêm khuya như vậy còn quấy rầy anh nghỉ ngơi. Có chuyện tôi muốn xin chỉ thị của anh một chút, không biết bây giờ anh có tiện nói chuyện không? Vương Trường Viễn giọng rất thật thà, từ tốn thuần chất, rất có vị trầm của giọng nam. Đồng chí Trường Viễn, Hạ Tưởng hơi kéo dài âm, cố ý ngừng lại một lát. Có chuyện gì? Bí Thư Hạ, thực ra cũng không có việc gì hệ trọng. Chính là từ lúc anh nhậm chức tới nay vẫn chưa tới Cục Tài Chính kiểm tra qua công việc. Tôi nghĩ mời anh có dịp thích hợp đến Cục Tài Chính chỉ đạo một chút công tác của chúng tôi. Cục Tài Chính trên dưới đều thiết tha hy vọng đích thân Bí Thư Hạ đến. Chương 1132, tin tức vừa lọt ra, thấu hiểu lòng người. Buông điện thoại Vương Trường Viễn, Hạ Tưởng cười đầy thâm ý. Quá nửa đêm mà gọi điện thoại tới mời hắn đi thị sát công tác. Vương Trường Viễn sướng ra trò hay, thị sát không phải công việc mà là lòng người. Như vậy xem ra, Vương Trường Viễn đối với việc tiến thêm một bước nhỏ từ cục trưởng đến phó giám đốc sở là rất thỏa mãn, đồng thời cũng rất mong đợi. Nếu không y cũng sẽ không biểu hiện tâm tình gấp bách như vậy. Mà La Chính Nguyên vẫn án binh bất động, có thể thấy được gã với việc từ cục đất đai đến cục tài chính có thể là không quá hài lòng. Hoặc là có suy tính, lại có thể là có tính nhẫn nại hơi cao một chút thôi. Sau Tết Nguyên Đán vừa đi làm, Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường có một tin đồn truyền ra xung quanh, nói là Chủ tịch tỉnh Tôn đã nhắm vào hai vị trí phó giám đốc sở khu công nghệ mới, đã có quyết định nội bộ chọn người. Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường báo cáo ứng viên lên tỉnh ủy sẽ không được thông qua. Tin tức cũng không biết từ đâu truyền ra, Hạ Tưởng nổi cáu, gọi Lương Thu Duệ để y cùng với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân Tạ Truyện Thắng liên kết ra thông báo miệng. Nghiêm cấm cơ quan thành ủy thảo luận việc thay đổi nhân sự. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Lương Thu Duệ vừa mới đi, Trương Quốc Vĩ vẻ mặt căng thẳng gõ cửa phòng làm việc. Bí Thư Hạ, trên tỉnh ngay cả chỉ tiêu hai phó giám đốc sở khu cao tân viên cũng lấy đi. Cũng không có cách gì có thể nói nổi. Rõ ràng đã nói để Tần Đường tự chủ quyết định, làm sao lại thay đổi. Đã bắt đầu có một chút oán giận. Hạ Tưởng cũng không thể nói tiếp theo Trương Quốc Vĩ, nhân vật số 1 số 2 của Tần Đường cùng ngồi một chỗ thảo luận về chuyện đúng sai của lãnh đạo tỉnh, là phạm vào điều kiêng kỵ. Hắn mặc kệ Trương Quốc Vĩ có dụng ý gì không, hắn nhất định phải có thái độ của nhân vật số 1 của thành ủy. Xua tay nói, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chẳng phải gửi xuống thông báo, yêu cầu thành ủy báo cáo chọn người sao. Chúng ta cần làm theo thông báo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, không nên tin vào tin đồn vô căn cứ. Trương Quốc Vĩ dường như không hiểu lời của Hạ Tưởng, tiếp tục nói. Bí Thư Hạ, anh cũng không thể khuất phục dưới sức ép, để cho trên tỉnh lấy đi chỉ tiêu. Tôi nghe nói là Chủ tịch tỉnh Tôn. Hạ Tưởng hiểu Trương Quốc Vĩ vội vàng là bởi vì nếu chỉ tiêu phó giám đốc sở bị trên tỉnh lấy đi, mong muốn tốt đẹp của y liền tan vỡ. Nhưng cho dù như thế nào, không thể sau lưng chỉ đích danh họ tên lãnh đạo tỉnh. Liền cắt ngang lời Trương Quốc Vĩ.
nói cũng không thể nói lung tung. Thị trưởng Trương, thân là cán bộ lãnh đạo cao cấp, phải chú ý mỗi lời ăn tiếng nói của mình. Hạ Tưởng tuy là nói mềm mỏng, nhưng vẫn có ý chỉ trích. Trương Quốc Vĩ nét mặt dày ửng đỏ, lại rất nhanh lấy lại bình thường. Tôi chính là cùng bí thư Hạ thống nhất nhận thức, không thể để trên tỉnh ức hiếp chúng ta quá. Cũng là do Trương Quốc Vĩ có hơi thô một chút, đổi lại là một thị trưởng khác, chắc không có gan đòi hỏi này nọ với tỉnh ủy. Đương nhiên, cũng không loại trừ Trương Quốc Vĩ cố ý thử xem giữa hắn và Tôn Tập Dân có quan hệ. Trương Quốc Vĩ đi rồi, Hạ Tưởng đứng lên đi vài bước trong phòng. Sự việc càng náo loạn càng phức tạp, tin đồn là do ai thả ra tạm thời không bàn đến, dù sao cũng là cố ý phá rối, thậm chí không loại trừ khả năng là thủ đoạn của chính Tôn Tập Dân. Nếu như trên tỉnh thực thu hồi quyền quyết định hai phó giám đốc sở, đối với kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng chết người. Đang suy nghĩ bất định, Từ Tử Kỳ ở bên ngoài xin ý kiến. Bí thư Hạ, thị trưởng Chu tới. Chu Minh Hoành đến đây. Chu Minh Hoành vẻ mặt hơi có chút mệt mỏi, y vừa vào cửa đã đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Hạ, thị trưởng Nam phê chuẩn đất đai cho công ty quần áo Phân Đạt Kỳ, còn cho vay nữa. Việc này chấm ANS cũng biết phải không? Hạ Tưởng không hề vội vã, Chu Minh Hoành tuy là giọng nói hết sức trầm, nhưng y có ý chất vấn. Đường đường là bí thư thành ủy lại phải báo cáo với phó thị trưởng thường trực hay sao? Tuy nhiên nếu giải thích theo một góc độ khác, Nam Hân Vũ hiện tại so với trước kia tay chân đã khỏe, mọi người đã xem cô thành người của hắn. Phó thị trưởng nếu như không có sự ủng hộ của thị trưởng hoặc bí thư thành ủy, công việc triển khai rất khó. Tình hình chung bên dưới căn bản là sẽ không nghe lời anh lại đối với bọn họ không có bất cứ hạn chế nào. Bởi vậy cho dù Nam Hân Vũ là ủy viên thường vụ, chỉ e trước kia trong công tác cũng bị ức hiếp không ít. Cục tài chính, cục đất đai có lẽ cô đều không chỉ huy được. Thậm chí thực quyền cũng không có. Nếu tất cả đều là người thân cận của Trương Quốc Vĩ, trọng lượng lời nói của cô cũng suy giảm nhiều. Hiện tại đã khác rồi, hiện tại đứng sau cô chính là bí thư thành ủy. Cho dù bí thư Hạ vẫn chưa nắm được trong tay toàn cục ở Tần Đường, nhưng hắn dù sao cũng là bí thư, ai cũng đều phải kính nể ba phần. Bởi vậy, công việc của Nam Hân Vũ cũng dễ triển khai hơn nhiều. Mới có thể thuận lợi mà hỗ trợ cho vay đối với Cồn Ti May Mặc Phân Đạt Kỳ. Hạ Tưởng điềm tĩnh khép tập tài liệu trong tay. Việc này, tôi có nghe nói qua. Thế nào, công việc của đồng chí Nam Hân Vũ, trước khi làm còn phải xin ý kiến chỉ đạo của anh. Một câu nói làm cho Chu Minh Hoành bị nghẹn, mặt đỏ tía tai. Tuy y là phó thị trưởng thường trực, chủ trì công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân, nhưng cấp bậc là ngang hàng với Nam Hân Vũ. Y không phải là cấp trên của Nam Hân Vũ. Bí thư Hạ, tôi không phải có ý đó. Hạ Tưởng cũng là trong lòng có bực, biết trước kia Trương Quốc Vĩ và Chu Minh Hoành bắt nạt Nam Hân Vũ. Hiện tại đột nhiên công việc của Nam Hân Vũ tiến triển vô cùng thuận lợi. Chu Minh Hoành nhìn không thuận mắt, con người, thực sự là chiều quá hóa sinh tật. Hơn nữa còn có một việc, sự thuận lợi trong việc Nam Hân Vũ phê chuẩn đất đai cho, cũng là bất ngờ nho nhỏ ngoài suy nghĩ của Hạ Tưởng. Tuy nhiên cũng chứng minh suy đoán của hắn, thời cơ của hắn quả thực nắm chắc rất đúng. Bởi vì nếu đổi là trước kia, La Chính Nguyên khẳng định sẽ kéo dài một thời gian nữa. Lần này nhanh chóng phê chuẩn, không phải thể diện của nhà họ Phó lớn, mà là phương án điều chỉnh nhân sự của hắn động chạm đến La Chính Nguyên. La Chính Nguyên tuy là không đến đây báo cáo công tác, nhưng đối với công việc phân công đất xây dựng Nam Hân Vũ phụ trách hết sức thoải mái, cũng một mặt thể hiện lập trường của La Chính Nguyên y đối với việc tới cục tài chính cũng có thái độ khá vừa lòng. Không phải ý từ này thì tốt. Minh Hoành, thân là cán bộ lãnh đạo, chẳng những phải chú ý hình ảnh của bản thân, còn phải làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình. Không cần nghĩ lung tung, nhìn lung tung. Hạ Tưởng tiếp tục nhắc nhở Chu Minh Hoành, cũng không phải hắn ghi hận Chu Minh Hoành lần trước ở Thiên Trạch đối với hắn ngạo mạn. Hắn chưa bao giờ là một người mang thù hận, mà là hắn hiểu rõ, Chu Minh Hoành lần này đến với ý đồ muốn khởi binh hỏi tội, sau lưng chắc chắn có Trương Quốc Vĩ. Hắn nhất định phải đả kích thói hung hăng càn quấy của đối phương. Còn nữa, làm cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc ràng buộc đối với những thân thích bên mình. Không nên làm ra những việc đi quá giới hạn, bằng không sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Chu Minh Hoành bị nghẹn nói không ra lời. Cũng đúng, y là sau khi biết được công việc của Nam Hân Vũ bỗng nhiên thuận lợi nên trong lòng tức giận. Lại đúng lúc bị Trương Quốc Vĩ xúi giục, đầu nóng lên liền tiến đến tìm Hạ Tưởng để hỏi cho rõ ràng.
Sau khi bị Hạ Tưởng giáo huấn một chút không khỏi vừa thẹn vừa giận, đồng thời cũng tỉnh táo ra nhiều. Cẩn thận nghĩ, lại bị Trương Quốc Vĩ lợi dụng rồi. Bí thư chính là bí thư, ngay cả thị trưởng muốn nói chuyện cũng phải khách khí vài phần, huống hồ là một phó thị trưởng thường trực như y. Nhưng bị Hạ Tưởng ngay trước mặt nhắc tới việc đáng xấu hổ của Chu Minh Nhã, Chu Minh Hoành có phần thẹn quá hóa giận. Bí thư Hạ, việc riêng của cá nhân tôi không cần phải báo cáo rõ ràng với thành ủy. Nếu đúng là việc cá nhân thì tốt, tôi không hy vọng vì việc cá nhân mà can thiệp vào sự công bằng của cơ quan tư pháp. Hạ Tưởng cũng không để ý nhiều tình cảm và thể diện. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, sự kiện Chu Minh Nhã bị cưỡng dâm e rằng không đơn giản là một vụ kiện bình thường. Bởi vì sự việc phát sinh vô cùng trùng hợp, ngay không lâu sau khi Ngưu Lâm Quảng gọi điện cho hắn, Mạnh Thiên Nguyên đã bị khởi tố. Dường như là một cơ hội, hắn còn có chút nghi ngờ mối liên hệ trong đó, có phải ẩn chứa thủ đoạn của một người nào đó. Chu Minh Hoành ngượng ngùng mà đi, tuy rằng y bị Hạ Tưởng trách móc vài câu, nhưng Hạ Tưởng không hề có một chút vui vẻ nào, bởi vì đi đôi với việc công khai phương án điều chỉnh nhân sự, lại có áp lực từ trên tỉnh, lại có tấn công từ phía bên cạnh, còn có kiềm chế từ bên ngoài của Trương Quốc Vĩ. Lực cản thật mạnh, khó khăn càng nhiều hơn. Chu Minh Hoành đi không lâu sau khi Hạ Tưởng vừa mới cùng Phó Tiên Phong nói chuyện điện thoại, La Chính Nguyên rốt cuộc cũng lộ diện. La Chính Nguyên thì tuấn tú lịch sự, nếu trẻ hơn 10 tuổi nữa, nhất định là sát thủ phụ nữ. Cho dù hiện tại hơn 40 tuổi vẫn làm cho người ta cảm thấy ấn tượng vô cùng. Hạ Tưởng không đứng dậy, La Chính Nguyên còn chưa đủ tư cách khiến hắn nghênh đón. La Chính Nguyên vừa tiến đến cũng không coi mình là người ngoài, đặt mông ngồi trên sofa. Bí thư Hạ, tôi đến đây có hai việc muốn báo cáo và xin chỉ thị của anh. Một là việc thị trưởng Nam phê chuẩn đất xây dựng cho phân Đạt Kỳ, phù hợp với chính sách. Tôi đích thân phụ trách phê duyệt, bật đèn xanh cho qua. Hai là đồng chí Hồ Thư Dương làm việc tận tụy, vừa đúng lúc ban tổ chức cán bộ thành ủy muốn bình bầu thành viên ưu tú trong toàn bộ thành ủy. Cục đất đai xin báo cáo đề cử đồng chí Hồ Thư Dương. Chương 1133, hung hăng bá đạo, nổi cơn giận dữ. La Chính Nguyên để lại cho Hạ Tưởng ấn tượng một người tính tình thẳng thắn. Đương nhiên người trong quan trường không có mấy người là thật sự thẳng thắn. Đều là thể hiện bên ngoài. Hạ Tưởng cũng sẽ không thực sự xem La Chính Nguyên là người có tính cách nói cái gì đúng cái đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, La Chính Nguyên tính cách thẳng thắn, lại thêm vẻ ngoài của y, quả thực có lưu lại cho người ta một ấn tượng ban đầu rất tốt. Hạ Tưởng biết, La Chính Nguyên muốn làm thân nên mới tới. Hai sự việc, việc nào cũng đều là thể hiện thiện ý với hắn. Nhất định phải nói, sách lược của phương án điều chỉnh nhân sự của hắn, có hiệu quả rồi. Đầu tiên là Vương Trường Viễn gọi điện tới mời hắn đến Cục Tài chính thị sát công việc. Bây giờ là La Chính Nguyên đến đây, đem hai việc ra làm thân với hắn. Đồng thời cũng nhìn từ góc độ khác, tin đồn trên tỉnh truyền đến, từ góc độ nào đó, với phương án điều chỉnh nhân sự của hắn, bắt đầu có tác dụng hỗ trợ. Nếu trên tỉnh lại thu hồi quyền đề cử chỉ tiêu hai phó giám đốc sở, phó giám đốc sở Vương Trường Viễn có thể phải thất bại. Vương Trường Viễn một khi thất bại, La Chính Nguyên sẽ không thể một bước từ cục đất đai đến cục tài chính. Cho nên lúc trước hai người còn không có hành động gì, ỷ vào có Trương Quốc Vĩ nâng đỡ, bày ra thái độ bất động. Kết quả tin đồn vừa tới, đều luống cuống, sợ rớt lại sau nên tới đây thể hiện thiện ý với hắn. Kỳ thực vẫn là muốn biểu đạt suy nghĩ trong lòng, chính là mong chờ hắn có thể đứng vững trước áp lực trên tỉnh, cầm quyền đề cử chỉ tiêu hai phó giám đốc sở, để lại Tân Đường. Thực ra sách lược của Hạ Tưởng rất tốt. Một hành động đã động chạm vào quyền lợi của Trương Quốc Vĩ, cũng làm cho La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn đều rất động lòng. Nhưng hai người dù sao cũng là thân tín của Trương Quốc Vĩ, không tiện thể hiện quá rõ ràng, cho nên cũng kiềm chế tính tình. Nhưng mà trên tỉnh đột nhiên truyền ra tin tức làm đảo lộn sắp xếp của Hạ Tưởng. Tuy nói hiện tại có tác dụng thúc đẩy, nhưng nếu tin đồn mà trở thành sự thật sẽ khiến sách lược của hắn mất hiệu lực. Chủ tịch tỉnh Tôn rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mà muốn tiếp tục quấy rối Tần Đường? Hạ Tưởng không thể hiểu hết, nhưng hắn biết một điều là, Tôn Tập Dân quả thật mang đến cho hắn phức tạp không nhỏ. La Chính Nguyên chỉ ngồi vài phút đồng hồ rồi đi ra. Chắc chắn y trong lòng còn băn khoăn, không muốn để Trương Quốc Vĩ có điều gì không vừa lòng. La Chính Nguyên vừa mới đi, Nhậm Hải Phong lại tới báo cáo công tác. Tốt thôi, một tin đồn trên tỉnh khiến mọi người đều ngồi không yên.
thật đúng là làm cho người ta nửa nọ nửa kia. Nhậm Hải Phong báo cáo công tác cũng nói ngắn gọn, chủ yếu là ban tổ chức cán bộ qua quá trình kiểm tra đánh giá nghiêm túc, cho rằng những ứng viên đề cử trong hội nghị công việc bí thư đều phù hợp điều kiện đề bạt. Đồng thời cũng xin ý kiến người có liên quan, trình tự đã hoàn thành. Có thể chính thức đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận để thông qua. Căn cứ vào kiểm tra đánh giá của ban tổ chức cán bộ, chọn lựa hai phó giám đốc khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại, đề cử hai đồng chí Trương Quang Huy và Vương Trường Viễn. Xin chỉ thị của bí thư hạ, Nhậm Hải Phong hôm nay đến đây chủ yếu mục đích vẫn là chắc chắn về việc chọn hai phó giám đốc sở. Vương Trường Viễn thì không cần phải nói. Trương Quang Huy là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao hiện đại, đã có cống hiến xuất sắc trong việc phát triển khu công nghệ cao. Trong nhiều năm công tác trong khu, đề cử chức phó giám đốc sở, cũng coi đúng người đúng chức. Kỳ thực hạ tưởng với việc chọn người cho chức phó giám đốc sở của khu công nghệ cao không có thiên về ai. Hắn ở Tần Đường không có nhiều thân cận, đề bạt cất nhắc một người thì cũng như bồi dưỡng một người, Trương Quang Huy xem trên lý lịch bản thân cùng Trương Quốc Vĩ cùng xuất hiện không nhiều. Có phải là người của Trương Quốc Vĩ hay không khó mà nói. Nhưng từ trước đến nay đặc ân để đề bạt người hợp tác luôn thuộc về bí thư. Hạ tưởng đương nhiên cũng sẽ tránh được mà làm người tốt này. Khỏi cần nói, ý tứ của Nhậm Hải Phong cũng đại diện cho ý tứ của Trương Quốc Vĩ. Hai đồng chí Vương Trường Viễn và Trương Quang Huy đều là đồng chí tốt. Hạ tưởng dường như muốn khởi đầu sự thích của hai người. Từ trước đến nay nghiên cứu nhân sự, phải chú trọng việc tô điểm cho nổi bật không khí. Chưa đến mức lộ ra đề bạt Vương Trường Viễn và Trương Quang Huy rất đột ngột. Hơn nữa trước khi đề bạt, còn muốn tạo xu thế, đỡ phải làm cho người ta cảm thấy có chút không chấp nhận được. Không thuận theo đề bạt của họ cũng là đề bạt thất bại, sẽ làm cho công việc rơi vào thế bị động. Nhậm Hải Phong chăm chú lắng nghe, chuẩn bị sẵn sàng tiếp lời Hạ Tưởng bất cứ lúc nào, làm nổi bật Vương Trường Viễn và Trương Quang Huy. Không ngờ Hạ Tưởng chỉ nói một nửa, bỗng nhiên liền đổi đề tài. Đồng chí Quốc Vĩ có ý kiến gì trong việc chọn người hay không? Nhậm Hải Phong bỗng chốc không phải ứng lại kịp, mở miệng nói. Thị trưởng Trương không có ý kiến. Nói một nửa bỗng nhiên ý thức được có điều không ổn. Làm sao có đạo lý sau khi trưởng ban tổ chức cán bộ có đề danh lại báo cáo thị trưởng trước tiên? Nguy rồi, mắc bẫy bí thư hạ rồi, bị hắn chụp rồi. Nhậm Hải Phong bỗng chốc vẻ mặt hơi tức giận, nhưng lại không dám thể hiện, y dù cậy có Trương Quốc Vĩ nâng đỡ, cũng không có can đảm đi công khai phản kích bí thư. Nhất là khi đối mặt với Hạ Tưởng, dù sao vẫn cảm thấy vẻ mặt không gợn chút sợ hãi của Hạ Tưởng, ẩn giấu vẻ quỷ quyệt không lường. Hạ Tưởng đã thành công khiến Nhậm Hải Phong lọt bẫy, chỉ cười, sau đó dường như không có việc gì khoát tay nói. Chờ tổ chức một cuộc họp nghiên cứu một chút, thống nhất ý kiến rồi lập tức báo cáo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Điều Nhậm Hải Phong muốn chính là những lời này của bí thư hạ, trong lòng như gỡ được một tảng đá. Lời nói sơ hở mới rồi là sơ hở, có giải thích nhiều cũng là vô nghĩa, lặng im là cách che giấu tốt nhất. Sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng ngồi xe đi gặp mặt Dương Uy và Nghiêm Tiểu Thì. Dương Uy và Nghiêm Tiểu Thì lần này tới Tần Đường là xác định khoản tiền dự án đầu tư. Về công về tư hắn đều cần phải ra mặt tiếp đãi một chút. Đi tới nửa đường, xe của hắn bị một chiếc Lincoln vượt lên rồi thì thôi, còn cố ý chạy chậm để chắn đường hắn, người lái xe nổi giận. Bí thư hạ, là xe của Ngưu Lâm Quảng. Hạ Tưởng tập trung nhìn vào, là chiếc xe đen, biển số với những con số 8 liên tiếp làm hoảng mắt người. Đúng là hung hăng càn quấy, quả là hỗn xược. Định khi dễ đến cùng, Hạ Tưởng không khỏi bắt đầu bực mình. Hắn không phải sợ xung đột với Ngưu Lâm Quảng, mà là hiện tại không cần thiết chấp nhặt với Ngưu Lâm Quảng. Dù sao ứng phó với áp lực đến từ Chủ tịch Tôn ở trên tỉnh, bên cạnh có Trương Quốc Vĩ khiêu chiến, cùng với hàng loạt vấn đề khó khăn mà lớp cán bộ tầm trung của Tần Đường đang xếp hàng chờ. Ngưu Lâm Quảng chỉ có thể xem như món điểm tâm sau bữa ăn mà thôi, là thêm vào cho đủ số. Nhưng nơi nơi đều có người muốn đem chính mình ra làm bàn đồ ăn. Chẳng lẽ nói, Ngưu Lâm Quảng muốn trở thành đồ khai vị mới vui. Hạ Tưởng còn chưa bực mình, người lái xe Bành Vĩnh đã nổi giận. Bí thư hạ, vượt qua y, giết y. Hạ Tưởng hiện tại chính là ngồi xe số 1, hôm nay là việc công, ngồi xe công là phù hợp với tiêu chuẩn. Ngưu Lâm Quảng không nhận ra xe số 1, gã là không có việc gì cố ý gây sự. Hạ Tưởng không phải nắm bùn, huống hồ lại đường đường bí thư thành ủy.
mà Bành Vĩnh xuất thân lại là lính chuyển ngành, đương nhiên chỉ cần một đốm lửa nhỏ là chúng. Bành Vĩnh thấy Bí Thư Hạ không nói gì, nhìn vào kính chiếu hậu. Biết Bí Thư Hạ có ý mặc nhận, liền chuyển hướng đèn, nhấn ga tới cùng, chiếc xe Audi phát ra một tiếng gầm lên giận dữ trầm thấp, đột nhiên nhảy về phía trước, vượt xe trước mặt. Không ngờ chiếc Lincoln dường như sớm có chuẩn bị, không để vượt, còn cố ý đánh về bên trái, gắt gao đè xe số 1. Nếu nói vừa nãy vượt lên rồi đè lên xe thì còn có thể miễn cưỡng giải thích là không chú ý tới xe số 1. Nhưng hành động hiện tại thì chứng minh một điều, đối phương cố ý lao vào, cố tình gây trở ngại cho Hạ Tưởng. Hay cho một Ngưu Lâm Quảng, cơn bực tức trong lòng Hạ Tưởng lớn dần lên. Đoán chừng Trương Quốc Vĩ cũng như thế, ở Tần Đường hoành hành lâu rồi, thì cho là ở Tần Đường có thể muốn làm gì thì làm. Tần Đường không phải họ Trương cũng không phải họ Ngưu, Hạ Tưởng cũng sẽ không để Tần Đường thành họ Hạ. Mà Tần Đường là họ Yến, là Tần Đường của tỉnh Yến, không phải Tần Đường của riêng người nào. Từ Tử Kỳ cũng ở trên xe, gã lập tức gọi một cuộc điện thoại. Cục trưởng Hoàng, tôi là Từ Tử Kỳ, có một chiếc xe Lincoln màu đen 5 số 8, trên đại lộ cố tình lấn xe của Bí Thư Hạ. Hoàng Đắc Ích đang ăn cơm, vừa nghe Từ Tử Kỳ nói, lập tức giật mình. Tôi biết rồi, thư ký Từ, anh đừng lo, tôi lập tức xử lý. Buông điện thoại xuống liền thầm mắng một câu, Ngưu Lâm Quảng, anh cho là anh họ Ngưu thì thực sự có thể tùy tiện làm con trâu rắc rối. Ăn no đủ rồi, dám chèn xe Bí Thư Hạ, không phải tự mình chuốc lấy phiền phức sao? Thực sự nghĩ rằng Bí Thư Hạ là kẻ bất tài, Ngưu Lâm Quảng thật sự là một tên ngốc, không ra cái gì cả. Hoàng Đắc Ích một mặt mắng chửi, một mặt liên tục gọi điện cho vài người. Lo nghĩ một lúc, lại tự mình gọi điện cho Ngưu Lâm Quảng. Không ngờ điện thoại của Ngưu Lâm Quảng không thông, chuông vang cả buổi mà không ai nhận. Hoàng Đắc Ích liền tức giận, bỗng chốc quẳng cái điện thoại, chửi ầm lên. Con mẹ nó mày giả bộ với tao, đừng trách bố mày đến lúc đó trở mặt không nhìn người. Chương 1134, lộ liễu, phiền phức lớn. Không nói đến chuyện Hoàng Đắc Ích tức giận đùng đùng, hãy nói về Bành Vĩnh vài lần muốn vượt chiếc Lincoln. Luôn là vượt lên không nổi, chủ yếu là thân xe đối phương quá dài, hơi đánh tay lái một chút thì đã cản đường. Bành Vĩnh tức giận cứ bấm còi, nhưng chẳng ăn thua gì. Đối phương cứ gắt gao ngăn không cho xe số 1 đi qua. Hạ Tưởng bỗng nhiên lại tiêu tan bực bội, nói một câu. Thôi đi, mặc kệ nó, không tranh hơn thua cái xe. Tức là, cẩn thận chính là nghìn vàng, cần gì phải cùng đối phương chấp nhặt, muốn ai trước ai sau kèn cựa trên mặt thì quá tầm thường. Bành Vĩnh xem như cũng có kinh nghiệm nhiều, trước tiên là lái xe cho Phương Tiến Giang, sau đó lại lái xe cho Ngả Thành Văn. Hai nhiệm kỳ bí thư này đều không có gì để y hãnh diện. Hiện tại lái xe cho Bí Thư Hạ, cuối cùng đã tìm được một chút thói kiêu ngạo của tư bản. Kết quả thời điểm mấu chốt Bí Thư Hạ lại lùi lại. Y không có cách nào đành vui vẻ nhịn. Thực ra y trong lòng cũng thực sự rất kiêu ngạo, suy cho cùng toàn bộ thành phố mấy y triệu người, lái xe cũng có mấy chục nghìn người, nhưng lái xe cho nhân vật số 1 chỉ có một mình y. Hạ Tưởng cũng hiểu được Bành Vĩnh trong lòng có chút kiêu căng nho nhỏ. Cũng có thể lý giải, mọi người ít nhiều đều có chút ít tật xấu. Không thể đòi hỏi mọi người bên mình tốt đẹp hoàn toàn, không thực tế mà cũng không thể. Hắn bỗng chốc thay đổi cùng đối phương tranh hơn thua nguyên nhân là nghĩ thông được một việc, đối phương cố ý đè xe khác rõ ràng là muốn trêu tức hắn. Dù sao cũng không phải việc gì to tát, hắn lại không thể lấy một việc còn con là vượt qua xe khác mà so đo cái gì. Tị nạnh quá nhiều, thể hiện hắn không có ý chí. Tuyệt đối không so đo, có vẻ hắn không có đủ can đảm. Cho nên thấy tốt mà lùi, hai lần xe vượt lên tuy rằng không vượt qua, cũng coi như để lộ răng nanh. Bành Vĩnh hạ tốc độ xe một mức, đối phương cũng hạ xuống, lúc đi tới một giao lộ đột nhiên có một cảnh sát giao thông cản chiếc Lincoln. Chiếc xe Lincoln dừng lại, Bành Vĩnh liền nhân cơ hội vượt qua, còn hung hăng trừng mắt nhìn lái xe qua cửa sổ. Khoảng cùng lúc đó, Hạ Tưởng lơ đãng nhìn thoáng qua, lái xe là một người đàn ông lông mày rậm mắt to, khoảng trên dưới 35 tuổi, râu quai nón, mặt tròn to, chợt nhìn thấy có phần giống Trương Phi, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, thu tầm nhìn. Sau khi chiếc Lincoln dừng lại, cảnh sát giao thông cúi chào rồi yêu cầu xuất trình bằng lái. Không ngờ sau khi tài xế xuống xe, cái mồm hướng thẳng cảnh sát giao thông sổ ra một tràng. Mẹ nó, mày định làm cái gì vậy, mắt chó của mày bị mù à, cũng không nhìn xem là xe của ai.
cũng dám tùy tiện ngăn lại, không muốn làm nữa phải không? Anh cảnh sát giao thông còn chưa kịp phản ứng lại, lại có một quyền đánh tới ở giữa mũi, tức khắc bị đánh cho mặt đầy máu, bưng mũi ngồi xuống. Bành Vĩnh nhìn qua gương từ phía sau thấy toàn bộ mọi chuyện phát sinh, rốt cuộc không kìm nổi mắng. Gã thật quá kiêu ngạo, thật không phải loại tốt đẹp gì. Y đem tình hình vừa rồi nói, Hạ Tưởng vốn sắc mặt đã giãn ra, lại có chút u ám. Đến khi gần tới khách sạn, Hạ Tưởng lại nhận được một cú điện thoại, là Cổ Ngọc. Ai, em về nước rồi, khi nào thì anh tới Bắc Kinh gặp em? Giọng nói Cổ Ngọc tiếng sống động khiến phiền muộn trong lòng Hạ Tưởng vơi đi một chút. Sao lại bảo anh đến Bắc Kinh, vì sao không phải em tới Tần Đường? Em không phê bình anh nữa, anh tự phê bình bản thân mình đi. Cổ Ngọc hừ một tiếng. Ông nội bị bệnh anh cũng không biết, chẳng những không đến thăm, ngay cả một lời hỏi thăm ân cần qua điện thoại cũng không có, anh thật khiến cho người ta thất vọng. Hạ Tưởng thẹn thùng, chân thành tiếp nhận lời trách móc của Cổ Ngọc. Hắn gần đây quả thực không liên lạc nhiều với lão Cổ. Không phải hắn chảnh mảng với lão Cổ, mà là mới tới Tần Đường, cực kỳ phức tạp. Công việc nhiều chân không chạm đất, quả thực là sơ sót với lão Cổ, là hắn quá đáng, hắn nhất định phải nhận khuyết điểm. Là lỗi của anh thành khẩn thừa nhận sai lầm với lão Cổ. Xin ông thứ lỗi, ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ sắp xếp thời gian đến gặp ông cụ. Như vậy còn được. Cổ Ngọc lại trêu đùa Hạ Tưởng một câu. Bỗng nhiên giọng cô thấp xuống, có chút nghẹn ngào. Bệnh của ông nội hơi kỳ lạ, tuổi của ông lớn rồi, em sợ ông nếu chẳng may có gì không tốt, em chẳng còn người thân nào trên đời này nữa. Hạ Tưởng trong lòng trầm xuống, Cổ Ngọc cũng là một cô gái đáng thương. Hắn đáng lý ra nên dành cho cô nhiều yêu thương mới đúng, vội vàng nói. Anh luôn xem em là người thân thiết nhất. Anh chấm ANS không tính. Cổ Ngọc vẫn khóc, khóc vài tiếng liền cúp điện thoại. Bệnh tình của lão Cổ lại khiến Hạ Tưởng lòng thêm nặng trĩu. Vốn vừa rồi bị chiếc Lincoln chèn xe đã gây ra phiền muộn trong lòng, lại càng thêm buồn bã. Lão Cổ là một trong những bằng hữu mà hắn kết giao, hiển nhiên cũng là người đòi hỏi ở hắn ít nhất. Hơn nữa, tính tình cũng rất ngay thẳng, đối với hắn giúp đỡ cũng đặc biệt to lớn. Nghe lão Cổ sinh bệnh, vẫn là đối với hắn gây ra cảm xúc thật lớn. Xuống xe, Hạ Tưởng không nói lời nào, cúi đầu hướng đường đi. Từ Tử Kỳ và Bành Vĩnh cũng thấy trong lòng Bí Thư Hạ không vui, cũng không dám nhiều lời, liền im lặng đi theo phía sau. Mấy người đều không chú ý tới chính là, tới khách sạn rồi, xe bọn họ vừa mới dừng thì chiếc xe Lincoln vẫn trêu tức họ lại cũng đi lên, còn dừng ở phía bên cạnh xe số 1. Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy đã sớm chờ đợi lâu rồi. Hạ Tưởng vừa vào cửa, Dương Uy chưa nhìn ra tâm trạng khác thường, Nghiêm Tiểu Thì ngay lập tức cảm thấy Hạ Tưởng không vui. Cô liền đưa mắt cho Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ kín đáo khoát tay, ý là tốt nhất đừng nói, nên cô cũng không dám mở miệng hỏi. Bành Vĩnh lại khó tiêu bực bội, y biết Dương Uy là người bạn mà Hạ Tưởng tin tưởng nhất, vừa đến liền ngồi bên cạnh Dương Uy, ấm ức nói. Anh Dương, đừng nói nữa, trên đường có một chiếc xe Lincoln chắn đường, còn chèn ép cả buổi cho nên tới muộn. Dương Uy kinh hãi. Ai dám dũng cảm như vậy, dám chèn xe số 1. Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Bành Vĩnh. Cậu nói nhiều làm gì? Bành Vĩnh sợ đến mức rụt cả cổ, không dám nói tiếp nữa. Mọi người thấy trong lòng Hạ Tưởng không vui, ai cũng không dám nói trái lời. Hạ Tưởng bình thường hiền lành, nói chuyện tùy ý, nhưng hắn khi đã nổi giận, cũng rất hung dữ. Cũng đúng, dù sao ở trong chốn quan trường nhiều năm, ở lâu lên lão làng, oai nghiêm của kẻ bề trên lộ ra làm cho người ta cảm thấy một áp lực uy phong vô hình. Cũng chỉ có Nghiêm Tiểu Thì dám mở miệng khuyên Hạ Tưởng hai câu. Được rồi, đừng nóng giận, chút việc nhỏ không đáng, anh nếu như muốn dùng người, muốn xử lý ai đó, để Dương Uy ra mặt được rồi. Gã mỗi lần xuất hiện đều mang theo một đám người. Đúng, đúng, tôi lần này tới Tần Đường, dẫn theo 7-8 người. Tôi nghe nói môi trường trật tự ở Tần Đường không tốt lắm. Mang theo nhiều người một chút, thêm an toàn. Dương Uy vội hùa theo Nghiêm Tiểu Thì. Gã ngày thường cũng thường cùng Hạ Tưởng đùa giỡn, nhưng khi Hạ Tưởng tức giận, cũng thực sự dọa người, gã thật đúng là có chút sợ Hạ Tưởng. Khả năng tự điều chỉnh bản thân của Hạ Tưởng quả thật rất tốt, lập tức bỏ qua được tâm lý buồn bực, cười khoát tay. Không phải muốn thể hiện bực bội với mọi người, cũng không phải bởi vì đấu xe, mà là có việc khác.
Được rồi, không nói nữa, khó có dịp gặp gỡ như hôm nay, ăn uống vui vẻ đi. Không khí mới sôi nổi lên. Khi đang ăn uống được một nửa thời gian, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Sau đó chuông cửa vang lên một tiếng, một người không mời mà tới, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vừa tiến đến liền lớn tiếng ồn ào. Bí thư hạ, tôi vội tới đây kính rượu anh. Anh cần phải nể tình tôi một chút, nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi nào với các huynh đệ. Người vừa tới mày rậm mắt to, đúng là người lái xe Lincoln gặp trên đường. Hiện tại xem ra, y hẳn là không thực sự là lái xe nữa. Một người lái xe làm sao có can đảm dám tiến đến kính rượu bí thư thành ủy. Hắn dù sao cũng là một nhân vật, chẳng lẽ chính là Ngưu Lâm Quảng tự thân xuất mã. Nhưng mặc kệ y là ai, y cũng không có tư cách trực tiếp đẩy cửa mà vào. Không có một chút phép tắc nào, lại trực tiếp kính rượu bí thư thành ủy. Bí thư thành ủy là ai? Là người số một chủ trì toàn diện công việc ở Tần Đường. Không phải là người mà bất kỳ một A cậu A mau nào đó cũng có thể tùy tiện lấy danh nghĩa kính rượu để tiếp cận. Huống hồ, đối phương vừa mới chèn xe số một, sau đó lại đạp cửa kính rượu, thì đúng là đặc biệt lộ liễu, khiêu khích chính diện. Hạ Tưởng ngồi im bất động, Từ Tử Kỳ trợn mắt nhìn, Bành Vĩnh lại càng trực tiếp, ngay lập tức đứng lên, chắn người trước mặt. Thực xin lỗi, nơi đây không chào đón anh, mời anh đi ra ngoài. Bành Vĩnh giận ngút trời. Nếu không có Hạ Tưởng ở sau lưng, gã đã sớm đánh một quyền rồi. Mẹ nó, trên đường chèn xe người khác không nói, hiện tại lại diễu võ dương oai đến kính rượu, lại dám không coi bí thư thành ủy là cán bộ. Cho dù chủ tịch tỉnh cũng đối với bí thư hạ nhún nhường ba phần. Anh lại tính làm xiếc gì? Bành Vĩnh nắm chặt tay, gân xanh trên tay nổi lên. Hạ Tưởng ngồi im, Dương Uy cũng không nhúc nhích, tuy nhiên y cũng buông đôi đũa trong tay. Lặng lẽ đem chai rượu cầm trong tay. Xem điệu bộ là muốn khi có thể sẽ tiếp đón đối phương. Đối phương bị Bành Vĩnh ngăn cản, bị mấy người trợn mắt nhìn, không một chút để ý, cười ha hả. Bí thư hạ, kẻ hèn là Chư Cát Phách Đạo, là phó tổng giám đốc công ty thương nghiệp Trung Thiên. Đang ăn cơm ở phòng sát bên cạnh cùng Lã Chấn Dương, trong lúc vô tình nghe được bí thư hạ đang ở đây, đặc biệt muốn kính bí thư hạ ly rượu biểu thị một chút ngưỡng mộ trong lòng. Bí thư hạ không nể tình một chút thì thật quá cạn tình rồi. Đối với công ty thương nghiệp Trung Thiên, Hạ Tưởng tuy là hiểu không nhiều, nhưng bởi vì Ngưu Lâm Quảng quá kiêu ngạo, hắn cũng biết một chút tư liệu. Ít nhất lớp quản lý của Trung Thiên hắn cũng biết một số, biết Chư Cát Phách Đạo là một trong vài phó tổng giám đốc của thương nghiệp Trung Thiên. Công ty thương nghiệp Trung Thiên tầng quản lý hết sức lớn, chỉ riêng phó tổng cũng đã có hơn 10 người. Ngoại trừ Trương Thần Phương và mấy người thực sự phụ trách nghiệp vụ ra, các phó tổng giám đốc khác đều là thân tín của Ngưu Lâm Quảng, là tay chân của gã, làm sằng làm bậy. Trong đó Chư Cát Phách Đạo được Ngưu Lâm Quảng khen ngợi nhất, bởi vì người này không những có thân thủ, còn có mánh khóe. Được xưng là cố vấn của Ngưu Lâm Quảng. Đương nhiên với những gì Ngưu Lâm Quảng làm, Chư Cát Phách Đạo xưng là quân sư quạt mo là thích hợp nhất. Chư Cát Phách Đạo tự mình ra mặt đến khiêu khích, là với nguyên nhân gì? Hạ Tưởng trong lòng liền đánh một dấu chấm hỏi thật to. Bởi vì từ sau sự kiện Lã Chấn Dương, Ngưu Lâm Quảng rõ ràng đối với hắn hứng thú hơn nhiều. Hiện tại lại đang là thời điểm mấu chốt của điều chỉnh nhân sự. Mà tâm phúc số một bên mình Ngưu Lâm Quảng nổi tiếng là quân sư quạt mo lại cố tình chèn xe, sau đó lại xuất hiện tiến đến lấy danh nghĩa là kính rượu. Trong đó thực là có rất nhiều nội tình. Hạ Tưởng nheo mắt lại, nhất là ở Chư Cát Phách Đạo cố tình nhắc tới sự kiện Lã Chấn Dương, ý khiêu khích hắn vô cùng rõ ràng. Hạ Tưởng ngược lại muốn nhìn Chư Cát Phách Đạo có thể hống hách nhiều ra sao, khoát tay áo. Chư Cát tiên sinh tới kính rượu, thì uống một ly được rồi. Lãnh đạo đã lên tiếng, Bành Vĩnh không muốn cũng phải thả đi, nghiêng mình tránh ra cho Chư Cát Phách Đạo. Chư Cát Phách Đạo vẻ mặt tươi cười, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, y so với Hạ Tưởng cao chừng hơn nửa đầu, liền cúi người hướng về phía Hạ Tưởng kính rượu. Bí thư hạ, tôi kính anh một ly tỏ lòng tôn kính của tôi một chút. Hạ Tưởng ngồi im, nhẹ nhàng cầm ly rượu trong tay đưa về phía trước. Cũng không cùng Chư Cát Phách Đạo cũng ly, chỉ là ra hiệu, nói là. Coi như tôi kính anh, Chư Cát tiên sinh, tự nhiên là tốt rồi. Chư Cát Phách Đạo thấy Hạ Tưởng nâng ly mà nhạt nhẽo, cũng không cảm thấy xấu hổ, cười ha hả, một hơi uống cạn. Có thể để bí thư hạ kính rượu, là vinh hạnh của tôi cạn, bí thư hạ anh tự nhiên. Hạ Tưởng là khách sáo nói vậy.
y thật đúng là biết mượn gió bẻ măng, nói thành Hạ Tưởng Kính y. Thực sự là loại người trèo cao. Dương Uy tức giận hừng hực, gã nhìn ra Chư Cát Phách Đạo đặc biệt có ý khiêu khích kiêu ngạo. Bành Vĩnh lại hận không thể cầm cái ghế nện vào đầu, đem cái gì phách đạo đồ vật đánh cho đầu rơi máu chảy tại chỗ rồi hãy nói. Nhưng Hạ Tưởng không lên tiếng, không ai dám manh động. Hạ Tưởng chỉ huých chạm ly rượu, sau đó cũng không bắt tay Chư Cát Phách Đạo, chỉ là duỗi tay. Được rồi, rượu cũng uống rồi, anh và các huynh đệ của anh cứ chậm rãi dùng. Ngụ ý chính là hạ lệnh tiễn khách. Chư Cát Phách Đạo vẫn còn chưa đi, tiếp tục nói. Bí thư Hạ, Lã Trấn Dương cũng muốn đến đây kính rượu, tuy nhiên y sợ y không được hoan nghênh, muốn để tôi xin ý kiến thử xem ý tứ của bí thư Hạ. Sau đây, muốn cố ý gây sự, Hạ Tưởng cho dù là tượng đất cũng có ba phần bực tức. Dù có kiềm chế thế nào cũng không thể chịu được thằng Hề ở trước mặt hắn nhảy múa làm trò biểu diễn, không khỏi mặt trầm xuống. Các vị uống rượu được rồi, không có gì hay ho mà kính. Hạ Tưởng lệnh đuổi khách, thoáng cái, Bành Vĩnh liền lập tức đi tới trước mặt Chư Cát Phách Đạo, tay duỗi ra. Xin mời. Chư Cát Phách Đạo ra mặt có dày thêm nữa, cũng không có cách nào ở lại thêm, chỉ chắp tay xoay người bước đi. Đã đi tới cửa giường như mới nhớ tới cái gì, lại nói một câu. Thật ngại quá, vừa mới nhớ ra, trên đường đi tôi hình như chèn một cái xe, không biết có phải xe số 1 của bí thư Hạ không. Bành Vĩnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một bước dài vào tới phía trước. Cũng không quan tâm việc liệu có bị bí thư Hạ phê bình hay không, trước tiên đá một cú sau sẽ giải quyết. Một cước bay ra, hướng phía mông Chư Cát Phách Đạo đá tới. Chư Cát Phách Đạo cũng không đơn giản, dường như sớm có chuẩn bị, chợt né thân trốn được một bên. Cũng không chờ Bành Vĩnh đá cái thứ hai, cười ha ha. Bí thư Hạ, tay chân của anh không phải tiếp khách kiểu này chứ. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi nghênh ngang. Hay cho một Chư Cát Phách Đạo, có bản lĩnh có quyết đoán. Còn có thể cầm được thì cũng buông được, ngược lại khiến cho Hạ Tưởng đánh giá y cao một bậc. Thủ hạ đã như vậy, Ngưu Lâm Quảng chẳng phải là càng khó đối phó rồi sao? Chư Cát Phách Đạo tuy là hung hăng càn quấy, Hạ Tưởng ngược lại cũng không tức giận lắm. Chẳng mấy chốc mà tức giận tiêu tan, hắn sớm đã quen với thói uy hiếp ngầm và uy hiếp rõ ràng rồi. Ở thành phố Lang cùng Nga Ni Trần quan hệ lâu rồi, Chư Cát Phách Đạo còn muốn làm cho hắn tức giận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trái lại Bành Vĩnh tức giận đến sôi máu, nhưng lại sợ Hạ Tưởng phê bình, y đứng ở cửa không dám quay lại. Hạ Tưởng hừ lạnh một tiếng. Đứng ở cửa làm cái gì? Làm thần giữ cửa à? Bành Vĩnh mới lại tới chỗ ngồi, ngượng ngùng nhìn Dương Uy liếc mắt một cái. Dương Uy vừa vặn lại mang theo bình rượu, hiện tại liền tiện dịp rót rượu cho mọi người, nói. Bí thư Hạ không cần phải không chấp nhặt với bọn chúng. Bọn chúng cứ muốn khoe khoang là khoe khoang, càng không để ý tới bọn chúng càng không có ý nghĩa. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất phẫn uất. Hận là ban nãy không thể cùng Bành Vĩnh đá Chư Cát Phách Đạo một cước. Nhưng bí thư Hạ không làm gì, gã cũng không dám đi quá giới hạn. Dương Uy trong lòng hiểu rõ, bí thư Hạ trong lòng có một dự tính lớn, không phải không xử lý đối phương, là chưa đến lúc đó. Gã rất hiểu thủ đoạn của Hạ Tưởng, nhưng hiểu rõ thì hiểu rõ, bực bội trong lòng vẫn khó tiêu tan. Hạ Tưởng cũng nhìn ra mọi người đều rất bực bội, nhìn thấy Nghiêm Tiểu thì cũng hơi trao đôi mi thanh tú, không khỏi mỉm cười. Nhà hàng cao cấp thế nào đi nữ, cũng khó tránh khỏi có ruồi nhặng. Không thể có ruồi nhặng rồi thì sẽ không ăn cơm nữa, có phải không? Mọi người mới cười. Chỉ chốc lát sau điện thoại của Hạ Tưởng vang lên, vốn không muốn nghe điện thoại, tuy nhiên nhìn thoáng qua số điện thoại, không ngờ là số của tỉnh ủy, hắn không khỏi sửng sốt. Hiện tại là 8 giờ tối, tỉnh ủy còn có ai gọi điện thoại cho hắn? Chạy sang căn phòng yên tĩnh bên cạnh nghe điện thoại, trong ống nói truyền đến giọng trầm bổng du dương của Tôn Tập Dân. Hạ Tưởng, có thể nói chuyện không? Chủ tịch tỉnh Tôn hỏi khách sáo như vậy, ai dám nói với chủ tịch tỉnh là không tiện nghe điện thoại? Hạ Tưởng liền vội khách khí nói. Thuận tiện, chủ tịch tỉnh Tôn có chỉ thị gì? Cậu không cần mở miệng là nói chỉ thị, chẳng lẽ ngoại trừ công việc ra, chủ tịch tỉnh này sẽ không thể gọi điện cho cậu được sao? Tôn Tập Dân nói nửa đùa nửa thật, ý tứ là thể hiện sự thân thiết. Là có chuyện như thế này. Hôm nay tôi và Bí thư Phạm tự nhiên nói đến vấn đề chọn phó giám đốc sở cho khu công nghệ cao của Tần Đường.
Bí thư Phạm có ý kiến là chỉ tiêu hai phó giám đốc sở tùy thành ủy thành phố Tần Đường đề cử. Tôi cũng có ý như vậy, liền y theo chỉ thị của bí thư Phạm xử lý. Nếu nói thật là cứ y như tinh thần chỉ thị của Phạm Duệ Hằng mà làm, thì chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân cũng sẽ không đặc biệt gọi điện thoại nhấn mạnh chuyện này. Điều ông ta muốn là Hạ Tưởng tiếp điện thoại của ông ta, muốn chính là Hạ Tưởng chủ động, chứ không phải để ông ta mở miệng. Hạ Tưởng lại lần nữa bị Tôn Tập Dân dồn vào chân tường. Nghĩ thầm chủ tịch tỉnh Tôn rốt cuộc là muốn buộc hắn vào khuôn phép, hay muốn đề cử ai tới Tần Đường lên chức phó giám đốc sở. Thận trọng suy nghĩ cũng có thể lý giải, cái danh phó giám đốc sở quả thật có giá trị. Tỉnh Yến lớn như vậy, phó giám đốc sở cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa mỗi cây cải củ là một cái hố, đã sớm bị lấp đầy, bỗng nhiên xuất hiện hai chỉ tiêu, lại đều trao quyền hạn tới cho cấp dưới Tần Đường. Lãnh đạo tỉnh không có hứng thú trong việc tham gia vào lưu chuyển cán bộ thì không đúng chút nào. Chủ yếu là thái độ của Phạm Duệ Hằng rất kiên quyết, đem quyền lực chuyển xuống cho Tần Đường, để các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác không thể nói gì. Nếu không ai cũng có một phiếu muốn chiếu cố đến người của mình. Tôn Tập Dân là chủ tịch tỉnh, là nhân vật số 2 của tỉnh Yến. Ông mở miệng không gì đáng trách, cũng có mặt mũi lớn hơn so với người ta. Hạ Tưởng không thể không nể mặt Tôn Tập Dân. Đảng ủy thành phố Tần Đường cảm ơn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đã tín nhiệm. Trong việc chọn người đề cử, vẫn là căn cứ trên nguyên tắc công khai công bằng không thiên vị. Qua thảo luận của thành ủy, đề cử ra hai đồng chí là Vương Trường Viễn và Trương Quang Huy, xin chủ tịch tỉnh Tôn cho ý kiến. Ý kiến thì không có ý kiến gì, quyết định của thành ủy Tần Đường, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Tôn Tập Dân nói một câu hách dịch. Đồng chí Trương Quang Huy là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao. Sau khi nhận được khẳng định của Hạ Tưởng, Tôn Tập Dân chỉ, ồ, một tiếng, rồi không nói về đề tài này nữa, mà là nói vài câu chuyện phiếm, sau đó liền gác điện thoại. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, chủ tịch tỉnh Tôn dường như là không hề nói gì cả, nhưng trên thực tế là ám chỉ để Trương Quang Huy tránh đường. Rõ ràng. Chủ tịch tỉnh Tôn biết rất rõ ràng hậu trường của Trương Quang Huy không cứng rắn, đã y ra cũng sẽ không khiến nhiều người bất mãn. Trương Quang Huy trong ấn tượng của Hạ Tưởng là người cần cù chăm chỉ giỏi giang. Bây giờ cũng đã sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, đoán chừng cũng là một cơ hội thăng chức phó giám đốc sở cuối cùng của cả đời. Chẳng lẽ nói sẽ lấy Trương Quang Huy làm vật hy sinh? Xét một cách công bằng, trong lòng hắn không chấp nhận, cả đời cần cù chăm chỉ nhẫn nhục chịu khó. Không thể bởi vì hậu trường của gã không chắc chắn mà bị tùy ý đem khai trừ. Nhưng vấn đề là nếu không chấp nhận ý đồ của chủ tịch tỉnh Tôn, sẽ phải đắc tội với chủ tịch tỉnh Tôn. Dường như chủ tịch tỉnh Tôn sau khi nhậm chức, luôn không ngừng gây phiền phức cho hắn. Phiền phức lần này, đặc biệt khiến người ta nhức đầu. Tuy nhiên khiến Hạ Tưởng càng bực bội chính là, chủ tịch tỉnh Tôn gây phiền hà hắn còn chưa tính, nhưng ngay cả một bọn xấu xa cũng dám trêu chọc hắn. Thực khinh thường hắn dễ bắt nạt hay sao? Giận dữ trong hắn bỗng chốc nhen nhóm, lửa giận là do Lã Chấn Dương khơi ra. Chương 1135, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Bởi vì Hạ Tưởng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, còn chưa kịp ngồi vào chỗ, chợt nghe Lã Chấn Dương ở bên ngoài gõ cửa. Bí thư Hạ, tôi đến kính rượu anh, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống. Dương Uy ngay lập tức hiểu Hạ Tưởng đang tức giận. Hừ một tiếng. Lãnh đạo, giao cho tôi được rồi. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ gật đầu, hắn không biết, vừa rồi khi hắn gọi điện thoại, Dương Uy, Từ Tử Kỳ và Bành Vĩnh, ba người đã chụm đầu lại, âm thầm bàn bạc, sắp xếp bước tiếp theo. Nếu nói ra Cát Phách Đạo khiêu khích, Hạ Tưởng còn có thể nén chịu, chủ yếu là hắn không muốn tự hạ thấp thân phận, tranh hơn thua với Ngưu Lâm Quảng. Nhưng Lã Chấn Dương vốn là người trong quan trường, sao lại không hiểu phép tắc kính rượu? Y đừng tưởng rằng có Ngưu Lâm Quảng giúp đỡ thì có đủ tư cách kính rượu bí thư thành ủy. Lã Chấn Dương uống quá nhiều rượu rồi, rượu tăng thêm sự bạo dạn, y đẩy cửa bước vào, nghiêng ngả lảo đảo đến gần Hạ Tưởng, vừa đi, rượu cũng đổ đầy dưới đất, vừa cười. Hạ, bí thư Hạ, anh vừa lên chức đã muốn khai đao với tôi không hận anh, ngược lại tôi phải cảm ơn anh. Vì sao? Bởi vì bây giờ tiền lương hàng năm của tôi đã là 300.000 tệ, đã nhiều hơn rất nhiều so với trước kia khi còn là cục trưởng cục giáo dục chết tiệt đó, hơn nữa còn không phải lo lắng đề phòng. Cảm ơn anh, thật sự phải cảm ơn sự quan tâm của anh.
Lã Chấn Dương vừa đi được hai bước, đã bị Bành Vĩnh và Dương Uy một trái một phải giữ lấy cánh tay của y, trực tiếp nâng nửa thân người y lên, ném ra ngoài cửa. Hạ Tưởng rất phiền chán, hôm nay cũng không thanh thản ăn cơm, đứng dậy nói với Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì, chúng ta đi. Nghiêm Tiểu Thì rất ngoan ngoãn cầm lấy đồ, mặc quần áo, Hạ Tưởng vừa mới đứng dậy, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào vang đến, có người vừa chạy vừa hô. Ai đánh Lã Tổng, mẹ nó, đánh chết mẹ nó. Đừng chạy, người nào bỏ chạy người đó không phải là quân tử. Hạ Tưởng rất tức giận, xông ra ngoài hét vang. Dương Uy. Thời gian Dương Uy theo Hạ Tưởng cũng không ngắn, đương nhiên biết Hạ Tưởng hô to là có ý gì. Y chỉ, ừ, một tiếng, cùng Bành Vĩnh canh giữ ở cửa. Chỉ thấy từ phòng khác có mấy người đàn ông cao lớn thô kệch chạy như bay, đi đến đỡ Lã Chấn Dương. Lã Chấn Dương lấy tay chỉ Dương Uy và Bành Vĩnh mắng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mấy con chó canh cửa. Nói chưa hết câu, Dương Uy đã đánh Lã Chấn Dương một bạt tai khiến cho mặt của y sưng phù, kính đeo mắt cũng bị đánh bay. Người đến vội vàng hắn, hô to một tiếng, liền xông vào đánh Dương Uy, không ngờ từ phòng bên cạnh, đột nhiên xuất hiện 7-8 gã thanh niên trai tráng, cả đám thanh niên phối hợp nhịp nhàng, xem ra đã được huấn luyện chuyên biệt, vừa bước ra không nói một lời, hai người đối phó với một người, lôi tất cả mấy tên thanh niên trai tráng và Lã Chấn Dương vào trong phòng, sau đó khóa cửa. Sau đó, từ trong phòng truyền ra từng cơn kêu la thảm thiết. Sau vài phút, mọi thứ trở nên im lặng, Dương Uy hô một tiếng. Bí thư Hạ, có thể đi rồi. Bành Vĩnh nhìn thấy choáng váng, trong mắt của y, Dương Uy là người nho nhã yếu đuối, có chút sợ Bí thư Hạ, y nghĩ Dương Uy cũng chỉ là một người bình thường, không ngờ vừa ra tay đã mạnh mẽ và nhanh gọn như vậy, dứt khoát, quyết đoán, cũng là độc thủ, khiến cho y rất khâm phục. Bành Vĩnh khâm phục nhất là những người đàn ông dám làm dám chịu, tuy rằng y không dám nói, nhưng y cảm thấy Bí thư Hạ hơi yếu đuối, nếu y tận mắt nhìn thấy những gì Hạ Tưởng đã làm ở thành phố Lang, y sẽ không chỉ ngây người trợn tròn mắt, không chừng còn bị sốc trước những gì xảy ra. Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì dưới sự dẫn đường của Từ Tử Kỳ, từ trong phòng đi ra, xoay người đi xuống lầu. Hạ Tưởng vừa đi, Gia Cát Phách Đạo mới vội vàng từ gian phòng bên đuổi theo. Lúc này người của Dương Uy đã ra tay xong, từ trong phòng đi ra, mở cửa, xếp hàng đứng ở phía sau Dương Uy. Nụ cười trên mặt Gia Cát Phách Đạo đã biến mất, sắc mặt lạnh lùng, quan sát Dương Uy. Anh bạn ở đâu, anh có biết người mà anh đánh là người của ai không? Dương Uy, người Bắc Kinh, tức giận à, cứ việc đến Bắc Kinh tìm tôi. Dương Uy không kiêu ngạo mà thẳng thắn đáp, không hề bị Gia Cát hù dọa. Dương Uy. Gia Cát Phách Đạo đôi mắt hung hăng, nhìn chằm chằm Dương Uy rất lâu. Tôi ghi nhớ rồi, Dương Uy, không bao lâu nữa anh sẽ hối hận vì đã để xảy ra chuyện hôm nay. Dương Uy cũng không sợ hù dọa, gằn từng tiếng nói. Sẵn sàng tiếp đón bất cứ lúc nào. Bành Vĩnh bỗng nói một câu vui đùa. Gia Cát Phách Đạo, cái tên thật thối rữa. Anh còn có chuyện gì không vui nữa không, nói cho chúng tôi nghe một chút. Nếu không, chúng tôi đi đây. Sau lưng Gia Cát Phách Đạo, lúc này có 5-6 người đứng, trong đó còn có một người đang gọi điện thoại, xem ra y đang gọi viện binh đến cứu, y xem xét thời thế, ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi cười ha hả. Các anh xin cứ tự nhiên. Dương Uy thấy Gia Cát Phách Đạo không còn giằng co, trong lòng thầm giật mình, âm thầm đánh giá cao hơn về sự nhẫn nhịn của Gia Cát Phách Đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, càng chịu đựng giỏi, càng khó đối phó, y cũng hiểu. Hôm nay cùng Gia Cát Phách Đạo kết thù, với sự hung hăng càn quấy của Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường, nhất định sẽ ghi hận, về sau tìm cơ hội trả thù lại. Nhưng Dương Uy rất tin tưởng Hạ Tưởng, thấy rằng Tần Đường chỉ cần Hạ Tưởng trấn thủ, Ngưu Lâm Quảng đừng có hòng trở mặt, bởi vậy y cũng không sợ hãi Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường bành trướng thế lực. Dương Uy không quên gật đầu với Gia Cát Phách Đạo, xoay người đi xuống lầu. Khi xuống lầu mới phát hiện, xe số 1 của Hạ Tưởng bị Lincoln chặn đường đi. Gần như phía trước đầu xe bị xe Lincoln chắn ngang qua, rõ ràng là cố ý sỉ nhục xe số 1. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ nói với Bành Vĩnh. Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, chỉ cần di chuyển xe ra khỏi đây là được. Giống như trao quyền cho cấp dưới, để đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn. Quả thật hôm nay Gia Cát Phách Đạo hết sức hung hăng càn quấy đã thực sự chọc giận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không phải là người yếu đuối hay dễ bắt nạt.
nhưng nếu đối phương xem việc hắn không chấp nhặt với kẻ thiếu hiểu biết thành hắn nhẫn nhịn họ, thì đối phương thật sự sai lầm, hơn nữa còn sai hoàn toàn. Hạ Tưởng không ra tay, không phải không dám ra tay, mà là chẳng thèm ra tay. Hạ Tưởng trao quyền cho cấp dưới, Bành Vĩnh ngược lại bị làm khó rồi, không thể lái xe trực tiếp đâm thẳng vào xe Lincoln, cho dù lấy đầu xe Audi đâm thủng đầu xe Lincoln cũng không thể vượt được. Bành Vĩnh đành phải nhìn Từ Tử Kỳ xin giúp đỡ. Từ Tử Kỳ cũng bó tay không có biện pháp nào khác, chưa nghĩ ra biện pháp nào hay, nhưng y lại không thể hỏi thẳng Hạ Tưởng. Lãnh đạo giao nhiệm vụ nếu không hoàn thành tốt, xem như không làm tròn bổn phận, không có tài cán gì, y đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Uy. Dương Uy nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp nào hay hơn, quả bắt bí, vẻ mặt nghiêm tiểu thì cười yếu ớt, đi đến bên cạnh y, nhỏ giọng nói mấy câu gì, vẻ mặt y ngạc nhiên nhìn nghiêm tiểu thì, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc và kính nể, còn giơ ngón tay cái lên chỉ về phía nghiêm tiểu thì. Nghiêm tiểu thì chỉ che miệng mà cười, sau đó lén lút liếc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh, dường như cũng không đem vấn đề nan giải trước mắt để trong lòng. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng có chút tò mò muốn biết nghiêm tiểu thì đã đưa ra chủ kiến gì khiến Dương Uy khiếp sợ. Dương Uy kêu Bành Vĩnh và Từ Tử Kỳ thảo luận một lát, hai người tỏ vẻ kính nể nghiêm tiểu thì, sau đó Dương Uy và Từ Tử Kỳ phân công nhau gọi điện thoại. 10 phút sau, một cảnh tượng làm người ta giật mình xảy ra, một chiếc xe thi công xuất hiện ở bãi đỗ xe trước khách sạn. Sau khi dừng xe, một công nhân cắt kim loại bước xuống, dưới sự chỉ dẫn của Dương Uy, tổng cộng có 4-5 người ra tay. Nhảy lên trên mui xe Lincoln, lấy dao cắt ra, ngọn lửa lóe sáng, chiếc xe Lincoln xa hoa mà ngạo mạn đã bị cắt ra một cái khe thật dài. Sau đó mấy tên thợ cắt sắt lập tức ra tay, chưa đến 10 phút, xe Lincoln bị cắt thành 3 đoạn, vừa đủ khoảng không cho Audi có thể chạy qua. Nhân viên quản lý khách sạn đều sợ ngây người, cả buổi cũng không dám tiến lên ngăn chặn. Người qua đường cũng thất kinh, rất ngạo mạn, vì để thông đường đã cắt chiếc xe xa hoa thành 3 đoạn. So với diễn điện ảnh còn làm cho người ta khó có thể tin, nhưng mà sự thật lại đang xảy ra trước mắt. Gia Cát Phách Đạo sau khi nhận được tin, từ dưới lầu chạy thật nhanh lên trên, lúc này đám người của Hạ Tưởng đã nghênh ngang đi, chỉ để lại một đống sắt bừa bãi, chiếc xe Lincoln xa hoa mà ngạo mạn bị cắt thành sắt vụn, các loại nội thất trong xe vương vãi đầy mặt đất, vết cắt còn đang có tia lửa nhấp nháy, đây là đòn phản công tuyên bố đánh trả đối với Gia Cát Phách Đạo. Gia Cát Phách Đạo cảm thấy mất mặt, không là toàn thân nhức nhối đau đớn, giống như bị người hành hung đấm đá suốt nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe Lincoln mà Ngưu Tổng yêu thích nhất, cho y mượn để thị uy Dương Oai, giờ thành một đống rách nát, toàn bộ tần đường gần như tất cả những tên tai to mặt bự đều biết rằng chiếc xe xa hoa màu đen dài 8 số 8, hiện tại phải có bỏ mới tha hết đống rác rưởi này đi được, y hiện tại giống như bị người khác đạp vào nỗi uất ức trong lòng, muốn giơ chân đạp lại cho hả dạ. Giơ chân cũng vô dụng. Mọi người đã đi xa rồi. Gia Cát Phách Đạo mắng vài câu, sau đó gọi điện thoại thông báo cho Ngưu Lâm Quảng. Sau khi Ngưu Lâm Quảng nghe xong, im lặng một lúc, nhưng lại không hề tức giận, ngược lại cười ha hả. Có cá tính, thủ đoạn hay, ngang tàng, đem đống sắt vụn kéo về cho tôi để tôi điêu khắc, đặt ở vị trí dễ thấy nhất ở công thương nghiệp Trung Thiên, làm kỷ niệm. Ngưu Tổng nói vậy là có ý gì? Gia Cát Phách Đạo suy nghĩ chốc lát chợt hiểu ra. Vội vàng làm theo. Chương 1136, điều chỉnh nhân sự, giai đoạn tiểu thắng. Tin tức chiếc xe Lincoln nổi tiếng của Tần Đường bị phá hỏng, ngay tối hôm đó đã được truyền đi khắp phố lớn phố nhỏ của Tần Đường, hơn nữa tin tức còn truyền đến tai của những lãnh đạo đảng của Tần Đường. Trương Quốc Vĩ đang cùng Lưu Kiệt Huy, Chu Minh Hoành ăn cơm, sau khi nghe được tin tức này, y không hề có biểu hiện gì, chỉ có Chu Minh Hoành tức giận quăng cái chén. Bí thư Hạ thật là ngạo mạn, khiến cho mọi người khâm phục. Đương nhiên lời nói này là lời nói tức giận. Lưu Kiệt Huy sắc mặt không thay đổi, liếc Trương Quốc Vĩ một cái. Quốc Vĩ, nên uống vài chén, ha ha, bữa tiệc hôm nay, nên để anh mời khách. Trương Quốc Vĩ lại xua tay nói. Không nên nói như vậy, chủ nhiệm Lưu, sao lại để tôi mời khách? Tôi không phải vì vấn đề tiền bạc, mà quan trọng là danh bất chính ngôn bất thuận. Hơn nữa. Bí thư Hạ nếu như xung đột với Ngưu Lâm Quảng, sẽ bất lợi cho cục diện chính trị đang đoàn kết của Tần Đường, tôi rất lo lắng. Lưu Kiệt Huy cười cười, không nói gì, trong lòng nghĩ thật đúng là một tên cáo giả, rõ ràng là ông cố ý châm ngòi gây chia rẽ giữa Ngưu Lâm Quảng và Hạ Tưởng. Ông ngồi một chỗ, ngư ông đắc lợi,
đã thành công rồi còn chưa chịu thừa nhận, tưởng người khác đều là đồ ngốc hay sao? Nghĩ vẫn là nghĩ như vậy, Lưu Kiệt Huy vẫn cười ha hả, hỏi đến vấn đề điều chỉnh nhân sự. Phương án điều chỉnh khi nào mới thực thi, kéo dài càng lâu, mọi người đều không có lợi. Ngày mai, Trương Quốc Vĩ nói như đinh đóng cột. Sau khi phương án được thông qua, quyền chủ động trong tay của anh, chủ nhiệm Lưu. Một đêm gió thổi lớn, Bí Thư Hạ lần đầu tiên trực tiếp nảy sinh xung đột với Ngưu Lâm Quảng được truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhiều ý kiến bàn tán xôn xao, có người nói Bí Thư Hạ trong cơn thịnh nộ, đạp chân, chiếc xe bị nứt gãy. Còn có tin đồn, Bí Thư Hạ vừa ra lệnh, một chiếc xe tải to lớn nổ rền chạy đến, đã cắt chiếc Lincoln thành ba khúc, một số người trong xe Lincoln bị tông trọng thương. Tin đồn nhiều đã đành, người dân còn diễn tả cũng gián tiếp nói lên sự chất phát của dân chúng. Tóm lại trong tất cả tin đồn, Bí Thư Hạ được miêu tả thành một vị anh hùng can đảm dám đấu tranh lại thế lực xã hội đen, cũng từ đó phản ánh rằng dân chúng rất chán ghét và căm hận Ngưu Lâm Quảng. Ngày hôm sau vừa đến văn phòng làm việc, dưới đề nghị của Hạ Tưởng, hội nghị thường vụ được triệu tập để thảo luận phương án điều chỉnh nhân sự. Bí Thư Hạ từ sau khi nhậm chức lần đầu tiên tổ chức cuộc họp điều chỉnh nhân sự với quy mô lớn, mọi việc đã được phơi bày, trở thành đề tài được khắp nơi chú ý đến. Phương án điều chỉnh nhân sự tuy rằng đã hình thành, nhưng số người biết rất ít, hơn nữa có điều chỉnh nội bộ hay không, người ngoài hoàn toàn không thể biết, phương án chỉ là phương án, kết quả cuối cùng như thế nào chưa thể nói, chỉ có phương án đã được hội nghị thường vụ thông qua, mới được coi là phương án cuối cùng, bởi vậy, hội nghị thường vụ mời dự họp, lập tức thu hút nhiều ánh mắt mọi người. Bởi vì tin đồn có đề cập đến việc Bí Thư Hạ lợi dụng vị trí cục trưởng cục giáo dục để điều chỉnh mấy vị cục trưởng mấu chốt trong cục. Sớm loan truyền rất náo nhiệt trong những cán bộ đảng trong Tần Đường, tất cả mọi người đều chờ mong kết quả cuối cùng được công khai. Hạ Tưởng chủ trì hội nghị, đầu tiên đưa ra đề tài. Hôm nay có hai đề tài cần thảo luận, một là thảo luận thông qua phương án điều chỉnh nhân sự, hai là báo cáo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy về việc chọn phó giám đốc sở, sau đây đồng chí Hải Phong sẽ báo cáo tỉ mỉ tình hình cho các đồng chí biết. Hải Phong còn chưa nói, Trương Quốc Vĩ chen vào nói. Tôi trước tiên nói vài câu ngoài chủ đề. Y bất chợt dừng lại, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng. Tối hôm qua, có người nói xe của Bí Thư Hạ và chiếc Lincoln màu đen của công thương nghiệp xảy ra xung đột. Hơn nữa tin truyền đến nói là xe của Bí Thư Hạ đụng hỏng chiếc xe Lincoln. Sáng hôm nay tôi phát hiện xe của Bí Thư Hạ không có hư hại gì, rõ ràng đây là tin đồn vô căn cứ. Lại nói xe Audi đụng xe Lincoln, chẳng phải lời nói này vô căn cứ sao? Vấn đề này ủy ban thường vụ nên đứng ra ổn định thống nhất tình hình chung của Tần Đường, đừng để mọi chuyện bị thêu dệt loan truyền lung tung. Hạ Tưởng vẫn im lặng, sắc mặt không chút thay đổi, không gật đầu tán thành, cũng không mở miệng phản đối. Lương Thu Duệ liếc mắt nhìn Trương Quốc Vĩ đầy thâm ý, biết Trương Quốc Vĩ là giấu đầu lòi đuôi, cố ý đem sự tình ra công khai, muốn tố cáo với các ủy viên thường vụ đang ngồi đây về việc Bí Thư Hạ đã đắc tội với Ngưu Lâm Quảng, ai muốn ủng hộ Bí Thư Hạ, phải suy nghĩ lại. Trên mặt của Thường Công Trị nở nụ cười hàm tiếu, một tay vuốt ve chén trà, một tay đặt ở trên bụng, ánh mắt tản loạn, ra vẻ không nhìn thấy ai, nhưng thực chất là đang chú ý đến phản ứng của mọi người. Cũng may, các vị đang ngồi đều là lão làng trong giới quan lại, tin đồn của ngày hôm qua ai cũng đều nghe thấy cả, không có người nào tỏ thái độ kinh ngạc. Mọi người chỉ im lặng, khiến không khí thêm nặng nề. Nhậm Hải Phong bắt đầu báo cáo. Đồng chí Vương Trường Sa và Trương Quang Huy, theo báo cáo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đề cử hai vị này làm phó giám đốc sở khu Cao Tân. Đồng chí La Chính Nguyên đảm nhiệm cục trưởng cục tài chính, đồng chí Hồ Thư Dương đảm nhiệm cục trưởng cục đất đai, đồng chí Diệp Phàm đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục, đồng chí Lương Chính Ngọ đảm nhiệm phó cục trưởng cục đất đai, đồng chí Hoàng Tranh Dũng đảm nhiệm phó cục trưởng cục giáo dục. Sau khi đọc xong bảng danh sách dài lê thê, Nhậm Hải Phong như chút được gánh nặng. Y tạm dừng trong chốc lát, còn uống một hớp nước mới tiếp tục phát biểu lời tổng kết. Thông qua sự đánh giá và sát hạch của ban tổ chức cán bộ và cuộc nói chuyện với các đồng sự có liên quan, các cán bộ được nêu tên ở trên phù hợp với điều kiện đề bạt, quá trình đề bạt công khai, công bằng chính trực, và minh bạch, diễn ra dưới sự giám sát của các đồng chí cùng quần chúng nhân dân. Vừa dứt lời, Hạ Tưởng tiếp tục đưa ra ý chính. Việc điều chỉnh nhân sự lần này vốn dựa trên nguyên tắc dùng người phải phát huy hết khả năng, tận dụng hết chuyên môn, mới có thể tận dụng hết năng lực vốn có, đề bạt một số cán bộ nhận các vị trí công việc quan trọng,
cũng như điều chỉnh phân công công việc cho một số cán bộ, phù hợp với quan điểm chọn người đúng khả năng của thành ủy, đề nghị các cán bộ nhiệt tình đưa ra ý kiến, tất cả đều có quyền lên tiếng. Nhân vật số 1 đã cho một phương hướng khái quát, hơn nữa các vị ngồi đây trong lòng đều đã rõ, phương án đề cử cho hội nghị thường vụ nhất định là phương án mà nhân vật số 1, số 2 đều gật đầu tán thành. Đồng thời, Phó Bí thư Phạm cũng nhất định đồng ý, ban tổ chức cán bộ cũng không có ý kiến gì khác, bởi vậy cho dù người khác không cam lòng, cho dù muốn đề bạt người của chính mình cũng không thể, không có cách nào. Quyền phát ngôn trong vấn đề nhân sự, bí thư lớn nhất, tiếp đến là thị trưởng, sau là phó bí thư, cuối cùng mới là ban tổ chức cán bộ, những ủy viên thường vụ khác ngoài trưởng ban tổ chức cán bộ, tuy rằng không thể khẳng định ý kiến mọi người đều đồng nhất, nhưng đành phải đồng nhất ý kiến, nên hạ mình xuống thấp và thấp hơn nữa. Bằng không thì còn có thể như thế nào? Không nghe lời của thị trưởng, lại không nghe lời của bí thư, cẩn thận không có được cái gì thì thật thê thảm. Phạm Tiến cho rằng phát ngôn vừa rồi của Trương Quốc Vĩ, đã là lời phát biểu của nhân vật số 2 rồi, nên y liền giơ tay lên tiếng. Trên nguyên tắc tôi đồng ý phương án điều chỉnh của ban tổ chức cán bộ, nhưng có một điểm, chỉ tiêu liên quan đến hai phó giám đốc, chẳng phải là mọi người đã đưa ra quyết định hơi cẩu thả. Trương Quốc Vĩ rất bất mãn trừng mắt nhìn Phạm Tiến, câu hỏi của Phạm Tiến là có ý gì? Y đề bạt Diệp Phàm lên làm cục trưởng cục giáo dục còn chưa đủ hay sao, còn muốn đề bạt thêm một người của y làm phó giám đốc sở hay sao? Lòng tham không đáy, cẩn thận chết không kịp ngáp. Hơn nữa Phạm Tiến đứng lên phát biểu ý kiến, tuy rằng Trương Quốc Vĩ tự xưng chính mình vì nhân vật số 2, nhưng nhân vật số 2 vẫn mạnh hơn so với nhân vật số 3, y không muốn để bất cứ người nào đi quá giới hạn, y có chút không kiên nhẫn nói. Bí thư Phạm, chỉ tiêu phó giám đốc sở cũng đã trải qua quá trình đối chiếu và chọn lựa tỉ mỉ mới cho ra kết luận, không thể dùng một từ cẩu thả như vậy để phủ định công việc của ban tổ chức cán bộ. Tôi cảm thấy hai đồng chí Vương Trường Sa và Trương Hào Quang rất phù hợp với điều kiện đề bạt. Vấn đề chọn phó giám đốc sở, tạm thời bỏ qua một bên, trước tiên thảo luận vấn đề bổ nhiệm mấy đồng chí khác. Hạ Tưởng đứng giữa dàn xếp, liếc mắt nhìn Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến. Trương Quốc Vĩ không có suy nghĩ nhiều, Phạm Tiến cũng cho rằng bí thư Hạ nói bỏ qua một bên, là có ý để đó bàn luận sau, hai người trước sau đều bày tỏ thái độ đồng ý với phương án điều chỉnh. Sau đó, Thường Công Chỉ cũng tỏ thái độ đồng ý với đề cử trên. Tôi không có ý kiến gì, các đồng chí đó đều là những cán bộ giỏi, cần phải gia tăng thêm trọng trách. Chu Minh Hoành tự nhiên cũng tán thành ý kiến. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Sau đó liền một mạch, gần như không có ý kiến nào phản đối, ngoại trừ Trần Thiên Thu. Chương 1137, sút vào khung thành. Diệu kế tài tình. Bệnh tình của Trần Thiên Thu đã được công khai, y đã chính thức trình đơn từ chức cho tỉnh ủy vì bệnh nặng, tỉnh ủy còn chưa phê duyệt, y đành phải tiếp tục quyền lực của một ủy viên thường vụ. Tuy nhiên người đã tiều tụy nhiều, nói chuyện bộ dáng cũng uể oải, có thể thấy được tật bệnh không những tàn phá hết con người mà còn phá hủy tinh thần. Vương Trường Sa không đủ tư cách đảm nhiệm phó giám đốc sở. Y ở vị trí cục trưởng cục tài chính chưa có cống hiến thành tích gì. Hơn nữa y ở chức vụ cục trưởng mới được vài năm, hiện tại đề bạt y, có phải hơi liều lĩnh hay không? Trần Thiên Thu nói rất sắc bén, cũng rất khó nghe, nếu ngày trước, Trương Quốc Vĩ nhất định sẽ phản bác vài câu. Nhưng hiện tại Trần Thiên Thu bị bệnh nan y, người khác đều xem y như người sắp chết, ai cũng không đem những lời nói chướng tai của y để trong lòng. Nói cách khác, ai còn muốn so đo với người sắp chết? Bởi vậy Trương Quốc Vĩ mặt chỉ hơi biến sắc, muốn nói cái gì? Nhưng lại cố nhịn. Ai mà không biết một điều, lời nói của Trần Thiên Thu, không phải ăn nói lung tung, cũng không phải nói thiếu suy nghĩ, mà là đưa ra một dự báo không nhỏ. Cuối cùng tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Phùng cũng tán thành, phương án điều chỉnh nhân sự không ngờ được phiếu thông qua rất cao, đúng theo các nhu cầu, lần điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Bí Thư Hạ bước vào Tần Đường, xem như đã đạt được chiến thắng nhỏ. Phương án điều chỉnh nhân sự chiếu cố đến lợi ích của tất cả các bên, xem như một phương án cân bằng điều hòa. Tuy không thể nói Bí Thư Hạ hoàn toàn thắng lợi, nhưng nghĩ đến nguyên cục trưởng cục giáo dục Lã Chấn Dương là do một tay Bí Thư Hạ loại bỏ, trên thực tế thị trưởng Trương đã thua một ván nhỏ, chẳng khác nào mất đến hai vị trí, một là vị trí cục trưởng cục đất đai, tiếp là cục trưởng cục giáo dục. Nhưng đề bạt Vương Trường Sa vào chức phó giám đốc sở,
cũng đem lại lợi ích thực tế cho thị trưởng Trương. Sau khi phương án điều chỉnh nhân sự được thông qua, tiếp tục thảo luận đến việc đề bạt phó giám đốc Sở, phải nói, Trương Quốc Vĩ sở dĩ đồng ý phương án điều chỉnh nhân sự trước đó, phần lớn bởi vì việc đề cử phó giám đốc Sở sẽ có lợi cho y. Trương Quốc Vĩ nghe được tin đồn từ phía tỉnh, biết chủ tịch tỉnh Tôn cố ý nhúng tay vào việc đề cử phó giám đốc Sở, bởi vậy y lo lắng không chợp mắt được, nóng lòng muốn sau khi hội nghị thường vụ thông qua, lấy danh nghĩa thành ủy Tần Đường báo cáo cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhất định sẽ rất coi trọng. Hơn nữa Hạ Tưởng dường như hoàn toàn không có để ý đến ý kiến của chủ tịch tỉnh Tôn, vẫn là theo danh sách hai ứng cử viên được đề cử lúc đầu, khiến y rất yên tâm. Chỉ cần hội nghị thường vụ thông qua danh sách phó giám đốc Sở, sự tình xem như thành công một nửa, bởi vì theo cách nói công khai của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là để cho Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường đề xướng, chủ tịch tỉnh Tôn muốn nhúng tay, chỉ có thể nhúng tay vào giai đoạn đề danh, sau khi danh sách được báo cáo cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cho dù y là chủ tịch tỉnh, cũng không dám ngang nhiên phản đối, dù sao tỉnh ủy đã có ý công khai, y cũng nên chú ý đến suy nghĩ của toàn cục. Lui một bước, cho dù chủ tịch tỉnh Tôn đến lúc đó phản đối, chỉ sợ bí thư Phạm cũng sẽ không đồng ý. Trong lòng Trương Quốc Vĩ ung dung, chỉ cần Vương Trường Sa đảm nhiệm chức phó giám đốc, y trong việc điều chỉnh nhân sự này xem như thắng lợi. Theo thường lệ do Hạ Tưởng nêu ra ý kiến, sau khi khu công nghệ cao đạt được cấp quốc gia, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phê chuẩn khu sản xuất công nghiệp tăng chỉ tiêu thêm hai phó giám đốc Sở, thông qua nghiên cứu, hai đồng chí Vương Trường Sa và Trương Hào Quang phù hợp với điều kiện đề cử, đề nghị các đồng chí đưa ra ý kiến. Trương Quốc Vĩ là người thứ hai lên tiếng. Hai đồng chí này đều rất tốt, phù hợp điều kiện, tôi ủng hộ. Tất cả mọi người cho rằng Phạm Tiến nhất định sẽ tán thành, không ngờ Phạm Tiến trên mặt lại lộ ra dấu chấm hỏi như trước, nói một câu đầy thâm ý. Đồng chí Trương Hào phù hợp điều kiện đề bạt hơn, đồng chí Vương Trường Sa ở vị trí cục trưởng còn chưa đến 3 năm, hiện tại lên chức phó giám đốc Sở, dễ dàng khiến cho người ta bàn tán. Vương Trường Sa là người của Trương Quốc Vĩ, tất cả những ủy viên thương vụ đang ngồi đây không ai không biết, bí thư Phạm công khai làm ngược lại với thị trưởng Trương, khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trong ấn tượng, tuy rằng mối quan hệ giữa Phạm Tiến và Trương Quốc Vĩ không mật thiết, nhưng bọn họ cũng không có bất hòa. Bọn họ ngẫu nhiên hợp tác nhưng tổng thể vẫn có ý kiến bất đồng, chủ yếu là Trương Quốc Vĩ thích vươn tay quá dài, đặc biệt là trong thời kỳ hai nhiệm kỳ bí thư yếu kém trước đó, luôn nhúng tay vào vấn đề nhân sự, động chạm đến Phạm Tiến. Nhưng giữa Phạm Tiến và Trương Quốc Vĩ, vẫn là hợp tác nhiều hơn là bất đồng, hơn nữa Phạm Tiến dù sao cũng là chức phó, có khi đành phải nhường nhịn, cho dù thị trưởng Trương thậm chí có mấy lần kẹp cổ y vẫn cố nuốt giận. Hiện tại đột nhiên công khai phản bác ý kiến đề cử của thị trưởng Trương, bí thư Phạm ở đâu lại có sức mạnh như vậy? Vẻ mặt thị trưởng Trương hơi kinh ngạc, khó có thể tin, ánh mắt y hướng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn im lặng, y lại nhìn về phía Phạm Tiến, muốn tìm đáp án từ Phạm Tiến, nhưng trên mặt Phạm Tiến vẫn là dấu chấm hỏi như cũ, làm cho người ta khó có thể đoán. Trương Quốc Vĩ trong lòng giận dữ, Phạm Tiến là tên tiểu nhân nịnh hót. Ném đá xuống giếng hay là qua cầu rút ván. Mặc dù nói khi y hợp tác với Phạm Tiến, ít nhiều cũng có tâm lý đề phòng, nhưng không ngờ Phạm Tiến đột nhiên bất thình lình rút vào khung thành, đem lại một sự ngạc nhiên lớn cho y. Phạm Tiến dựa vào đâu mà làm như vậy? Y muốn đổi người của chính mình, hay là người mở đường thay cho Hạ Tưởng? Trương Quốc Vĩ dưới cơn thịnh nộ, nhanh chóng tỉnh táo lại, luôn nhắc mình phải trấn tĩnh, càng là thời điểm quan trọng thì càng không được phép hoảng loạn. Càng không thể rụt rè, chỉ có bình tĩnh phân tích vấn đề, mới có khả năng tìm được mấu chốt vấn đề, sau đó mới hóa giải các mối nguy cơ. Phạm Tiến nói xong, Hạ Tưởng không nói gì, theo trình tự, Thường Công Trị lên tiếng. Thường Công Trị vẫn bộ dạng trước đây, một tay xoay chén trà, một tay vuốt bụng, ánh mắt hướng lên trên trần nhà, dường như muốn quan sát phía trên có con nhện không, một lát sau mới từ từ mở miệng. Đồng chí Trường Sa tuy rằng thời gian làm việc ở cục không dài, tuy nhiên thành tích công việc của y ở Cục Tài chính quá rõ ràng, hiện tại đề bạt y lên làm phó giám đốc Sở, cũng không quá bất ngờ. Tôi trên nguyên tắc đồng ý, tuy nhiên còn phải chờ bí thư Hạ đưa ra quyết định. Thường Công Trị sau mỗi lần biểu thị ý kiến của mình đều để lại một câu, bí thư Hạ quyết định, ngoài mặt tỏ ra rất tôn trọng quyền uy của nhân vật số 1, trên thực tế chỉ là giả dối, bởi vì y đã biểu lộ thái độ khá rõ ràng.
bởi vậy có thể thấy được Thường Công Trị cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Trương Quốc Phí thở dài, thái độ của Thường Công Trị rất quan trọng, dù sao y cũng xếp hạng khá cao trong thành ủy, hơn nữa y dường như còn quan hệ khá gần Hạ Tưởng, sự ủng hộ của y khiến Trương Quốc Phí hoài nghi Hạ Tưởng và Phạm Tiến thông đồng, cố ý âm thầm chỉnh sửa ý tưởng của y, tạm thời chèn ép. Chu Minh Hoành ngây người sửng sốt, sau đó mở miệng nói. Đồng chí Vương Trường Sa phù hợp với điều kiện đề bạt, tôi ủng hộ đề bạt y. Đến lượt Nhậm Hải Phong lên tiếng. Quá trình kiểm tra đánh giá của ban tổ chức cán bộ là cẩn thận, nghiêm túc, hoàn toàn công khai, có sự giám sát, việc đề cử đồng chí Vương Trường Sa, phù hợp trình tự. Trương Quốc Vĩ lúc này tâm hồn mới hiện hữu tại văn phòng, vừa rồi Phạm Tiến đột nhiên phản đối, khiến y cho rằng Hạ Tưởng đứng phía sau thao túng Phạm Tiến một lần nữa ra tay phản kích, hiện tại xem ra có thể là Phạm Tiến nhất thời nảy sinh ý tưởng. Được lắm Phạm Tiến, Trương Quốc Vĩ ghi hận Phạm Tiến. Tôi không có ý kiến. Thái độ của Hoàng Đắc Ích rõ ràng dứt khoát, không có nhiều lời, ánh mắt lơ đãng của y dừng lại trên gương mặt của Hạ Tưởng, thấy nét mặt của Bí Thư Hạ bình tĩnh, trong lòng kiên định rất nhiều. Đối với việc đề cử Vương Trường Sa và Trương Hào Quang, chỉ cần Bí Thư Hạ không nói bóng nói gió, y sẽ tán thành. Hiện tại y đối với vấn đề chọn người cũng không quan tâm, vấn đề mà y quan tâm chính là sự kiện xung đột tối hôm qua sẽ mang lại hậu quả không tốt gì. Y hiện tại về mặt chính chỉ có thể theo sát từng bước của Bí Thư Hạ, nhưng ở vấn đề Ngưu Lâm Quảng, y không hy vọng Bí Thư Hạ và Ngưu Lâm Quảng phát sinh bất kỳ xung đột kịch liệt nào. Vừa nghĩ đến thủ đoạn mà Bí Thư Hạ dùng để đối phó với Nga Ni Trần ở thành phố Lang, Hoàng Đắc Ích không khỏi thất kinh, liền nghĩ, nếu chẳng may Bí Thư Hạ hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn tội phạm Ngưu Lâm Quảng, y biết theo ai. Tối hôm qua y gọi điện thoại cho Ngưu Lâm Quảng, tha thiết yêu cầu Ngưu Lâm Quảng kiềm chế, đừng chủ động trêu chọc Bí Thư Hạ. Ngưu Lâm Quảng chẳng những không nghe, ngược lại cười ha ha, khuyên y không cần sợ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không có lợi hại như tin đồn, cũng không thể gây sức ép hay sóng gió gì cho Tần Đường. Tóm lại thái độ Ngưu Lâm Quảng khiến Hoàng Đắc Ích vô cùng lo lắng rồi sẽ có một ngày, sau khi Bí Thư Hạ đã đứng vững tháo gỡ tình hình được rồi, người đầu tiên hắn ra tay trừng trị chính là Ngưu Đại Bảo. Ngưu Lâm Quảng quá kiêu ngạo, cuồng vọng, cho rằng Tần Đường chính là thiên hạ của y, ngay cả Trương Quốc Vĩ cũng sợ y. Hắn làm sao chơi khăm được tên già đầy lão luyện Trương Quốc Vĩ. Hoàng Đắc Ích ít nhiều cũng biết, Ngưu Lâm Quảng hiện tại như con chó điên loạn cắn Bí Thư Hạ. Mặc dù có lý do là Bí Thư Hạ ngay tại chỗ cách chức Lã Trấn Dương đồng thời xử lý Trương Trấn Phương, cũng chưa chắc có nguyên nhân Trương Quốc Vĩ đứng phía sau châm dầu vào lửa. Suy cho cùng, căn nguyên lực cản lớn nhất của Bí Thư Hạ ở Tần Đường chính là Trương Quốc Vĩ. Hoàng Đắc Ích nhìn Trương Quốc Vĩ, thấy hình tượng Trương Quốc Vĩ trước mặt cũng quang minh sán lạn mạnh mẽ, hơi có chút coi thường mà nghĩ, nếu như để thị trưởng Trương đóng vai bao trừng, nhất định diễn tốt hơn so với người khác. Chương 1138, khoảng không, không rõ nội tình. Hoàng Đức Ích phát biểu xong, nên đến lượt Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ cũng biết rõ Bí Thư Hạ cũng không có ám chỉ về việc phản đối đề cử Vương Trường Sa, liền thuận nước đẩy thuyền ra ý tán thành. Lại đến Trần Thiên Thu tỏ thái độ của Trần Thiên Thu hoàn toàn phản đối. Đồng chí Vương Trường Sa không đủ điều kiện tranh cử, tôi kiên quyết phản đối. Trước kia trên mặt của Trần Thiên Thu luôn nở nụ cười như đóa hoa cúc, gặp người lúc nào cũng cười, hiện tại lâm bệnh nặng, nên tính tình cũng có phần thay đổi. Trước kia y ôn hòa điềm đạm như gió xuân, phát biểu ý kiến cũng không sắc bén, hiện y lại nói chuyện rất sung, gọn gàng dứt khoát, không chút ngọt ngào. Trương Quốc Vĩ trong lòng bực bội, Vương Trường Sa đâu có đắc tội với anh có bệnh thì có bệnh, không thể nói vì anh bị bệnh nan y, mà toàn bộ thế giới đều chiều theo ý anh. Nhưng những lời này y chỉ oán thầm trong lòng, không thể đem ra đây nói, mọi người từ trước đến nay luôn thông cảm kẻ yếu, y trả cái giá là tự hủy hình tượng bản thân mình để phản bác Trần Thiên Thu. Người thứ hai phản đối ý kiến, trong lòng của Trương Quốc Vĩ càng thêm băn khoăn. Nam Hân Vũ lên tiếng, cũng là giọng điệu phản đối. Tôi thuận theo ý kiến của Bí Thư Phạm và Bộ trưởng Trần, việc đề cử đồng chí Vương Trường Sa có nên hoãn lại hay không? Trương Quốc Vĩ nheo mắt. Mí mắt nhảy nhảy mấy lần. Bí thư quận ủy Bắc Lộ Hứa Hải Đào lên tiếng. Không cần phải hoãn lại, vẫn nên mau chóng báo cáo cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nhưng đã có ý kiến phản đối, cuối cùng vẫn nên đề nghị Bí thư Hạ đưa ra quyết định. Hứa Hải Đào đã lấp vũng bùn. Tim Trương Quốc Vĩ đập mạnh vài cái, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Uông Hải Triều ngáp vài cái, dường như là ăn phải cái gì đó không tiêu. Hoãn lại cũng tốt, ý của tôi chính là hoãn thì hoãn. Đây gọi là ý kiến gì? Rốt cuộc là tán thành hay là phản đối phải nói ra rõ ràng, Trương Quốc Vĩ tức giận đến không chịu nổi, thiếu chút nữa đã đập bàn. Đương nhiên, y cho dù có phát cáu cũng không dám đập bàn, với y mà nói, vẫn phải duy trì phong độ, vĩ đại, hào quang, chính trực, là ba yếu tố hình tượng bên ngoài mà y phải giữ gìn. Thái độ cuối cùng vẫn là lạnh lùng hay là đồng nhất cũng không nói ra. Tôi sẽ không phát biểu ý kiến. Được, không bỏ phiếu. Trương Quốc Vĩ chỉ cảm thấy phía sau toát ra hơi lạnh, hai đề tài thảo luận của hôm nay, một thì thuận lợi thông qua, một thì đang lơ lửng trong không trung, vượt ngoài dự kiến của y. Hơn nữa xem ra ngay cả Bí Thư Hạ cũng không hiểu rõ tình hình, hắn cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ là. Sau lưng nhất định có bàn tay khổng lồ nào khác âm thầm quấy rối thế cục của Tần Đường. Tuy nhiên tổng thể mà nói, người ủng hộ chiếm đại đa số. Hơn nữa phân lượng của người phản đối không đủ, Bí Thư Hạ hoàn toàn có thể đưa ra quyết định. Nói cách khác, quyền lực và uy danh cao nhất của Bí Thư, thể hiện ở thời điểm hội nghị thường vụ đang xảy ra rằng co nhất. Ánh mắt Trương Quốc Vĩ tràn đầy tia hy vọng mong chờ nhìn về phía Hạ Tưởng. Phải nói, hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dường như do dự, một hồi lâu mới mở miệng nói. Đã có ý kiến phản đối. Hơn nữa việc đề cử phó giám đốc sở là sự việc trọng đại, lãnh đạo tỉnh cũng rất coi trọng việc này, yêu cầu cần phải đề bạt cán bộ tài đức vẹn toàn. Hôm nay có vài cán bộ không đồng ý với việc đề cử Vương Trường Sa, ý kiến của hội nghị thường vụ lại không thống nhất, trước hết nên hoãn lại một chút. Trương Quốc Vĩ trong lòng lạnh ngắt, y đang muốn thêm vào vài câu, nhưng Hạ Tưởng không cho y cơ hội. Tan họp thôi, hai đồng chí Quốc Vĩ và Phạm Tiến ở lại một lát. Bí thư đã kết thúc cuộc họp, ai còn có ý kiến gì nữa, mọi người đều đứng dậy, trong nháy mắt phòng họp chỉ còn lại có Hạ Tưởng, Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến ba người. Giọng nói Hạ Tưởng nặng trĩu. Đồng chí Quốc Vĩ, việc đề cử phó giám đốc sở, tuy rằng tỉnh trao quyền lực cho cấp dưới, nhưng Bí thư Phạm đối với chuyện này cũng rất coi trọng, dưới tình huống có nhiều ý kiến phản đối, nếu cưỡng ép thông qua, sẽ tạo ấn tượng không tốt cho tỉnh ủy, anh chí ít cũng hiểu điều đó phải không? Thái độ của Hạ Tưởng rất ân cần, hạ thấp người giải thích cho y hiểu, Trương Quốc Vĩ đành phải đồng ý. Bí thư Hạ nói đúng, sau khi báo cáo lên, nếu tỉnh ủy lại bác bỏ, thành ủy sẽ mất mặt. Y liếc mắt nhìn Phạm Tiến. Chủ yếu là chúng ta không có làm tốt công việc, còn có một số cán bộ cá biệt không theo tình hình chung xuất phát, không phối hợp với công việc của thành ủy. Phạm Tiến không cam lòng đáp lại một câu. Thị trưởng Trương có chuyện gì nên trực tiếp nói với tôi. Không cần ngấm ngầm hại người. Tôi cũng là người ăn ngay nói thật, tôi bản thân không có ý gì với Vương Trường Sa, duy chỉ có lãnh đạo tỉnh có cách nhìn khác với y. Nói cho đúng việc, không cần đề cập đến lãnh đạo tỉnh. Hạ Tưởng kịp thời ngăn Phạm Tiến. Bây giờ không phải là lúc truy cứu nguyên nhân, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, vừa phải làm công tác đả thông tư tưởng cho từng ủy viên thường vụ, vừa phải để cho tỉnh ủy hài lòng với người được chọn. Cuối cùng ba người đã thống nhất, do Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến ra mặt, mỗi người sẽ tự mình đả thông tư tưởng của từng ủy viên thường vụ, việc đặc biệt cần xử lý, dù sao tăng thêm chỉ tiêu hai phó giám đốc sở mới ở thành phố Tần Đường cũng là lần đầu tiên phá lệ, nói không chừng đây cũng là lần duy nhất, bởi vậy phải chắc chắn toàn bộ phiếu của hội nghị thường vụ được thông qua, nếu không trong tỉnh có ý kiến sẽ không làm sao giải thích. Trong ba người, Trương Quốc Vĩ nóng lòng nhất. Dù sao Hạ Tưởng và Phạm Tiến đều đã đạt được mục đích, việc đề cử Vương Trường Sa nếu thất bại, không những y trong việc điều chỉnh nhân sự lần này thất bại nặng nề, hơn nữa còn khiến cho y mất mặt, vô cùng xấu hổ. Điều khiến cho Trương Quốc Vĩ không ngờ, sự tình thay đổi quá nhanh, khiến y bất ngờ không kịp phòng bị. Ngày hôm sau, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi điện thoại tới thúc giục hỏi vấn đề chọn phó giám đốc, Nhậm Hải Phong báo cáo chi tiết, kết quả buổi chiều cùng ngày tin tức từ tỉnh ủy truyền đến. Việc chọn phó giám đốc đã được quyết định. Một là Trương Hào Quang, người còn lại thuộc tổ bí thư đảng ban quản lý khu công nghệ cao, phó chủ nhiệm Tiếu Quý Ba. Tin tức truyền đến Tần Đường, đã gây ra hưởng ứng dữ dội, bởi vì Tiếu Quý Ba là người của bí thư Phương Tiến Giang đề bạt, cái thời của Ngả Thành Văn đã bị người lãng quên, bị phán quyết tử hình chính trị, như thế nào đột nhiên lại vùng lên. Rất bất ngờ, làm cho người ta khó có thể tin.
chưa từng nghe nói Tiếu Quý Ba qua lại với Bí Thư Hạ, càng không có nghe nói Tiếu Quý Ba đi cùng hướng với thị trưởng Trương, y như thế nào lại đột nhiên trở thành một con ngựa ô. Hơn nữa còn bí mật làm cho người ta khiếp sợ, bí mật thành thật linh hoạt, trực tiếp đá văng Vương Trường Viễn. Bởi vậy mang đến một vấn đề khác hết sức nan giải, Vương Trường Viễn bị lấy mất chức cục trưởng cục tài chính, đột nhiên dẫm lên khoảng không, lẽ nào muốn đoạn tuyệt sinh mạng chính trị. Nhưng mà ngay ngày hôm ấy, không ít người đều chú ý tới một tin tức không mấy bắt mắt trên tờ báo Nhật báo Tỉnh Yến, liên quan đến vấn đề làm thế nào để đẩy mạnh công tác tài chính, tin tức không dài, không đến 1.000 chữ, giống như khối đậu hủ đặt ở vị trí không nổi bật, không cẩn thận sẽ không tìm được. Tuy nhiên nhiều người ở thành phố Tần Đường đều đọc được bài báo này, bởi vì trên bài báo có Vương Trường Viễn ký tên. Thông thường, bài văn đăng trên báo tỉnh, nếu không phải khen ngợi, thì cũng là để tạo bước dạo đầu cho việc đề bạt, có người tò mò, Vương Trường Viễn rốt cuộc bị điều đến đâu. Có người biết được manh mối, ít nhiều cũng đoán được hướng đi của Vương Trường Viễn, liền hiểu rõ kỳ thật Vương Trường Viễn không trúng cử, sớm đã biết có bàn tay sắp xếp từ đầu cho đến đuôi. Trương Quốc Vĩ sau khi biết kết quả, giận tím mặt, lập tức đề xuất triệu tập họp hội nghị khẩn cấp để thảo luận việc đề cử phó giám đốc sở, nhưng lại được tin báo cho hay, hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận thông qua, kết quả đã định, không thể sửa đổi, y tức giận đến sôi máu, thiếu chút nữa đánh người chửi má nó. Nhưng đánh người chửi má nó không thể giải quyết vấn đề ở chỗ, rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào, hoặc là ai đứng đằng sau thao túng toàn bộ quá trình. Hiển nhiên, nhất định ở tỉnh có bàn tay khổng lồ đang quấy rối tình hình của Tần Đường, mấy người ở trong hội nghị thường vụ đề xuất ý kiến phản đối, đều có người bày mưu đặt kế. Nghĩ đến lúc trước có tin đồn chủ tịch tỉnh Tôn cố ý nhúng tay vào việc đề cử phó giám đốc sở, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của chủ tịch tỉnh Tôn? Trương Quốc Vĩ đi tới đi lui trong văn phòng, sau khi nhận được điện thoại của Vương Trường Viễn, y đứng ngồi không yên, càng tức giận hơn, bởi vì tuy rằng trong lời nói của Vương Trường Viễn không lộ ý trách móc hay oán giận, nhưng toát ra sự mất mát và bực bội khiến cho Trương Quốc Vĩ khó có thể tâm an. Vương Trường Viễn là một trong những người y tín cẩn nhất, vì nhẹ dạ tin theo lời của y, đã bị treo lơ lửng giữa trời. Khiến y không thể chịu nổi. Chương 1139, thủ đoạn tuy cao, triển vọng không tốt. Hơn nữa người trong Tần Đường từ trên xuống dưới đều đang chê cười y, bởi vì y tính toán thất bại, đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Thật sự là thủ đoạn của chủ tịch tỉnh Tôn, hạ tưởng có tham gia hay không? Trương Quốc Vĩ căm hận vô cùng, nhịn thật lâu cuối cùng không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng đập cửa Phạm Tiến. Phạm Tiến đang nghe điện thoại, thấy Trương Quốc Vĩ bước vào, gật đầu ra hiệu, vẫn tiếp tục nói chuyện. Kỳ thật bình thường Phạm Tiến cũng là như thế, cũng không thể tính là thất lễ, nhưng hôm nay Trương Quốc Vĩ lại cảm thấy Phạm Tiến cố tình lãnh đạm với y. Có vẻ đùa cợt vì cho rằng y vừa gặp thất bại lớn, y liền hừ nhẹ một tiếng. Bí thư Phạm lại đang báo cáo công tác cho lãnh đạo tỉnh. Anh trở thành đường dây nóng của thành phố Tần Đường ủy và tỉnh ủy khi nào vậy? Phạm Tiến nghe Trương Quốc Vĩ có ý châm biếm, liền nói một câu trong điện thoại. Được rồi, trước hết cứ như vậy. Sau đó vẻ mặt tươi cười cúp máy. Thị trưởng Trương, anh nghe giọng điệu nói chuyện của tôi là trò chuyện với lãnh đạo tỉnh rồi sao? Trương Quốc Vĩ bị Phạm Tiến chặn ngang, có chút nghẹn, y cũng vì tức giận mà hồ rồi, vừa rồi khi Phạm Tiến trò chuyện rõ ràng luôn vừa nghe cũng đoán được là cấp dưới đang báo cáo công việc cho y. Bí thư Phạm, thời gian chúng ta biết nhau cũng không ngắn nữa, có một số việc tốt nhất nên nói rõ ràng. Trương Quốc Vĩ bỏ qua không đề cập tới sự xấu hổ vừa rồi, chỉ nhắc tới vấn đề đề cử phó giám đốc sở. Phạm Tiến giả ngu. Thị trưởng Trương, việc công đương nhiên phải rõ ràng minh bạch. Tôi từ trước đến giờ làm chuyện gì cũng công tư phân minh. Bí thư Phạm, anh thật không biết là chuyện gì đang xảy ra sao? Không biết, quyết định của tỉnh ủy, thì tôi làm sao mà nắm được, tôi cũng không phải là lãnh đạo tỉnh. Vương Trường Viễn có năng lực trong công việc, tác phong cũng có. Chỉ là hơi trẻ tuổi, sợ không gánh nổi áp lực. Hai người mỗi người một lời khác nhau, giống như đang đánh đố nhau, kỳ thật đang xoay quanh vấn đề Vương Trường Viễn không trúng tuyển. Trương Quốc Vĩ truy vấn, Phạm Tiến phủ nhận. Trương Quốc Vĩ hỏi Phạm Tiến có phải đang nội ứng ngoại hợp với lãnh đạo tỉnh ủy, cố ý phản đối việc đề cử hay không, Phạm Tiến thề thốt phủ nhận, tỏ ra thái độ làm việc công tư phân minh, hành động ngay thẳng chính trực. Trương Quốc Vĩ biết có hỏi cũng không tìm ra nguyên cớ, cuối cùng đành phải hậm hực bỏ đi,
Phạm Tiến còn rất lễ phép đưa y ra tới cửa. Nhưng Phạm Tiến càng khách khí, y trong lòng lại càng giận dữ, càng cho rằng đằng sau Phạm Tiến có độc thủ. Ngược lại giảm sự hoài nghi đến mức thấp nhất đối với Hạ Tưởng. Vừa nghĩ, Trương Quốc Vĩ lại đến phòng làm việc của Hạ Tưởng, muốn từng bước sắp xếp việc của Vương Trường Viễn. Bí thư Hạ, sự tình tại sao có thể như vậy, chẳng phải đã chọn Vương Trường Viễn rồi sao? Trương Quốc Vĩ vừa đến đã tỏ thái độ phẫn nộ trước những việc làm sai trái bất đắc dĩ. Ở tỉnh sao lại có thể lật lọng, quyền uy của thành ủy ở đâu? Công việc của Vương Trường Viễn sắp xếp như thế nào? Ở tỉnh làm như vậy, sẽ khiến lòng người rét lạnh. Kỳ thật các thành phố cấp địa phương và trong tỉnh ít nhiều đều có mâu thuẫn, muốn có ưu đãi chính sách, phải có ưu đãi dự án, phải có giúp đỡ tiền vốn, v.v.v. Ở tỉnh không chiếu cố đến, sẽ không có khả năng bình quân chủ nghĩa. Các thành phố cấp địa phương không hài lòng với tỉnh cũng là chuyện thường, ngồi lại với nhau thảo luận về các chính sách trong tỉnh cũng không được gì, không có lãnh đạo tỉnh nào sẽ thực sự tức giận vì nhân vật số 1, số 2 của thành phố cấp địa phương ngồi lại cùng nhau nói xấu tỉnh. Nhưng Hạ Tưởng làm bí thư, muốn thỏa đáng khống chế thị phi của dư luận, hơn nữa trong việc đề bạt phó giám đốc sở, tuy hắn không phải đứng phía sau làm chủ, nhưng tất cả quá trình hắn cũng biết khá rõ ràng, hắn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp. Bởi vậy cần phải ngăn chặn sự bất mãn của Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ, quyết định của tỉnh nhất định tỉnh đã cân nhắc, chúng ta không hài lòng cũng đành chịu, động cơ của lãnh đạo cấp trên là vì lợi ích toàn cục, sẽ không quan tâm đến ý kiến riêng lẻ của chúng ta, có nói cũng vô dụng. Giọng điệu của Hạ Tưởng bình thản, khiến Trương Quốc Vĩ nhìn không thấu ý tứ của hắn trong vấn đề này. Kỳ thật ngay từ đầu, người mà Chủ tịch tỉnh Tôn muốn bóp chẹt là Trương Hào Quang, bởi vì Trương Hào Quang không có hậu đài. Bóp chẹt y, người ta sẽ không bàn tán. Nhưng sự việc lại quá trùng hợp, Phạm Tiến không biết như thế nào trước khi hội nghị tổ chức lại tìm đến thăm dò ý tứ của Hạ Tưởng, hơn nữa còn để lộ ra ý kiến Trương Hào Quang hoàn toàn không thích hợp. Hạ Tưởng liền biết, Phạm Tiến cùng chí hướng với Chủ tịch tỉnh Tôn. Hạ Tưởng cũng không muốn chèn ép Trương Hào Quang, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ấn tượng của hắn đối với Vương Trường Viễn cũng bình thường, bởi vì trong thời gian Vương Trường Viễn công tác ở Cục Tài chính, rất nhiều khoản chi tiêu tài chính ở Tần Đường đều do Trương Quốc Vĩ quyết định, nhiều lúc những cái cần quan tâm lại không quan tâm, không cần quan tâm, lại quan tâm quá mức, khiến cho nhiều đơn vị tốt thì tiền xài không hết, một số đơn vị kém thì những bàn ghế trong văn phòng cũng phải tự mình sửa chữa mới có thể tiếp tục sử dụng. Tốt và kém, tất cả đều dựa vào mối quan hệ xa gần với Trương Quốc Vĩ, Vương Trường Viễn mà định đoạt. May mắn một chút, Vương Trường Viễn đối với việc cấp phát kinh phí giáo dục còn dễ chịu. Rất ít kẹp cổ, điều này khiến cho Hạ Tưởng còn có chút cảm tình với y. Nhưng nói tóm lại, để cho Trương Hào Quang lên chức sẽ phù hợp đạo lý dùng người của hắn. Trương Hào Quang cần cù và thật thà trong công việc, biết đối nhân xử thế, thuộc loại người trung thực, hắn có thể đề bạt y lên chức, cũng vì muốn xây dựng tấm gương điển hình cho cán bộ cơ sở. Thái độ của Phạm Tiến, e rằng bên trong có Chủ tịch tỉnh Tôn nói bóng nói gió, Hạ Tưởng xuôi theo ý của y nói mấy câu, sau đó mới chuyển đề tài. Nói đến chuyện Chủ tịch tỉnh Tôn cũng rất quan tâm đến việc đề cử phó giám đốc sở Tần Đường, buổi tối hôm trước còn đặc biệt gọi điện đến hỏi vấn đề này. Cố ý nhấn mạnh buổi tối hôm đó, chính là muốn để cho Phạm Tiến phán đoán sai, cho rằng quan hệ giữa Chủ tịch tỉnh Tôn và hắn không hề bình thường. Kế sách của Hạ Tưởng thật có hiệu quả, Phạm Tiến quả nhiên nghĩ lầm rằng Hạ Tưởng hiểu ý đồ của Chủ tịch tỉnh Tôn hơn, liền không thể không nói mấy câu. Nói xong, Hạ Tưởng bỗng nhiên nói một câu. Kỳ thật đồng chí Vương Trường Viễn rất chuyên tâm trong công việc tài chính, y trước kia còn đăng tải một bài văn làm sao để làm tốt công việc tài chính, nghe nói nhận được sự tán thưởng của Sở Tài chính. Vương Trường Viễn được coi như là một học giả lãnh đạo, nếu tiếp tục làm việc ở hệ thống tài chính, mới có thể phát huy hết tài năng của y. Phạm Tiến cho rằng lời nói của Hạ Tưởng là chủ ý của Chủ tịch tỉnh Tôn, là muốn loại trừ Vương Trường Viễn thay cho Trường Hào Quang, quay về từ văn phòng của Hạ Tưởng. Y liền gọi điện thoại, bố trí một hậu đài sắp xếp việc này. Kết quả sự tình diễn biến thành tình hình ở hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng cũng không biết Phạm Tiến có đích thân báo cáo công việc cho Tôn Tập Dân hay không, tóm lại một loạt hành động cuối cùng đã cho thấy, Tôn Tập Dân chọn Vương Trường Viễn hay là Trường Hào Quang, hoàn toàn chưa có nghiêng về phía nào, chỉ cần loại bỏ một người có thể thẳng tiến đến vị trí này. Còn cuối cùng Chủ tịch tỉnh Tôn làm thế nào để khiến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ra quyết định đề cử Tiếu Quý Ba, đây không phải vấn đề mà Hạ Tưởng cần quan tâm, y chỉ cần ở giữa nhẹ nhàng và khéo léo thúc giục, khiến cho Phạm Tiến đá vào cầu môn là có thể.
chèn ép Vương Trường Viễn, nhường chức cho Tiếu Quý Ba, xem như được một công đôi việc, một là lấy được ân tình với Tôn Tập Dân, không làm mít lòng chủ tịch Tỉnh. Hai là để Trương Quốc Vĩ một cước dẫm lên khoảng không, ngã nhào. Không cho Trương Quốc Vĩ té ngã, Hạ Tưởng khó quên mối hận trong lòng, bởi vì y trong lòng hiểu rõ, sở dĩ Ngưu Lâm Quảng gây hấn, Chu Minh Hoành khiêu chiến, đều có bóng dáng của Trương Quốc Vĩ phía sau. Điểm khó đối phó nhất của Trương Quốc Vĩ là, y từ đầu đến đuôi núp sau tấm màn, điều khiển người khác, nhưng không ra mặt, y luôn phải duy trì hình tượng bản thân, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Thậm chí ngay cả đằng sau sự kiện của Tiểu Quỳ, nói không chừng cũng có sự mưu tính của Trương Quốc Vĩ. Bởi vì Mã Quân là con rể của Lưu Kiệt Huy, nghe nói Mã Quân có quan hệ thân mật với Trương Quốc Vĩ, nghe lời nói của Trương Quốc Vĩ thì càng nghiêng về Lưu Kiệt Huy hơn. Hạ Tưởng biết một ít chính là, Trương Quốc Vĩ ở thành ủy lợi dụng Chu Minh Hoành, xúi dục Phạm Tiến, hơn nữa nắm trong tay ban tổ chức cán bộ, ba điểm này đã hình thành một thế cục có lợi cho y, ở sau lưng, thao túng Ngưu Lâm Quảng. Lợi dụng Gia Cát Phách Đạo, đem Lã Trấn Dương làm lính hầu, chèn ép hắn, cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng chính từ hai phía để cho hắn không còn cách nào đứng vững ở Tần Đường. Hạ Tưởng không ra tay đánh trả, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ chết? Chèn ép Vương Trường Viễn chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, hắn còn có niềm vui bất ngờ muốn tặng cho Trương Quốc Vĩ. Sử dụng diệu kế mượn oai bắt lấy Vương Trường Sa, khiến Trương Quốc Vĩ mất mặt. Hơn nữa trong vấn đề điều chỉnh nhân sự gặp phải thất bại lớn, cũng là do Hạ Tưởng hết lần này đến lần khác gây hấn với y, cơ hội đến mà không bắt được, một Gia Cát Phách Đạo dám hống hách hỉ vào sự nâng đỡ sau lưng, ngay cả xe số 1 cũng dám bóp chẹt, Hạ Tưởng chẳng những đánh chó, mà còn đánh luôn chủ nhân của nó. Đánh chó có thể đánh trực tiếp, bởi vì biện pháp tốt nhất để đối phó chó dữ là khiến nó cảm thấy đau nhức. Nhưng đánh chủ nhân của con chó thì cần phải có sách lược. Trương Quốc Vĩ vẫn duy trì hình tượng trước mặt, Hạ Tưởng nếu ngay trước mặt bức ép Trương Quốc Vĩ, ngược lại hắn không phải là người rộng lượng, sẽ làm người ngoài hiểu lầm hắn đang tranh quyền đoạt lợi, khó tránh khỏi miệng đời, bị người đời đả kích. Cho nên muốn để cho Trương Quốc Vĩ cảm thấy đau đớn, thủ đoạn khéo léo mà không để lại dấu vết, rất khó. May mắn có chủ tịch Tỉnh Tôn cứ muốn nhúng tay vào việc đề cử chọn người lên chức phó giám đốc sở, Hạ Tưởng liền bắt được cơ hội sử dụng. Thấy vẻ mặt Trương Quốc Vĩ hằn lên lòng căm phẫn, Hạ Tưởng âm thầm cười khẩy, Trương Quốc Vĩ so với bất cứ đối thủ nào mà hắn trước đây gặp phải, là người biết khéo léo diễn trò nhất, và lúc nào cũng có lý do đường hoàng, luôn nói những lời chính nghĩa, nhưng sau lưng, nham hiểm xảo trá hơn so với người khác, với hình tượng và hành động của y, nếu như đi diễn điện ảnh, sớm muộn gì có một ngày sẽ là người chiến thắng giải Oscar. Trương Quốc Vĩ bực tức nói, bố trí như thế nào với Vương Trường Sa? Thành ủy hẳn là mau chóng đưa ra phương án, đừng để lòng nhiệt tình của Vương Trường Sa mất đi. Công việc của Vương Trường Sa nhất định sẽ được sắp xếp, quan điểm của thành ủy trước sau như một, sẽ không bỏ không một cán bộ có tài năng mà không dùng đến. Hạ Tưởng trả lời cho Trương Quốc Vĩ một cách chắc chắn, sau lại bổ sung. Ở tỉnh có lẽ đã sắp xếp chỗ khác cho Vương Trường Sa rồi. Trương Quốc Vĩ đi rồi, Hạ Tưởng ngồi xuống tĩnh tâm trong chốc lát, miên man suy nghĩ. Trước mắt dường như đã thắng một ván nhỏ, nhưng tình hình Tần Đường phức tạp và có nhiều biến đổi, giống như một đám sương mù. Phạm Tiến không dùng được cũng không tin được, Trương Quốc Vĩ không thể tin không thể qua lại, những ủy viên thường vụ khác lòng người khác nhau, ngay cả Hoàng Đắc Ích cũng khó hiểu rõ. Hạ Tưởng biết rằng, con đường phía trước vẫn rất gian nan, dưới sự đè ép của Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng khiến hắn càng thận trọng. Nhưng thắng ván này giống như có một chút ánh sáng loe lói trong bóng tối, ít nhất. Trong những nhân tố quyết định Tần Đường, hắn cũng có một vị trí, hơn nữa Trương Quốc Vĩ liên tục thua hai ván, nói là nguyên khí tổn thất lớn thì có phần khuyết trương, nhưng ít nhất cũng bị tổn thương tay chân. Lúc sắp tan ca, nhận được điện thoại của Tôn Tập Dân. Giọng nói của Chủ tịch Tỉnh Tôn rất nhã nhặn, ngoài sự ôn hòa ra, còn ẩn chứa tình cảm thân thiết. Hạ Tưởng, công việc của Tần Đường gần đây triển khai khá tốt, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh hoàn toàn tán thành. Cuộc họp vừa kết thúc, tôi đã biểu dương Tần Đường, Bí thư Phạm cũng tán thành ý kiến. Công tác sau này, phải tiếp tục duy trì tác phong làm việc vững chắc. Chủ tịch Tỉnh Tôn tuy lời nói có chút khách sáo, nhưng đầy thâm ý, bởi vì Chủ tịch Tỉnh sẽ không vô duyên vô cớ chủ động gọi điện thoại tới, Chủ tịch Tỉnh cũng không có thời gian rỗi, quan trọng không phải bản thân lời nói, mà quan trọng là trước đó đã phát sinh chuyện gì.
Hạ Tưởng rất cung kính mà khách khí cảm ơn Chủ tịch Tỉnh Tôn luôn ủng hộ công việc của Tần Đường, nhấn mạnh sẽ luôn duy trì tác phong không kiêu ngạo, không nóng vội. Sau khi những lời nói sáo rỗng được biểu hiện ra, Tôn Lập Dân lại qua loa hỏi một số tình hình về Tần Đường, sau đó chuyển đề tài, không chút để ý nói một câu. Hôm qua đồng chí Bảo Hoa đến báo cáo công việc với tôi, dưới sự dẫn dắt của đồng chí Bảo Hoa, tất cả các hạng mục công việc của Sở Tài chính đều rất tốt. Tiếu Bảo Hoa là giám đốc Sở Tài chính của tỉnh. Hạ Tưởng thuận theo lời của Chủ tịch tỉnh Tôn nói mấy câu, đơn giản là hy vọng Sở Tài chính tỉnh ủng hộ công tác tài chính của Tần Đường. VVV, hắn trong lòng hiểu rõ, hướng đi của Vương Trường Sa đã định rồi. Sau khi tan ca, vừa về đến nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chỉ thấy Tiểu Quỳ mặc bộ đồ con bướm đi qua đi lại như con thoi, vừa ngâm nga một ca khúc không biết tên, vừa bày đầy thức ăn ngon. Hạ Tưởng có chút xúc động, Tiểu Quỳ cơ bản là một cô gái tốt, chịu khó, lại hiền lành, nhưng khi đối diện với cám dỗ, cũng không giữ được mình, dù sao cô cũng tuổi trẻ. Hiện tại những cô gái trẻ tuổi, có mấy người thấy danh lợi hấp dẫn mà không động tâm. Thậm chí còn có người vì một chiếc điện thoại di động mà đã qua đêm với người khác, quả là khiến người ta nghẹn đến nói không thành lời. Thậm chí có một số cô gái gia đình giàu có, vì hư vinh vì muốn có cuộc sống vật chất đầy đủ, cũng chủ động đi bán thân, đây chính là vấn đề về mặt đạo đức. Rất nhiều cha mẹ giáo dục con, chỉ biết để cho con ăn ngon mặc đẹp, mà không chú trọng đến việc giáo dục đạo đức. Kết quả sau khi trưởng thành, bản lĩnh càng lớn, sẽ càng nguy hiểm cho xã hội. Hậu quả của việc xem thường đạo đức, sẽ khiến cho một thế hệ phải trả giá quá nặng. Thời gian cần quá dài, sau vài năm, các phương tiện truyền thông đều tuyên truyền những tin tức như sinh viên vì yêu mà hận thù sinh ra giết người, còn có người gia cảnh cũng không phải thuộc hàng giàu có nhưng vì chỉ có một đứa con duy nhất, đem đứa con đào tạo như một nhà giàu mới nổi, vừa học đàn dương cầm vừa lái xe, cuối cùng lái xe đụng vào người. Ngược lại còn dùng dao đâm người ta đến chết. Quả là một nền giáo dục đầy thương tâm. Nói đi cũng phải nói lại, giáo dục của Tần Đường sở dĩ không thịnh vượng, chính là bởi vì có một cục trưởng cục giáo dục như Lã Trấn Dương, thượng bất chính hạ tắc loạn, thật sự là lời nói chí lý. Hạ Tưởng ngồi xuống ăn cơm, thấy Tiểu Quỳ đã thay một bộ đồ rộng thùng thình, không hề khoe ra thịt, dáng vẻ cũng nhã nhặn lịch sự rất nhiều, ngoan ngoãn hiền lành. Hạ Tưởng nhấm nháp đồ ăn. Vẻ mặt của cô hồi hộp hai tay chống vào má chăm chú nhìn Hạ Tưởng, không ngừng nháy mắt, chờ sự đánh giá của Hạ Tưởng, bộ dáng giống như một cây cỏ nhỏ mong ngóng ánh sáng mặt trời và mưa, vừa đáng yêu vừa gợi lên sự thương xót của mọi người. Hạ Tưởng mỉm cười. Tài nấu ăn của em khá lắm, đồ ăn rất ngon, Tiểu Quỳ vất vả quá. Tiểu Quỳ mặt mày rạng rỡ. Cảm ơn sự khích lệ của bí thư Hạ, ngon hay không ngon, chỉ cần anh hài lòng là em an tâm rồi. Cô suy cho cùng cũng không phải là người trong quan trường, lòng dạ ngay thẳng, quả thật càng lộ ra vẻ chân thật. Đồ ăn mà Tiểu Quỳ nấu rất vừa miệng, rất giản dị, có hương vị thơm ngát của nhà nông, quả thật khiến Hạ Tưởng rất vừa miệng, ăn nhiều thức ăn đầy dầu mỡ ở mấy tiệm cơm bên ngoài, cơm ở nhà mới thật sự là bổ dưỡng cho bao tử, tốt cho sức khỏe, cuối cùng, hắn lại uống một chén cháo hạt bắp, sau mới bỏ bát đũa xuống. Cháo hạt bắp có khả năng làm hạ huyết áp. Rửa sạch bao tử, cực tốt. Tiểu Quỳ thấy Hạ Tưởng ngay cả món cháo hạt bắp cũng uống sạch sẽ, càng vui vẻ, vừa dọn dẹp, vừa giảng giải cho Hạ Tưởng về phương diện đồ ăn. Hạ Tưởng ngồi an vị một bên, mỉm cười, trong nhà có thêm một người quả thật cũng khác, nếu có tức giận, cũng không quạnh quẽ. Nhìn thấy Tiểu Quỳ bận bịu suốt, hắn có phần say đắm. Sau một ngày bận rộn, có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi một lát, cũng là hạnh phúc và an nhàn khó có được. Bởi vì Hạ Tưởng là nhân vật số một, người nhà không có ai đến đây, cũng không ai nói hắn cái gì. Nếu hắn là phó bí thư hoặc phó thị trưởng, có khi bí thư hoặc thị trưởng sẽ mở miệng khuyên bảo, khiến người nhà cũng đến Tần Đường, còn đề xuất sắp xếp một vị trí công tác tốt, thích hợp nhắc tới cấp bậc, chính là vì để cho cán bộ lãnh đạo ở Tần Đường an tâm công tác. Dường như người nhà không đến, ở một mình thì không an tâm. Kỳ thật không phải Hạ Tưởng không muốn Tào Thù Lê đến đây. Mà là Tào Thù Lê không muốn đến, Hạ Tưởng cũng không có khuyên nhiều, cô bé Lê cũng có sự nghiệp riêng của mình, hắn cũng không thể tuyên truyền được, huống chi cô còn trẻ, cũng cần có thế giới riêng của mình. Tuy nhiên, tuy rằng phu nhân không có tới, nhưng Hạ Tưởng ở Tần Đường cũng rất an tâm. So trước đây chỗ nào hắn đi qua cũng đều yên tâm, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, phải ở Tần Đường thong thả mà kiên quyết tháo gỡ tình hình ở đây, âm thầm làm việc,
phải biến đổi ngầm, trước sau như một hoàn thành mục tiêu đề ra. Ở nơi núi rừng thanh tịnh, Hạ Tưởng là người từ trước đến nay cho dù khó khăn cũng không bao giờ lùi bước. Sau khi Tiểu Quỳ dọn dẹp xong, muốn rời đi, Hạ Tưởng cũng không có ý giữ cô lại, cô cũng có chỗ ở, cách nơi này không xa, cũng rất thuận tiện cho việc đi lại. Không ngờ Tiểu Quỳ do dự trong chốc lát, mới nói. Bí thư Hạ, tôi vốn không muốn làm phiền anh, nhưng khi Trương Trấn Phương tới Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc, thấy tôi, y nói sẽ xử lý tôi. Tôi hơi sợ. Tiểu Quỳ đi rồi, cơn giận trong lòng Hạ Tưởng còn chưa tiêu tan, Trương Trấn Phương kiêu ngạo như thế, quả là hiếm thấy. Y thực sự nghĩ rằng Tiểu Quỳ dễ bắt nạt, hay là không nể mặt bí thư thành ủy này. Mặc dù Hạ Tưởng cũng biết rõ là Trương Quốc Vĩ đứng đằng sau cổ động, nhưng vẫn khó tránh khỏi tức giận trong lòng, bởi vì Trương Trấn Phong đã tỏ rõ ý đồ ra rồi, cũng giống như ruồi bỏ, khiến người ta chán ghét. Chẳng lẽ nói, phải đánh vào chỗ đau của đối phương mới thu lại những thủ đoạn của mình. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng một mình lái xe đi đến Bắc Kinh, muốn đi vấn an lão cổ. Bệnh tình lão cổ, quả thật tác động tâm tưởng của Hạ Tưởng. Bởi vậy hắn vừa hoàn thành xong phương án điều chỉnh nhân sự, liền vội vàng xuất phát. Bắc Kinh cách Tần Đường không xa, đường lại dễ đi, hơn 2 giờ, Hạ Tưởng đã đến ngôi nhà kín cổng cao tường của lão cổ. Cổ Ngọc ra đón. Cổ Ngọc vào mùa đông, mất đi vẻ rực rỡ vốn có, dung nhan hơi ảm đạm, tóc rối bời, cô ôm hai vai, bộ dáng bơ vơ, vừa thấy Hạ Tưởng, đã bĩu môi trước tiên, vẻ mặt không vui, nhưng chỉ trong chốc lát đã rúc đầu vào ngực Hạ Tưởng. Anh còn biết đến đây, em nghĩ anh là người nhẫn tâm không đến đây, em sẽ hận anh đến chết. Cổ Ngọc khóc, tiếng khóc hu hu khiến người ta khó chịu. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ôm Cổ Ngọc. Cô bé ngốc, anh sẽ mãi đứng đằng sau em, bất luận khi nào, chỉ cần em vừa quay đầu lại, anh đều sẽ đưa tay ra hỗ trợ em. Cổ Ngọc lại nói một câu khiến Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười. Anh đừng có dụ em, anh đâu có đứng đằng sau hỗ trợ em. Anh thích đứng ép đằng sau lưng em thì đúng hơn. Hạ Tưởng xấu hổ, không biết từ khi nào Cổ Ngọc có tâm tình cởi mở như vậy. Song cũng cảm thấy an tâm, chứng minh bệnh tình của lão cổ có chuyển biến tốt. Đi vào bên trong, có không ít người trong quân ngũ vội đang bận rộn. Hạ Tưởng đi vào phòng, thấy lão cổ yên lặng nằm trên giường, đang nói chuyện với một người lính hơn 40 tuổi. Người lính là một thiếu tướng, rất quyền thế, vóc dáng khá cao, tuy nhiên ánh mắt rất lạnh. Thấy Hạ Tưởng vào, chỉ dương mắt nhìn. Lão cổ cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, vừa lúc anh đến, tôi giới thiệu một chút, Trần Quan Hoa. Quan Hoa, đây là Hạ Tưởng, người mà tôi thường nhắc tới với cậu. Hạ Tưởng và Trần Quan Hoa bắt tay, lão cổ ở một bên còn nói. Về sau có chuyện gì, cứ việc tìm Quan Hoa, tôi sợ là tôi không qua nổi rồi. Hạ Tưởng trong lòng giật mình, lão cổ đang sắp xếp hậu sự. Chương 1140, trong ổn cầu tiến, thủ đoạn mượt mà. Trần Quan Hoa không thể nói là nhiệt tình, bắt lấy tay Hạ Tưởng, nói một câu. Rất hân hạnh gặp mặt. Hạ Tưởng cũng không để ý và cho rằng ông ta do là quân nhân, tính lãnh đạm quen rồi nên cũng không nghĩ gì nhiều. Tâm tư đều dồn hết về phía lão cổ. Lão cổ, ông còn cường tráng lắm, cháu còn mong ông có thể sống đến lúc cháu về hưu. Hạ Tưởng tiến lên ngồi bên cạnh lão cổ, nhìn thấy khí sắc của lão cổ thực sự là không giống xưa, hai mắt vô thần, sắc mặt ảm đạm dường như già đi mười mấy tuổi vậy. Khụ khụ, còn chưa nói gì lão cổ đã ho rồi. Hạ Tưởng vội đập lưng cho ông ho xong rồi mới nói. Người già rồi thì phải chịu thôi, nhưng nghe nói lão Ngô vẫn khỏe chứ hả? Nói thế nào thì ông cũng phải chết sau ông ta, ông phải tham gia lễ truy điệu của ông ta. Rồi tiễn ông ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu như mà để ông ấy tiễn ông đi trước thì mất mặt quá. Ngay cả việc chết cũng phải ai chết trước ai chết sau, Hạ Tưởng không nói gì nữa. Nhưng cũng may lão cổ có chút đùa giỡn, nên cũng không có gì là nghiêm trọng. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và lão cổ rất tốt nhưng người già rồi thì kỵ nói đến chuyện sống chết. Hắn cũng không muốn hỏi kỹ thêm rốt cuộc là bệnh gì. Trần Quan Hoa nói không nhiều lắm, ngồi ở một bên. Luôn ngồi thẳng lưng, rất tôn trọng lão cổ. Lão cổ chỉ cần gọi anh ta một tiếng là anh ta lập tức đứng dậy trả lời, dường như là thân tín do lão cổ đề bạt. Nói một mạch mấy câu, rồi nói đến thế cục Tần Đường, lão cổ liền nói nhiều hơn. Hạ Tưởng lo lắng cho sức khỏe của ông nên không muốn ông nói nhiều nhưng ông thì cứ nói không ngớt,
còn không ngừng chỉ vào Trần Quan Hoa, nói là lúc cấp bách cuối cùng, trong trường hợp bất đắc dĩ thì Trần Quan Hoa sẽ tận tâm dốc sức giúp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền kịp thời quay về hướng Trần Quan Hoa thể hiện sự cảm ơn. Trần Quan Hoa chỉ thản nhiên khoát tay. Không cần cảm ơn tôi đâu, thủ trưởng nói thế nào tôi sẽ làm thế ấy. Không liên quan đến anh đâu. Nói rất lạnh lùng, cũng rất thẳng. Hạ Tưởng không để ý chỉ cười trừ. Cổ Ngọc dâng trà lên, lặng lặng đứng ở một bên, trong mắt toát lên vẻ ưu tư. Hạ Tưởng nhìn mà đau lòng, muốn trấn an Cổ Ngọc vài câu nhưng có Trần Quan Hoa ở đó nên không tiện nói. Nói xong, lời nói của lão Cổ lại quay về chủ đề chuyện sau này. Mọi thứ thì đều tốt, chỉ có Cổ Ngọc là ông không yên tâm. Tuy nhiên nó có Hạ Tưởng và Quan Hoa chăm sóc thì ông cũng an tâm phần nào. Hạ Tưởng, về sau Cổ Ngọc có chuyện gì đó không thuận lợi hoặc kinh doanh gặp khó khăn thì phải giúp đỡ nó nhé. Quan Hoa, cuộc sống về sau của Cổ Ngọc, quan tâm nhiều hơn nhé. Hạ Tưởng ngẩn người, lão Cổ đã phân ra rất rõ ràng. Hiển nhiên là có ý ủy thác nhưng chỉ ủy thác cho hắn quan tâm đến chuyện đại sự, còn ủy thác Trần Quan Hoa là chuyện cuộc sống của Cổ Ngọc. Như thế rất rõ ràng là muốn cho Cổ Ngọc theo Trần Quan Hoa. Chẳng lẽ Trần Quan Hoa còn chưa kết hôn? Ông nội, ông đừng nói nữa mà. Nói khiến người ta đau lòng đấy ông. Bác sĩ nói ông còn sống được 20 năm nữa cơ. Cổ Ngọc nói oán trách, ánh mắt nhẹ nhàng liếc Trần Quan Hoa một cái, có sự không cam chịu nhưng cũng có sự bất đắc dĩ. Quan Hoa là người tốt, vợ đã chết 10 năm nay rồi mà vẫn chưa tái hôn. Trọng tình trọng nghĩa, đàn ông như thế bây giờ rất ít, tuy là tuổi lớn hơn con chút nhưng rất thành thực đáng tin cậy, con cũng đừng kén nữa. Lão Cổ sắp xếp chuyện đại sự cả đời của Cổ Ngọc ngay trước mặt Hạ Tưởng chắc chắn là muốn Hạ Tưởng thấy. Không chừng là có ý thăm dò ý của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng có thể nói gì đây? Chỉ có thể giữ yên lặng, hắn không thể đem lại hạnh phúc cả đời cho Cổ Ngọc. Cổ Ngọc tính cách đơn thuần mà thẳng thắn, không giấu được đau thương. Nhưng cũng không thể vượt qua được năm rộng tháng dài. Trần Quan Hoa hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Hạ Tưởng nhìn thấy Trần Quan Hoa thực sự là một người đáng tin cậy. Ít nhất là anh ta thành thật không giả tạo, mà lại rất tình thâm ý trọng. Cổ Ngọc cắn môi, lại kiên quyết lắc đầu. Ông nội đừng nói nữa. Cháu cả đời sẽ không lấy chồng đâu mà cháu sẽ ở bên hầu hạ ông. Đến khi ông không còn nữa cháu sẽ đến châu Âu sống, tìm một thị trấn nhỏ, sống yên bình cả cuộc đời. Lão Cổ thở dài một tiếng. Con bé ngốc này, sao lại tự làm khổ mình thế? Ông cố tình liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về Trần Quan Hoa. Quan Hoa, mặc kệ Cổ Ngọc nghĩ như thế nào, tôi đều hy vọng anh có thể cố gắng quan tâm đến cuộc sống của nó. Trần Quan Hoa lại đứng lên, kính lễ. Vâng, thưa thủ trưởng. Tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão Cổ giơ tay ra hiệu Trần Quan Hoa ngồi xuống, rồi lại hướng về phía Hạ Tưởng nói. Người thành thật thường thua thiệt, Quan Hoa chịu thiệt là chịu thiệt ở chỗ quá cố chấp. Nếu như anh ta có được một nửa thông minh như cậu thì cũng sẽ không như bây giờ. Hạ Tưởng đành chỉ có thể nói. Ông thật là biết đùa, Quan Hoa bây giờ là thiếu tướng, so với cháu thì cháu cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Trần Quan Hoa hiển nhiên có ý thù địch với Hạ Tưởng. Rất là khinh thường đáp lễ liếc mắt Hạ Tưởng một cái. Cổ Ngọc lại quay người lại rồi đi. Con đi pha thêm ít trà. Trong phòng tự nhiên không khí có chút trầm tĩnh. Mấy phút sau, đều không ai nói gì. Hạ Tưởng nhìn lại con mắt đã khép của lão Cổ. Ông đã ngủ rồi, hắn ta liền nhẹ nhàng đắp chăn lên cho ông sau đó đứng dậy thì nghe thấy tiếng Quan Hoa nói ở phía sau. Hạ Tưởng, đi ra ngoài chút đi. Xem ra là Trần Quan Hoa có điều muốn nói. Hạ Tưởng gật đầu. Vườn của lão Cổ rất hoang vắng. Mùa đông gió lạnh thổi qua nhìn thật tiêu điều. Có lẽ thực sự là vì lão Cổ bệnh nặng nên cả khu vườn quen thuộc mà Hạ Tưởng hàng ngày vẫn nhìn, sao hôm nay lại rất yếu ớt. Khi Trần Quan Hoa bước đi, đầu ngẩng cao. Bao nhiêu năm rèn luyện trong quân đội đã rèn cho anh ta tư thế uy nghiêm. Anh ta và Hạ Tưởng bước sóng vai, đi đến hòn núi giả trước mặt liền dừng bước chân. Hạ Tưởng, tôi nói thật cho anh biết. Tôi rất thích Cổ Ngọc, tuy là tôi lớn tuổi hơn cô ấy nhiều nhưng tôi tin tưởng có một ngày cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Muốn tuyên chiến với hắn sao? Hạ Tưởng không chút để ý cười cười. Cổ Ngọc là cô gái tốt, người thích cô ấy không ít, tuy nhiên có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy thì không nhiều. Tôi cũng mong anh thành công. Trần Quan Hoa trên mặt có chút tức giận.
hy vọng về sau anh buông tha cổ ngọc. Hạ Tưởng không cam lòng yếu thế. Anh có quyền lựa chọn hạnh phúc, cổ ngọc cũng thế. Trần Quan Hoa biến sắc. Chớ quên, anh là đàn ông đã có vợ. Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười. Chớ quên, anh cũng đã từng kết hôn, lại còn lớn hơn cổ ngọc mười mấy tuổi. Trần Quan Hoa làm sao nói qua được Hạ Tưởng, có chút ấp úng không trả lời được. Sau khi sửng sốt hồi lâu rồi mới nói một câu. Thủ trưởng nói, lúc cần thiết thì tôi phải hết sức giúp đỡ anh. Tôi đã đồng ý với thủ trưởng rồi thì sẽ nhất định làm được. Nhưng thủ trưởng còn nói muốn tôi chăm lo cho cuộc sống của cổ ngọc, tôi cũng đã đồng ý rồi và tôi nói được sẽ làm được. Nhìn bóng dáng bước đi dứt khoát kiên quyết của Trần Quan Hoa, Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu. Quan Hoa có mặt nào đó cố chấp, cũng có mặt thú vị. Nhưng thật ra anh ta là người công tư rõ ràng. Chỉ có điều, bệnh tình lão cổ thật sự nghiêm trọng tới mức không cố gắng được nữa sao? Nếu lão cổ không nói, Hạ Tưởng cũng có cách để biết. Sau khi ăn cơm trưa với lão cổ, hắn liền cáo từ rời đi. Cổ Ngọc tiễn hắn đến bên ngoài, thấy chung quanh không có người liền chui vào bên trong xe, ôm lấy Hạ Tưởng, hôn mấy cái lên cổ. Vẫn là thấy anh tốt nhất. Sau khi hôn xong, cổ Ngọc lau miệng, giống như một đứa trẻ ăn vụng vậy. Nói một câu như thế rồi chạy đi. Lúc Hạ Tưởng đi ô tô đến nhà họ Ngô thì đã là khoảng 4 giờ chiều. Lúc này ông Ngô vừa lúc ngủ chưa dậy, hắn liền gõ cửa biệt thự của ông. Ông Ngô thì vẫn vô cùng khỏe mạnh, vừa mới nhìn thấy Hạ Tưởng, ông liền ha hả cười. Chẳng mấy khi cậu chủ động đến thăm tôi, tiểu Hạ, gần đây nhìn trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Biểu hiện ở Tần Đường cũng được đấy, đáng để khen ngợi. Hạ Tưởng liền cười hàm xúc. Không ít người nói cháu trước sợ sói sau sợ hổ rồi. Cháu vừa phải giữ gìn hình tượng vừa phải nhường nhịn Ngưu Lâm Quảng. Bây giờ, ngay cả bản thân cháu cũng nghi ngờ không biết mình có còn tinh thần phấn chấn gì hay không nữa. Tinh thần phấn chấn có ích lợi gì? Trong quan trường, tinh thần phấn chấn chính là danh từ thể hiện sự ngây thơ. Ông cụ rất tự đắc viết một bức tranh chữ, thưởng thức hồi lâu rồi nói. Cậu đã đến tuổi 30 rồi, hơn nữa đã là bí thư thành ủy. Động tí là động thủ đánh nhau chính là biểu hiện của sự không thành thục rồi. Một cán bộ cấp sở mà không thành thục thì khó mà đề bạt lên cấp phó tỉnh được. Từ cấp sở đến phó tỉnh, thì cũng giống như đại tá đến thiếu tướng vậy. Tỷ lệ vượt qua được cực thấp, tỷ lệ đào thải đến hơn 70-80%. Từ phó giám đốc sở đến giám đốc sở có lẽ là phía trên có người. Hơn nữa có chút thành tích công trạng thì có thể lên được. Nhưng từ giám đốc sở đến phó tỉnh thì phải xem năng lực tổng hợp tất cả các phương diện là như thế nào. Hơn nữa với tuổi tác của hắn, có lên chức phó tỉnh cũng không phải là đến Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc. Chắc chắn là muốn có phó tỉnh thực chức thì phải đi tốt từng bước ở Tần Đường. Cho nên nói Trương Quốc Vĩ mưu tính sâu xa, từ mặt bên ép hắn mắc phải sai lầm, không những khiến cho hắn khó sống yên ở Tần Đường. Hơn nữa nếu hắn quá mức nóng vội thì sẽ để lại ấn tượng không thành thục trong con mắt cấp trên. E rằng khó mà thăng cấp lên chức phó tỉnh được. Cũng là nguyên nhân mấu chốt mà Hạ Tưởng phải thận trọng ở Tần Đường. Hắn không phải là nhẫn nhịn mà là ứng biến theo tình hình. Điều cần thiết không phải là phá hủy thế lực của Trương Quốc Vĩ ngay chính diện mà là phải hóa giải và phân hóa, lôi kéo về những cái mình có thể sử dụng được mới là thượng sách. Còn đối với Ngưu Lâm Quảng thì không ra tay thì thôi. Đã ra tay rồi thì nhất định sẽ là một đòn chí mạng. Mà không phải lại giống như đối phó với Nga Ni Trần, từng bước làm suy yếu thế lực của đối phương, cần một đòn sấm sét thôi là đã đủ mất mạng rồi. Lời dạy của ông không thể nói là bảo thủ, chỉ có thể nói là xuất phát từ sự yêu thương, phải cầu tiến trong sự ổn định. Càng bước về phía trước thì càng cần điềm đạm chắc chắn, thủ đoạn càng cần phải mượt mà. Ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông cụ. Lại nói đến tình hình gần đây của Liên Nhược Hạm, lại nói đến Liên Hạ V.V. Dù sao thì ông cụ cũng chỉ toàn nói chuyện gia đình, không nói đến chuyện quốc gia. Lúc thời cơ thích hợp, Hạ Tưởng hỏi đến bệnh tình của lão cổ. Ông có thăm lão cổ chưa? Lão cổ mắc bệnh, tình hình khá nguy hiểm. Mùa đông năm nay, ông ấy khó qua được. Ông cụ Ngô hiển nhiên đoán được ý muốn tìm hiểu của Hạ Tưởng. Nói nặng thì là nặng, nói nhẹ thì là nhẹ. Phải xem tâm trạng của ông ta thế nào, nhưng ông thật ra rất hy vọng ông ta qua được, thiếu đi lão cổ làm phiền ông thì cũng mất đi bao nhiêu là hứng thú. Ông còn hy vọng ông ta đấu với ông mười mấy năm nữa cơ. Ha ha, đối với Hạ Tưởng mà nói,
vẫn là một thông tin nửa mừng nửa lo. Đối với bệnh tình của lão cổ, hắn không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể nghe theo số trời mà thôi. Tối hôm đó hắn liền quay trở về Tần Đường luôn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng vừa mới bước vào văn phòng, Hoàng Đắc Ích liền theo sau. Đi vào rồi cũng không hề khách sáo, liền trực tiếp xin chỉ thị của Hạ Tưởng cho một sự việc vô cùng khó giải quyết. Vụ án Chu Minh Nhã khởi tố Mạnh Thiên Nguyên hiếp dâm đã xuất hiện sự chuyển biến không ngờ tới. Chương 1141, chuyện bé xé ra to, đã có động tác. Hạ Tưởng vốn không để tâm đến vụ án cưỡng hiếp của Mạnh Thiên Nguyên. Đến tầng lớp như Mạnh Thiên Nguyên thì không nên vì phụ nữ mà bị lật thuyền. Hơn nữa hắn nghe nói Mạnh Thiên Nguyên từng nói Chu Minh Nhã tố cáo anh ta cưỡng dâm là có ý đồ với gia sản nhà anh ta. Những vấn đề mà có thể dùng tiền để dàn xếp thì không phải là vấn đề. Nhưng không ngờ rằng Chu Minh Nhã không thuận theo, không chịu buông tha, đến cục lập án. Cục công an khu qua một loạt các công tác, bước đầu đã nắm giữ được chứng cứ vô cùng xác thực, báo cáo lên cục thành phố. Bởi vì phù hợp với trình tự, Hoàng Đắc Ích cũng không tiện áp chế quá mạnh nên muốn kéo dài một chút. Không ngờ Phó Cục trưởng Thường trực Cao Khải Khách trực tiếp đã bỏ qua liền báo cáo luôn lên Viện Kiểm sát yêu cầu bắt Mạnh Thiên Nguyên. Hoàng Đắc Ích tức giận cũng chẳng làm gì được. Cao Khải Khách là thân tín của Trương Quốc Vĩ. Uy danh của ông ta ở trong thành phố cực cao, thường không nghe theo sự chỉ huy của anh ta. Hơn nữa vụ án này xem ra có vẻ bình thường nhưng lại liên lụy đến lực lượng ở nhiều phương diện. Một là Phó Thị trưởng Thường trực Chu Minh Hoành và một là Thị trưởng Trương Quốc Vĩ. Hoàng Đắc Ích hiểu rõ trong lòng rằng, số tài sản của Mạnh Thiên Nguyên vượt quá 1 tỷ, là tỷ phú hàng thật. Cố trình yêu đương của Mạnh Thiên Nguyên và Chu Minh Nhã anh ta không rõ lắm. Nhưng Chu Minh Nhã lúc ban đầu mới quen Mạnh Thiên Nguyên thì cũng là do Trương Quốc Vĩ giới thiệu. Mạnh Thiên Nguyên chủ yếu làm về kinh doanh quặng sắt và than đá, bổ sung cho việc kinh doanh của Lý Hữu Quốc, cũng có hợp tác. Nhưng gần đây mấy dự án có xung đột với công ty của Kim Cương, cướp đi của Kim Cương không ít khách hàng. Kim Cương cũng đã tìm Mạnh Thiên Nguyên nói lý vài lần, yêu cầu Mạnh Thiên Nguyên thu tay về, chuyển sang kinh doanh ngành khác. Mạnh Thiên Nguyên đương nhiên không đồng ý rồi. Có tiền mà không kiếm thì có hóa đầu ngốc, anh dựa vào cái gì mà bảo người khác không làm nào. Kết quả Mạnh Thiên Nguyên đắc tội Kim Cương, lại thêm việc Mạnh Thiên Nguyên đến rất gần Lý Hữu Quốc. Kim Cương vì vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Lý Niên nên cũng kết thù với Lý Hữu Quốc, nên cho rằng Lý Hữu Quốc cổ động Mạnh Thiên Nguyên, cố ý chống lại ông ta nên ông ta hận Mạnh Thiên Nguyên đến thấu xương. Khoảng thời gian trước, Chu Minh Nhã chỉ là đưa ra tin đồn, sẽ tố cáo Mạnh Thiên Nguyên, Mạnh Thiên Nguyên không để bụng, cho rằng Chu Minh Nhã chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Không ngờ Chu Minh Nhã lại làm thật. Mạnh Thiên Nguyên cũng hiểu rõ việc kinh doanh của mình động đến lợi ích của Kim Cương, cũng động đến lợi ích của Chu Minh Hoành. Hoàng Đắc Ích càng hiểu rõ Chu Minh Hoành tận tâm tận lực ủng hộ Kim Cương. Hơn nữa mối quan hệ giữa Chu Minh Hoành và Kim Cương rất mật thiết, người ngoài khó mà tưởng tượng được. Càng nghiêm trọng chính là, mối quan hệ giữa Kim Cương và Ngưu Lâm Quảng cũng không tồi. Cùng một vụ án mà liên quan đến bao nhiêu mối quan hệ lợi hại. Thực sự là rất đau đầu, thế nên cũng chứng minh, bản thân vụ án không nghiêm trọng. Nghiêm trọng chính là sự đọ sức ở ngoài vụ án. Lại là một sự kiện chính trị khác. Nhưng Mạnh Thiên Nguyên là ủy viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc thành phố. Tư cách của ủy viên thường vụ, Viện Kiểm sát liền điều tiết với Mặt trận Tổ quốc thành phố, hy vọng Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp công tác, nhưng lại bị Mặt trận Tổ quốc thành phố nói một câu cự tuyệt, nói là nhân phẩm Mạnh Thiên Nguyên chính trực. Mối quan hệ của anh ta với Chu Minh Nhã là mối quan hệ yêu đương bình thường, không tồn tại việc cưỡng hiếp như vừa rồi. Mặt trận Tổ quốc yêu cầu cơ quan công an một lần nữa thẩm tra xử lý vụ án này, trả lại sự trong sạch cho Mạnh Thiên Nguyên. Mặt trận Tổ quốc thành phố không phải là hội đồng nhân dân không có trói buộc với cơ quan công an và cơ quan cảnh sát. Nhưng vốn không quản lý cơ quan kiểm sát vẫn là cơ quan công an, đều sẽ tôn trọng ý kiến của Mặt trận Tổ quốc. Dù thế nào thì các đồng chí của Mặt trận Tổ quốc đều là những nhân vật lão thành hiển hách năm xưa, đều có mối quan hệ riêng của chính mình. Hơn nữa nói trắng ra, một số nhân vật tai to mặt lớn cũng sẽ đến Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân để dưỡng lão, để lại một sợi dây liên kết cũng tiện sau này gặp lại. Nhưng Viện Kiểm sát lần này cũng không nể mặt Mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc không hủy bỏ tư cách ủy viên của Mạnh Thiên Nguyên. Họ cũng phê chuẩn việc bắt người, sau đó thì Cục Công an thành phố việc làm sớm nhất là thi hành lệnh bắt Mạnh Thiên Nguyên. Mạnh Thiên Nguyên là bạn của Hoàng Đắc Ích hơn nữa lại là một trong những người bạn tốt nhất.
Mối quan hệ giữa anh ta với Mạnh Thiên Nguyên đừng nói là Cao Khải Khách cũng hiểu được rõ ràng mà cả cơ quan kiểm sát và tòa án ai cũng biết. Tần Đường nói lớn thì cũng lớn nhưng nói nhỏ thì cũng là nhỏ. Nhưng Cao Khải Khách dựa vào chỗ dựa mạnh mẽ của mình nên không cho anh ta thể diện cũng coi như thôi. Nhưng cơ quan kiểm sát cũng không cho anh ta chút thể diện nào. Ngay cả mặt trận Tổ quốc cũng dám đắc tội, thật sự là lớn mật. Nếu đã là Hội đồng Nhân dân ra mặt thì cơ quan kiểm sát còn dám vênh váo nữa không? Nếu như Mạnh Thiên Nguyên là đại biểu Hội đồng Nhân dân, trước khi chưa bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân, cơ quan kiểm sát dám phê chuẩn việc bắt. Ngay cả công an phá án thì cũng phải kính nể vài phần đại biểu Hội đồng Nhân dân, chứ không dám đi bắt người ta cho tay vào còng. Hoàng Đắc Ích cảm giác mất mặt vô cùng, nên liền báo cáo công tác với Hạ Tường, cũng thẳng thắn nói ra mối quan hệ lợi hại trong đó, chính là muốn cho Bí Thư Hạ tham khảo, để Bí Thư Hạ nắm được các tình tiết về tất cả các phương diện, đỡ phải bất cẩn lại dẫm phải cục mìn nào thì lại là sai lầm của anh ta. Đương nhiên Hoàng Đắc Ích cũng có cái suy nghĩ sâu xa hơn, chính là mong Bí Thư Hạ có thể ra mặt tạo áp lực với cơ quan kiểm sát, ít nhất cũng phải khiến cho thế lực khác chịu áp lực, không được để cho bọn họ quá kiêu ngạo. Cưỡng hiếp cái gì cơ chứ? Thực sự là nói năng linh tinh. Một nam một nữ yêu nhau rồi lên giường. Một khoảng thời gian sau thì xảy ra mâu thuẫn, cô gái muốn có phí chia tay, mở miệng ra là đòi tài sản. Mẹ kiếp, còn chưa kết hôn mà đã muốn một nửa. Thân thể của cô cũng thật là quá cao quý. Ngay cả một minh tinh cũng chẳng có cái giá đó. Một nửa tài sản của Mạnh Thiên Nguyên là 500 triệu. Một cô gái nọ sinh cậu ấm cho con nhà quyền quý. Tình phí cuối cùng cũng chẳng cao được như thế. Chu Minh Nhã tự coi mình là tiên nữ sao? Hoàng Đắc Ích mắng thì là mắng như vậy nhưng anh ta cũng biết chuyện bây giờ rất khó giải quyết. Nếu Bí Thư Hạ không ra mặt thì Mạnh Thiên Nguyên khả năng sẽ không chống đỡ nổi một đám người đỏ mắt ham muốn phân chia phần tài sản của anh ta. Hạ Tưởng nghe xong, trầm mặc một lát, liền hỏi một câu. Cơ quan công an có nắm giữ đầy đủ chứng cứ không? Hoàng Đắc Ích đáp. Chỉ là quần lót của Chu Minh Nhã, và trên người của cô ta cũng có vết thương. Cái này thì không chứng minh được vấn đề gì cả. Hạ Tưởng nghĩ một hồi. Thời gian cũng đã khá lâu rồi, không nên coi là chứng cứ. Đúng vậy, Chu Minh Nhã và Mạnh Thiên Nguyên chia tay đã 3 tháng nhưng chuyện phức tạp nhất chính là có một cuốn băng video. Hử! Hạ Tưởng vẻ mặt nghi vấn. Tình hình thế nào? Hình ảnh trong đó là Mạnh Thiên Nguyên cuốn lấy Chu Minh Nhã. Chu Minh Nhã mãnh liệt phản kháng nhưng Mạnh Thiên Nguyên vẫn kéo quần áo của cô ta xuống, sau đó liền. Hoàng Đắc Ích bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Minh Nhã nói là cưỡng hiếp, Mạnh Thiên Nguyên thì nói là hai người đang chơi đùa nhau. Từ trên hình ảnh trong clip đó thì không thể nhìn ra được cô ta là thật hay giả vờ phản kháng. Cái đó thì tôi không rõ, bây giờ sao lại thích quay mấy cái clip vớ vẩn đó. Mạnh Thiên Nguyên nói là lúc ấy là Chu Minh Nhã mãnh liệt yêu cầu phải quay. Nói là lưu giữ kỷ niệm về sau. Kết quả sau đó là lại trở thành chứng cứ cưỡng hiếp. Hạ Tưởng không còn lời nào để nói. Nếu như không phải là sở thích biến thái, một số hình ảnh của nghệ sĩ cũng sẽ không lộ ra trước công chúng. Một số ngọc nữ thanh bạch còn có thể tiếp tục giả vờ thanh bạch mãi, chỉ đáng tiếc là một lần lộ tình tiết ra, khiến cho công chúng nhìn thấy một mặt khác của minh tinh, cũng khiến cho rất nhiều thần tượng bị sụp đổ, trở thành danh từ thay cho sự bỉ ổi. Tự quay tự chụp là tốt hay xấu thì trước không đánh giá. Nhưng từ chuyện của Mạnh Thiên Nguyên hiển nhiên có thể rút ra được kết luận. Chu Minh Nhã khá là có tâm cơ, dường như ngay lúc quen Mạnh Thiên Nguyên thì đã tỉ mỉ sắp đặt ván cờ rồi. Cho nên nói, khi chụp, quay gì đó nhất định cần phải cẩn thận. Bởi vì một khi tình nhân trở mặt thành thù, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Về sau cũng sẽ không thiếu những sự việc như vậy xuất hiện. Ví dụ như dã thú môn nổi tiếng. Tôi bảo Tử Kỳ gọi điện thoại hỏi rõ tình hình cụ thể một chút. Hạ Tưởng biết rằng muốn thu phục cấp dưới thì lúc quan trọng phải cho người khác niềm tin và chỗ dựa. Hoàng Đắc Ích lần này đến tìm hắn chính là muốn hắn ra mặt chu toàn một chút. Ít ra thì cũng hóa giải ảnh hưởng xấu mà thế lực của cơ quan kiểm soát đem đến cho Hoàng Đắc Ích. Hoàng Đắc Ích không khống chế được cục diện, đối với hắn mà nói thì cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng Đắc Ích thấy Bí Thư Hạ lên tiếng nên cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Lãnh đạo làm như thế nào, lãnh đạo trong lòng hiểu rõ. Anh ta chỉ cần biểu đạt ý tứ một cách hàm xúc là được. Nếu như lại nhắc nhở bảo lãnh đạo đi làm như thế nào, thì cũng liền đi quá giới hạn rồi, cũng sẽ khiến lãnh đạo trong lòng không vui.
Hoàng Đắc Ích đi rồi, Hạ Tưởng liền bảo Từ Tử Kỳ gọi điện thoại cho viện kiểm sát tỏ vẻ quan tâm đến vụ việc của Mạnh Thiên Nguyên. Từ Tử Kỳ ra mặt là phù hợp quá rồi. Thư ký của bí thư thành ủy là thể hiện cho thái độ của bí thư. Nhưng lại không phải là bí thư trực tiếp ra mặt thì lại có sự hòa hoãn, thể hiện bí thư không trực tiếp nhúng tay vào. Từ Tử Kỳ điện thoại trực tiếp gọi tới văn phòng viện kiểm sát thành phố, trực tiếp gọi cho kiểm sát trưởng thì anh ta không có tư cách, cũng thể hiện bí thư Hạ rất đường hoàng. Gọi điện thoại cho phó kiểm sát trưởng thì anh ta vẫn chưa phải là người thành thục. Đồng thời thì cũng không danh chính ngôn thuận lắm, thế nên gọi cho văn phòng là thích hợp nhất. Từ Tử Kỳ so với trước kia thành thục hơn rất nhiều. Về cơ bản mọi chuyện thì đều không cần Hạ Tưởng phải ám thị nữa. Hầu như anh ta chỉ cần nghe lời dặn dò là đã lĩnh hội được ý đồ của bí thư Hạ rồi. Từ Tử Kỳ ở bên ngoài gọi điện thoại, Hạ Tưởng ngồi ở văn phòng nghĩ ngợi. Một chuyện nhỏ mà cứ có người muốn làm lớn lên, là mượn Mạnh Thiên Nguyên để thị uy với hắn. Hay chỉ đơn thuần là muốn đánh bại Mạnh Thiên Nguyên, ham hố tài sản của Mạnh Thiên Nguyên. Bất kể là loại nào thì đều không thể dễ dàng tha thứ sự phát sinh sự kiện có tính xấu hãm hại doanh nghiệp như thế. Không hiểu vì sao, Hạ Tưởng chính là tin tưởng Mạnh Thiên Nguyên không cưỡng hiếp Chu Minh Nhã. Bây giờ nam nữ yêu đường, phụ nữ thoáng và chủ động hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí còn có người phụ nữ chủ động với đàn ông. Một người đàn ông hơi có chút bản lĩnh, bất kể là dùng lời ngon ngọt hay là dùng tiền thì đều khiến phụ nữ ngoan ngoãn cởi quần áo lên giường, lại còn phải tốn sức cưỡng hiếp sao? Cưỡng hiếp phụ nữ là hành động ngu xuẩn nhất mà người đàn ông không có bản lĩnh mới làm. Hơn nữa, với thân phận và gia sản của Mạnh Thiên Nguyên, ngủ với vài minh tinh cũng chẳng phải là chuyện khó, chứ sao phải đi hiếp dâm Chu Minh Nhã. Hơn nữa Chu Minh Nhã, Hạ Tưởng cũng đã gặp, không thể nói là cô ta không xinh nhưng tuyệt đối không phải là mỹ nữ như tiên, cô ta còn chưa bằng một nửa nét quyến rũ của Tiếu Giai. Điểm cuối cùng, cho dù Mạnh Thiên Nguyên bị ma quỷ ám ảnh muốn cưỡng hiếp chính bạn gái của chính mình thì cũng không bao giờ vừa làm chuyện xấu lại vừa ghi hình lại. Được thôi, cho dù là anh ta có sở thích biến thái thì cũng không đến nỗi đần độn để cho cuốn băng ghi hình bị Chu Minh Nhã lấy đi làm chứng cứ để đến nông nỗi này. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vụ án Mạnh Thiên Nguyên là sự kiện do con người gây ra, có âm mưu tỉ mỉ từ trước, rõ ràng chĩa thẳng vào Mạnh Thiên Nguyên, ngoài là Mạnh Thiên Nguyên, thật sự lại là Hoàng Đắc Ích, lại mượn cớ đả kích uy danh của Hoàng Đắc Ích, để hình thành sự uy hiếp hữu hiệu với anh ta. Phải phản kích rồi, Hạ Tưởng nghĩ thông suốt những tình tiết mấu chốt bên trong, đang định gọi mấy cuộc điện thoại quan trọng thì điện thoại liền kêu lên. Vừa mới nhìn thấy dãy số thì Hạ Tưởng liền biết là cuộc điện thoại của Viện Kiểm sát thành phố. Phản ứng rất nhanh, để xem thái độ viện kiểm sát như thế nào. Chương 1142, hành động liên miên, ai cũng có mưu kế riêng. Hạ Tưởng đợi điện thoại reo 5 tiếng rồi mới nhấc lên nghe. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, xin chào, tôi là Tống Chi Vi. Một giọng nam trung khàn khàn vang lên, trong tiếng nói có phần cung kính. Tôi báo cáo với anh một chút về tiến triển của vụ án Mạnh Thiên Nguyên. Bí thư Hạ bây giờ có tiện nghe không? Tống Chi Vi là viện trưởng viện kiểm sát thành phố Tần Đường. Ở Tần Đường ông ta cũng coi như là nhân vật số một. Xin chào anh, viện trưởng viện kiểm sát Tống. Hạ Tưởng hơi dừng một chút, cố ý đợi mấy giây rồi mới nói. Cũng vừa hay tôi có thời gian mấy phút. Hạ Tưởng thái độ không xa không gần, vừa độ. Viện kiểm sát nói là độc lập, nhưng trên thực tế vẫn là gián tiếp chịu sự lãnh đạo của thành ủy. Bí thư thành ủy trên thực tế vẫn là nhân vật số một chân chính. Viện trưởng viện kiểm soát cũng thế, chánh án tòa án cũng thế, thậm chí ngay cả chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch mặt trận tổ quốc, tuy nói là bằng cấp với bí thư nhưng cũng chịu sự kiềm chế trực tiếp của bí thư. Thậm chí ngay cả thị trưởng, phó thị trưởng thường trực cũng có thể có sự kiềm chế đối với tòa án và viện kiểm sát. Huống hồ chi là bí thư, trong thể chế chính trị trong nước hiện hành, tư pháp độc lập. Còn có một quãng đường rất dài nữa phải đi. Tống Chi Vi âm thanh hơi thấp xuống một chút. Là thế này, Bí thư Hạ, vụ án hiếp dâm của Mạnh Thiên Nguyên, vì có liên quan đến Chu Minh Hoành, em gái của phó thị trưởng nên viện kiểm sát rất quan tâm, đã lập một tổ riêng. Thông qua sự nghiên cứu kỹ càng về nhiều phương diện, lại xác minh với chứng cứ mà Cục Công an thành phố gửi đến. Cuối cùng đã đưa ra quyết định bắt người. Toàn bộ quá trình đều phù hợp với trình tự, công khai, công bằng. Lời nói khách sáo của Tống Chi Vi cũng không phải là lời nói khách sáo bình thường mà nó ít nhất biểu hiện ý nghĩa ở hai phương diện.
Thứ nhất là toàn bộ quá trình thực sự là công bằng, công chính, phù hợp với trình tự pháp luật. Một tầng ý nghĩa nữa là có thể ông ta chỉ là đang làm việc theo pháp luật, muốn thanh minh cho mình với Hạ Tường. Ý ngoài lời chính là căn nguyên của vấn đề là ở căn cứ chính xác mà Cục Công an thành phố cung cấp và ở Chu Minh Hoành. Hạ Tường cũng liền đánh giọng quan. Xảy ra chuyện, bất kể là ai, chỉ cần vi phạm pháp luật, thì đều phải y theo luật mà làm. Đừng vì đương sự là nhà doanh nghiệp hàng đầu và có thân thích là cán bộ lãnh đạo mà có sự thiên vị. Hắn không quen Tống Chi Vi, lần đầu tiên giao tiếp, lời nói tự nhiên không thể có tiết lộ quá nhiều. Nhưng dù sao thì Mạnh Thiên Nguyên cũng là nhà doanh nghiệp ưu tú của thành phố, lại là ủy viên thường vụ thành phố, trước khi vẫn chưa hủy bỏ tư cách ủy viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc, liền thực thi lệnh bắt, ảnh hưởng không tốt, phải chú ý phương pháp công tác, cũng phải cố hết sức đem ảnh hưởng sự tình hạ xuống mức thấp nhất. Còn có Chu Minh Nhã là em gái đồng chí Minh Hoành, cũng phải suy xét đến ảnh hưởng tiêu cực mà vụ án mang lại cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Bí thư Hạ nói rất đúng, tôi sẽ lập tức làm theo tinh thần chỉ thị của bí thư Hạ. Tống Chi Vi tuy nói một hồi mấy lời khách sáo nhưng ít nhất thái độ cũng không tồi. Hơn nữa cũng biểu đạt một cách hàm xúc lập trường của anh ta, cũng khiến cho Hạ Tưởng an tâm hơn một chút. Hiện tại sau khi nói chuyện xong, Tống Chi Vi lại tự nhiên nói ra một câu. Bí thư Hạ, thay tôi vấn an chủ tịch tỉnh Tào, năm đó tôi ở thành phố Bảo, chủ tịch tỉnh Tào đối với tôi rất là chiếu cố, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Đặt điện thoại xuống, Hạ Tưởng cười, nói đến cha vợ bao làm quan nhiều năm nay, nhưng cũng chưa thực sự giúp hắn được bao nhiêu. Không ngờ hắn đến Tần Đường lại có niềm vui bất ngờ, lại nghĩ kỹ đến lý lịch của Tống Chi Vi, chính là khi cha vợ của hắn đảm nhiệm bí thư thành ủy ở thành phố Bảo, Tống Chi Vi là phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát thành phố Bảo. Thấy được sự tôn trọng của Tống Chi Vi đối với cha vợ, Hạ Tưởng hiểu ra một điều. Giữa hắn và Tống Chi Vi có khả năng tiếp cận nhau được. Tuy nhiên Hạ Tưởng trong lòng đã có một điểm đột phá khác, quyết định phá giải từ bên ngoài. Bởi vì thế cục ác liệt của Hoàng Đắc Ích ở Cục Công an thành phố khiến hắn không lạc quan lắm với sự nắm bắt lực lượng bên Cục Công an thành phố. Là một bí thư thành ủy mà không nắm giữ được lực lượng công an thì lấy gì mà đối phó với Ngưu Lâm Quảng đây? Ngưu Lâm Quảng không thể so với Nga Ni Trần. Nga Ni Trần ít nhất cũng được làm sạch rồi, còn giả bộ làm thân sĩ văn minh. Ngưu Lâm Quảng chính là một nhóm có tính chất xã hội đen lộ liễu, chính là một băng liều mạng. Đương nhiên bây giờ còn chưa đưa ra được kết luận, bởi vì Ngưu Lâm Quảng còn chưa bị đánh đổ. Hiện tại thân phận vẫn là một nhà doanh nghiệp ngôi sao nổi tiếng của Tần Đường. Lại trầm tư một lát, Hạ Tưởng cầm lấy điện thoại gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an Thiên Trạch Lưu Nhất Cửu. Sau khi lần lượt nói chuyện với Lưu Nhất Cửu, lịch phi hơn 10 phút thì lại gọi điện cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Lang Lộ Hồng Chiêm và nói chuyện với Lộ Hồng Chiêm cũng khoảng 10 phút. Sau khi đặt điện thoại xuống, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho trưởng phòng công an quận Hạ Mã Hoàng Kiến Quân. Sau khi gọi xong mấy cuộc điện thoại, Hạ Tưởng lại gọi thêm một cuộc nữa. Tiêu Ngũ, tình hình thế nào rồi? Lãnh đạo, tôi và mấy anh em đang tìm hiểu. Thế lực của đối phương quá mạnh, rất khó khăn. Tiêu Ngũ ngày hôm qua đã tới Tần Đường thuê một biệt thự để ở. Hiện tại công trình xây dựng ở Thiên Trạch của Bất Động Sản Giang Sơn đã gần hoàn thành. Tình hình tiêu thụ rất tốt, Tiêu Ngũ có thể thong dong thoát thân, lại đi đến Tần Đường. Thứ nhất là tìm cơ hội kinh doanh, thứ hai là ngầm bảo vệ sự an toàn của Hạ Tưởng. Tần Đường không thể so với Thiên Trạch, danh tiếng Ngưu Lâm Quảng. Tiêu Ngũ cũng sớm đã có nghe thấy. Anh ta cố ý dẫn thêm vài anh em đến bởi vì anh ta biết trong nhóm của Ngưu Lâm Quảng, có mang súng. Không vội, cứ từ từ, bây giờ chỉ là giai đoạn tìm hiểu, chứ không nhất định phải đối kháng với Ngưu Lâm Quảng. Nhiệm vụ chủ yếu ở giai đoạn hiện tại của Hạ Tưởng không phải là đối phó với Ngưu Lâm Quảng mà là phải ứng đối với áp lực đến từ Trương Quốc Vĩ, nắm giữ quyền lớn về nhân sự và chủ trì toàn diện công tác. Nhưng Ngưu Lâm Quảng nếu muốn nhảy ra làm một cộng hành, Hạ Tưởng cũng không ngại phiền toái đã chuẩn bị sẵn dao làm bếp và nồi, tiện thể biến anh ta thành món khai vị, trực tiếp nấu lên rồi nói sau. Lãnh đạo, anh đoán xem tôi đã gặp được ai? Tiêu Ngũ thần bí nói một câu, không đợi Hạ Tưởng nói liền nói ra đáp án luôn. Là lão tặc, thủ hạ của Nga Ni Trần. Sau khi thế lực của Nga Ni Trần ở thành phố Lang bị sụp đổ, thủ hạ của gã ta cũng chạy trốn, cây đổ bầy khỉ tan, không biết đều lưu lạc tới nơi nào. Nhưng lão tướng thứ nhất của Nga Ni Trần lão tặc lại đi tới Tần Đường. Tiêu Ngũ tiếp tục nói.
không ngờ lão tặc hiện tại đã là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, hình như là một lãnh đạo nhỏ. Đối với hành động bài trừ thế lực xấu được bùng cháy mạnh mẽ ở thành phố Lang, vừa mới nghĩ đến là đã khiến hắn sôi máu. Bởi vậy đối với việc đối phó Ngưu Lâm Quảng, có sự mong chờ mãnh liệt. Lãnh đạo, tôi có một biện pháp, không biết được không? Đối phó với Ngưu Lâm Quảng, bây giờ anh chưa cần xuất hiện, chỉ cần có một người giúp tôi là tôi có thể đối phó được. Hạ Tường một cái liền đoán được dụng ý của Tiêu Ngũ. Nga Ni Trần. Nga Ni Trần dưới sự chiếu cố của Hạ Tường, được tại ngoại điều trị, bây giờ đã ra tù. Hiện tại đang ở một nơi trong thành phố Yến thuê phòng ở. Để tránh kinh động quá nhiều, ai cũng không nói, ngay cả Hoa Nhài Vàng, bà cũng không biết Nga Ni Trần đã được tự do. Phải nói chủ ý của Tiêu Ngũ quả thật không tồi, do Nga Ni Trần âm thầm đối phó với Ngưu Lâm Quảng. Dùng thủ đoạn của Nga Ni Trần lại thêm thân thủ của Tiêu Ngũ thì cho dù không đánh sụp được Ngưu Lâm Quảng, ít nhất cũng có thể có sự kiểm soát hữu hiệu đối với Ngưu Lâm Quảng, ít nhất cũng khiến cho Ngưu Lâm Quảng không chủ động khiêu khích. Nhưng vấn đề là Nga Ni Trần tuổi già bệnh tật, hắn không tiện mở miệng bảo Nga Ni Trần làm việc cho hắn. Thời gian Tiêu Ngũ theo Hạ Tưởng đã lâu, đoán được nỗi băn khoăn của Hạ Tưởng. Lãnh đạo, để tôi lộ diện thử xem, thành thì thành, không thành thì nói sau. Cũng tốt, Hạ Tưởng chấp nhận, nước đến thì đắp đất chống lại. Đối phương có Ngưu Lâm Quảng thì hắn có Tiêu Ngũ. Đối phương có vụ án hiếp dâm, thì hắn cũng có liên thủ ba bên, lần lượt bao vây lại, không chủ động ra tay một lần. Rất nhiều người đều cho rằng hắn dễ bắt nạt đúng không? Hạ Tưởng trên mặt lại rào rạt nụ cười, có chút đắc ý, có chút xấu xa, lại còn có chút đầy tự tin. Văn phòng Chu Minh Hoành. Chu Minh Hoành vẻ mặt xanh mét đi tới đi lui trong văn phòng. Sắc mặt anh ta thâm trầm đáng sợ. Anh ta vừa mới cãi vã một trận lớn với Chu Minh Nhã. Vốn là muốn dạy dỗ cô ta vài câu, kết quả là lại bị cô ta nói lại vài câu. Tức đến mức cúp ngay điện thoại. Thật tức giận quá, thật ngốc, quá ngốc. Có một số việc không thể đặt lên mặt bàn được, ví dụ như là cưỡng hiếp thì Chu Minh Nhã quá là ngốc. Cũng chẳng biết là ai cổ động mà không ngờ lại đi báo án thật. Dù cho là Mạnh Thiên Nguyên chịu án thì sao? Mạnh Thiên Nguyên nhận án thì tài sản của anh ta chẳng phải là sẽ do Ngưu Lâm Quảng và Kim Cương chia nhau hay sao, có thể có phần của cô hay sao? Nói lui một bước, dù là cô được chút ít đi, thì cùng lắm là mấy chục triệu nhưng lại hủy hoại thanh danh cả một đời. Còn cả sắc mặt của anh ta nữa,